Chị Hương ơi, em nhận được 625 của chị Yến Lê. Chị cảm ơn chị hỏi nhận được tiền chưa kìa, chị báo với chị giùm em á. Ở vậy hả? Em xin chào cả nhà, trưa nay là lên siêu phẩm luôn nha mấy chị. Trưa nay là em có hàng sale cho mấy chị cơ mà, cái chị đẹp nhà em tranh thủ mình coi like này nha. Trưa nay là lên hàng sale thôi, rất là đẹp luôn. Cà dê ghê ngỏng tới 12 giờ. Bộ em đang mặc là bộ cổ nữ hoàng nha mấy chị, bộ cách tân cổ nữ hoàng ha. Tay dũng rất là đẹp luôn nè. Bộ này á, là đa phần em sẽ còn size 5 là nhiều, size 5 với size 6. À, cái bộ này hôm bữa là em đã sale cho mấy chị giá 130 rồi. Hôm nay nó còn size 5 với size 6 không à. Em bán em tặng cho mấy chị ha, tặng cho mấy chị xíu nữa đi cho mấy chị dễ mua. Bữa nay em có việc nhân mới nha chị Điệp. Úc hộp sòn nha. Cảm ơn trái hồng Diễm Hà, Úc hộp sòn đó. Có xe. Có chưa Quyên? Ok. Em xin chào tất cả các chị. Em cảm ơn chị Hồng Diễm Hà, em chào chị Hồng Diễm Hà, em chào chị Trinh Thu. Em xin chào tất cả các chị xinh đẹp. Các chị chào em. Bộ này đẹp quá mấy chị ơi. Bộ này á, tính ra tính đi tính lại bộ này nó rất là xuất sắc. Bộ này á, chị nào thích bông dí thì lấy mấy bộ này nè. Nha, quần về cái chị có thể là tách ra, cái chị mặc giá bà ba lẻ cũng ok luôn. Đẹp, bộ này đẹp. Bộ này mấy bạn nhà em mặc đi chùa ai cũng hỏi hết trơn. Bộ này hôm bữa là em bán 150, sau đó em sale cho mấy chị hồi bữa khai trương em sale còn 130. Bữa nay là đa phần em còn size số 5 không à nha. Nên là ví dụ như chị nào mà hết cái size 3, hết cái size 4 thì chị có thể lên size 5 về chỉnh lại giúp em tí xíu. Và mình nhấn men vô chút xíu là mình mặc vừa thôi. Bộ này em bán cho mấy chị giá 115 nữa ha. Em sale cho mấy chị xíu nữa là còn 115 ngàn. Tại nó còn size 5 không mà mấy chị. Bán xong mà còn size 5 là nhiều nhất. Size 5 với size 6. 3 hình như em không còn bộ nào luôn. Em còn được 2, 4, 5, 6, 1 hình như. 1 là hình như còn có 1 bộ em mặc hay sao. Đúng rồi, 1 là còn có 1 bộ em mặc luôn á. Đẹp hết chị. Bộ này kiểu này đẹp thiệt luôn á mấy chị. Em đang ra cho các chị một cái lô màu. Đang ra cho các chị cái lô màu không mà em ai kiểu như vậy nè. Nhưng mà nguyên bộ màu luôn nha. Size 5 bao nhiêu ký mặc dừa. Size 5 là size cho các chị tầm khoảng 65-66 ký đổ lên, 72 ký đổ về nha. Tại vì cái giải này nó giãn nhiều mấy chị nha. Cái giải này nó giãn nhiều nên em canh cho mấy chị vậy thôi. Chứ bình thường thì các chị mặc á thì nó vừa vừa vậy nào. Ví dụ mắt chị, mấy chị thích ôm hơn á thì mấy chị nhấn ben vô. Ví dụ như chị nào mà mặc size 4 đó, size tầm khoảng 60kg đó, chị nào mà 60kg đó, về cái chị cần nhấn ben vô, cái chị chỉnh tí xíu rồi bớt cái nắp lại tí xíu là cái chị mặc vừa rồi. Còn quần á thì mình không cần phải chỉnh, quần á thì nó xem nhau, mỗi size nó xem nhau vậy đó mấy chị. Bánh mì này nó mang nó sẽ bị hết cả suy nghĩ. Ôi, cái gì vậy chị đi. Không. Một bọc bánh của chị Hai mang qua cho em bữa giờ em chưa có coi luôn. Rồi 115.000 một bộ nha. Nhí đỏ em đang mặc là còn được size số 1. Cái cọc size 2 nó nằm đâu vậy chị? 2, 4. Rồi nhí đỏ em còn được 1, 2, 1, 4, 5. Nhí đỏ em còn được size 1, size 4 và size 5 nha mấy chị ơi. Em chào chị Diệu Ngọc. Và cái này thì em đã giảm cho mấy chị rồi, em đã sale cho mấy chị rồi thì mấy chị có thể lấy về mấy chị chỉnh lại giùm em ha. Mấy chị đẹp nhà em chỉnh lại giùm em tí xíu.
Chờ em một tí xíu nha mấy chị đẹp nhà em ơi. Có áo bà ba truyền thống không em? Có chị, bà ba truyền thống em rất là nhiều nha. Rất là nhiều đỏ một, em chốt cho chứ anh Huỳnh Huỳnh. Đồ hồi tối là đang gọi đó chị Trúc Quỳnh ơi. Nếu như mà gọi rồi là chưa đi nha, gọi rồi là chưa đi, chị muốn đặt thêm thì em dồn cho. Em nhận được bộ chị đang mặc rồi, đẹp lắm chị nha. Dạ em cảm ơn chị Ngân Kiên. Chị Ngân Kiên bữa nay có muốn mua thêm nữa không chị Ngân Kiên ơi? Bữa nay em còn size số 5 với size số 6 là nhiều nè, nên là em sale cho mấy chị còn 115 luôn nè, để cho nó kết thúc cái lô này luôn nha, cho nó kết thúc cái lô này luôn nè. Chốt vải này là vải thun nha cả nhà, vải thun. Chúc cho em một bộ size 5 em đang mặc. Ok chị Lê Thị Nhung. Chị Nhung ơi, chị Nhung lên giùm em số alo đi chị Lê Thị Nhung. Bộ em mặc nó có nhiều màu lắm. Nó có nhiều màu lắm. Thường là em lên cho mấy chị mỗi một lô là nó có 10 họa tiết, 10 màu. Thường là nó sẽ có 10 màu. Ví dụ cái bông nhí này là em lên 5 màu, rồi cái bông to hơn là em lên 5 màu. Đó. Size 6 là tầm khoảng 72 73 kg đổ lên đó chị, 77 78 kg đổ về. Dạ không có giỏ hàng, cái này em không có bán trên giỏ hàng nên các chị đặt trực tiếp giùm em nha. À, 72 kg cao 1m6 là bộ này mặc size số 5 giùm em đi chị Ngọc Kiều. Bộ này mặc size 5 là vừa đẹp đó chị. Tại bộ này á, là chất liệu vải nó co giãn nhiều nha. Cái chị mà chị mặc size số 5 là chị mặc ôm vừa đẹp luôn đó. Rồi lên giúp em màu này, mã em đang mặc là nhí đỏ nha. Màu tím hả? Màu tím này. Nhí tím, cái này chị Hương Nguyễn lên nhí tím đúng không? Nhí tím sáo. Nhí tím sáo cho chị Hương là em hết nè. Em coi dạ. Em coi ba máy luôn. 1m55 mà 62kg là mình mặc size số 3 chị Thanh Cute. Nhưng mà size số 3 là em không còn bộ nào hết trơn chị, em còn size 4. Size 4 thì chị có thể chị mặc thoải mái về, chị nhấn ben vô giùm em tí xíu. Hết trơn rồi chị. Dạ hết size 1. Còn có một bộ size 1 duy nhất em đang mặc là khách chốt là hết rồi cả nhà. Hết rồi nha chị. Lên giúp giùm em màu này nha mấy chị ơi, chốt em mã này nha. Dạ 48kg em đang hết hàng rồi chị dâu tay, 48kg là chị chờ mẫu khác giúp em. Lên với em mã này nha mấy chị, lên với em mã này là mã nhí, nhí tím em còn được. Y còn được bộ này size 1 nè. Chị Phương Xuân Quỳnh có lấy không? Bộ nhí tím em còn được bộ size 1 nè. Em còn hiện tại em còn 1 năm cho mã nhí tím. Nhí tím em còn được 1 với 5 nè, size 1 là 52kg đổ lại mặt giường. Rồi lên với em mã này là mã hồng tươi. Hồng tươi em còn được size 2, size 5 và size 6. Hồng tươi em còn được 2, 5, 6. Tím 1 cho chị Anh Huỳnh Huỳnh là em hết. Nhí tím 1 cho chị Anh Huỳnh Huỳnh. Hồng tươi 6 em chốt cho chị Hương Nguyễn. Chị bấm luôn đi chị. Hồng tươi 5 cho chị Võ Ngân. Không có nhí đen chị Tâm Hoàng ơi. Em đâu có lên nhí đen đâu, em lên nào chị chốt đó nha. Dạ. Chưa. Dạ chưa bấm chị bấm. Ủa nhí tím 6 để bấm rồi. Chỉ có cái hồng tươi thôi em lộn. Hồng tươi 6 em chốt cho chị Cẩm Tú. Dạ hết xe 1 rồi chị. Hết trên xe 1 rồi đó chị. Hết trên xe 1 rồi. Bà ba truyền thống chờ giùm em đi là chị Lê Trọng Nhân nha. Quần đùi ngày mai về chị Đỗ Thủy. Quần đùi ngày mai có. Nhưng mà em không biết về buổi nào nè. Nhí tím xe 5 cho chị Trường Đẹp. Hồng 2 em chốt cho chị Đức Phụng. Bộ em đang mặc hết size số 1 rồi chị Linh Linh lên, nó còn được 2 4 5 6 thôi, hết 1 hết 3. Hồng tươi 5 cho chị Trinh Trinh. Với tím 5 cho chị Trường Đẹp, hồng tươi 5 cho chị Trinh Trinh. Hồng tươi 2 cho chị Đức Phụng. Ok hết chị Đức Phụng. Đó, bên lại chị bấm gọi như vậy đó, bên chị đó. Đó là chị Đức Phụng. Rồi lên giúp em mã nhí xanh đi cả nhà, nhí xanh em còn được 4 5 6. Nhí xanh xanh nhí đỏ hai hết rồi chị Anh Quỳnh Quỳnh đây. Hồi nãy chị Anh Quỳnh Quỳnh là được hai bộ rồi đúng không? Ủa? Được bộ nhí tím rồi nè. Chị Anh Huỳnh Huỳnh là được hai bộ rồi, nhí tím cho chị Anh Huỳnh Huỳnh đó, em chiếu bóng ra hết ta. Chị Anh Huỳnh Huỳnh được hai bộ rồi đó, chị Anh Huỳnh Huỳnh chị được bộ nhí đỏ em đang mặc chứ bộ nhí tím đó. Lên với em nhí xanh nha cả nhà ơi, nhí xanh, nhí đỏ 4 cho chị Thị Chính. Nhí đỏ 2 em hết rồi cả nhà nhí ơi. Nhí xanh em chốt cho chị Hương. Nhí xanh 6 em chốt cho chị Hương. Ok chị Hương.
115.000 chứ ơi, em còn có size 4, 2, 4, 5, 6 không mà em sale cho mấy chị luôn là 115.000. Chốt đi, bộ này mặc rất là đẹp. Em nói mặc mấy chị luôn á, bộ này mấy bạn nhà em lấy mặc đi chùa Tết ai cũng hỏi cho ai cũng khen cho nó. Em chốt nhí đỏ 4 cho chị Nguyễn Hằng. Ok, nhí đỏ 4 cho chị Nguyễn Hằng, nhí xanh 5 cho chị Lê Thị Nhung. Chị Lê Thị Nhung lên giúp em số alo nha chị Nhung ơi. Chị Nhung lên giúp giùm em số alo ạ. Nhí xanh em không có size 2, nhí xanh 5 em chốt cho chị. Một nhí đỏ, một nhí xanh size số 5 cho chị Trang Phan. Rồi, nhí xanh size 5 cho chị Thanh Nguyễn. Em thấy số alo của chị Lê Thị Nhung. Nhí xanh 2 hết là chị Anh Quỳnh Quỳnh ơi. Nhí đỏ 4 cho chị Sầm Kim Loan. Là em hết nhí đỏ 4. Cái này em bán nguyên bộ mấy chị ơi. Nhí xanh 5 cho chị Nguyễn Bích Hải, 115.000 một bộ cả nhà. Không có màu tối chị Nguyễn Tho ơi, cái này em không có may màu tối. Nhí xanh hiện tại em nhí xanh 4 cho chị Nguyễn Hằng cho chị. Nhí xanh hiện tại em còn 46 nha cả nhà. Size 4 là tầm khoảng 60 62 kg đó, đến 67 kg một giường. Nhí vàng. Quá đẹp luôn. Nhí vàng em còn size 5 không à cả nhà. Size 5 là size cho cái chị đẹp nhà em tầm khoảng 66-67 kg đổ lên, 72 kg đổ về. Chị nào mà mặc size 4 á, thì có thể lấy size 5 luôn về nhấn men vô đi. Tại vì cái này là cái chị tốn thêm tầm khoảng 15-20 ngàn nữa mấy chị nhấn men vô, mấy chị mặc nó rất là đẹp. Tại vì cái này em hết size nhỏ rồi nên là em sale cho mấy chị rồi đó. Bọn này bình thường mua 150 lần đó mấy chị. Nhí vàng nha cả nhà. Đúng rồi, em đang sale 115 ngàn đó chứ ơi, chốt đi. Còn áo bà ba cổ vuông không xốp tay phòng chị Trinh Trinh, áo bà ba cách tân hả chị? Áo bà ba cách tân em còn nha, nhưng mà nó còn lẻ size chị, nó còn lẻ size, nó còn tầm khoảng được 15 áo mà. Lên với em mã nhí nhí vàng đi mấy chị. Nhí vàng em còn được size số 5 không à, chốt đi cả nhà ơi. Cái bộ nhí vàng đẹp nè, nhí vàng nha, lên với em nhí vàng. Nhí vàng em còn được size 5 không à. Nhí tím, nhí tím còn sót được bộ size 2 2 năm. Em còn nhí tím được một size 2 nè mấy chị. Cảm ơn chị Hương. Đầu năm em mặc bộ kiểu này màu vàng đi ký hợp đồng thành công lắm đó. Trời ơi lê luôn, cảm ơn chị. Dạ em cảm ơn chế Hương Nguyễn rất là nhiều. Trời ơi mặc bộ này lên đi ký hợp đồng thành công mỹ mãn luôn nha chị ha. Nhí vàng số 5 cho chị Trường Đẹp, nhí tím size số 2 cho chị Ngọc Mỹ. Mới nhận hai đơn gần 2 triệu gần cả triệu đầu năm mua đồ bên xí điệu đẹp. Em cảm ơn chế Phạm Thanh Hằng, cảm ơn chế đẹp rất là nhiều nha chế ơi. Nói số ký luôn, sớm chị cho em cái số ký của chị đi chị BNI ơi, chị Bini gì nè. Với tím hai hết rồi chế Thu Thủy, chế Thu Thủy chốt sao rồi. Ê, hơi vui lắm các bạn ơi, em cảm ơn chị Hương rất là nhiều nha chị ơi. Chị cho em số cân nặng và chiều cao đi rồi em tư vấn size cho chị. Rồi lên giúp em màu này mấy chị. Mã nhí tím em còn được size 5 nè. Vải đó là vải thun chị, vải thun ha. Thun lay dông. 150 em sale cho mấy chị còn 115 mà mấy chị chốt đi. Lên với em tím Huế, tím Huế em còn size 5 không à các chị. Tím Huế em còn size 5 không à, đẹp lắm cả nhà. Thật sự bộ này là khách nhà em mặc người ta cũng rất là khen luôn á. Vậy mặc bộ đồ lên mình nó đẹp mà nhìn nó thùy mỹ đó mấy chị đẹp nhà em ha. Nhí tím 5 em chốt cho chị Hương Nguyễn. Ok chị Hương Nguyễn. Chị Điệp nhấn bill đi chị Điệp. Em gọi là chị Hương Nguyễn không ra. 77 ký 1m6 mà size số 6 là vừa nha chị BN ơi. Tiếng Quế 5 cho cô Báo Ngô. Chị Nguyễn Tho ơi, size số 6 bây giờ em còn được màu hồng tươi, mã nhí xanh với màu hồng sắc pháo, chị lấy màu nào em lấy cho. Tím Quế 5 cho chị Hùng Diệu. Ở tím Quế á, chị Hương Nguyễn là tím Quế á. Tím Quế 5 á. Ok. Dạ, chứ không phải nhí tím nãy chị có rồi. Ba bộ tím dạ. Ba bộ tím Quế, còn em còn hai bộ tím Quế 5 nữa mấy chị ơi. Size 6 là em còn được nhí xanh, hồng tươi với hồng sắc pháo nha chị Nguyễn Tho ơi, chị lấy màu nào ạ? À?
xíu quế 65 kg là mặt rộng nha chị Nguyễn Chi. Mình về mình nhấn ben lại được không? Được thì em chốt cho. Rồi hồng sắc báo size số 6 cho chị Hương Nguyễn luôn là em hết nè. Hết hồng sắc báo 6. Rồi cái máy gì bấm không? Để chị bấm bên đó cho em cứ đọc đi rồi có. Nhí tím, nhí vàng có size 6 không chị? Size số 6 bây giờ em chỉ còn được nhí xanh với hồng tươi thôi. Không có size 3 chị cắt tường thôi. Quần nhỏ váy xanh Ngọc size số 1 còn không, bây giờ không biết luôn chứ Ngọc Mỹ hơn nằm trong. Nó nằm ở trong kho ở phía trong luôn nè. Lên với em mạo này là mã đẹp nha cả nhà, mã đẹp em còn được size 5. Mã đẹp em chỉ còn size 5 thôi mấy chị. Nhí vàng 5 cho chị Trúc Quỳnh. Tím quế 5 em chốt cho chị Nguyễn Bích Hải. Một bộ tím quế, một bộ nhí vàng 5 chị. Chị Hương là hồng sắc phá sáng. Đẹp 5 em chốt cho chị Hương luôn. Chị Nguyễn Tho một bộ nhí xanh size số 6. Nãy bộ tím quế của ai vậy? Tím quế của chị Nguyễn Bích Hải. Nguyễn Tho là hồng xanh nhí xanh, chị Nguyễn Tho là nhí xanh 6. Chị nhận áo rồi đẹp lắm, em cảm ơn chị Tím Bằng Lăng rất là nhiều. Dạ em đang sale 115.000 một bộ chị. Em đang sale 115.000. Còn áo ấy nữa. Nó màu lam với màu đẹp. Dạ. À màu đẹp em nói rồi, xanh lá chị, em chưa có xanh lá. Xanh lá với hồng sắc báo luôn. Hết trên size 1 rồi chị Thu Hiếu ơi. Màu lam em còn được một bộ size số 5. Lên với em màu lam. Dạ em mã đẹp size số 5 cho chị Hùng Diệu. Chị em còn màu hồng tươi á, chị chịu không? Cái màu hồng tươi là màu sáng nha. Lam 5 cho chị Hương là em hết luôn nè. Lam 5 cho chị Hương. Xanh lá. Xanh lá em còn được size 5 thôi cả nhà. Xanh lá. Lam 5 hết cô Báo Ngô ơi. Xanh lá em còn được có 5 bộ thôi mấy chị. 5 bộ size 5 thôi. Cái gì đẹp nhà em chốt nha. Đơn của chị Nguyễn Lam là gọi rồi là đi rồi nha chị ơi. Lên với em xanh lá đi cả nhà. Xanh lá em còn được size số 5 thôi nha. Xanh lá 5 cho chị Liến Phạm. Chờ em xíu nha chị Nguyễn Tho. Bà Ba Nút Thắt còn màu xám 4. Không chị, còn chị Ly Nguyễn. Còn nha. Xanh lá 5 cho chị Minh Thu. À, bên đây nè. Xanh lá 5 cho chị Hương Nguyễn. Rồi xanh lá em còn 2 bộ nữa mấy chị. Em còn 2 bộ size 5 nữa. 72 kg đổ về. Lên với em xanh lá. Chị Hồng Diệu là mã đẹp xanh 5. Đẹp 5 vậy. Hồng sắc báo, màu hồng sắc báo đẹp nè. Hồng sắc báo em còn được size 5 không à. 115.000 chị. Em đang sale còn 115.000. Chất liệu vải thun nha, thun lai dông. Đẹp lắm, cả nhà chốt đi cả nhà. Ví dụ như chị nào mặc size 4 á, mà bây giờ hết size 4 rồi lấy lên size 5 luôn đi. Về nhấn ben lại, nhấn ben tí xíu nè. Còn này em sale cho mấy chị hết là một bình thường là em bán 150 thôi, giờ em sale còn 115 là lấy đi mấy chị, đẹp nha, em rất là đẹp luôn. Xanh lá 6, xanh lá 5 cho cô Báo Ngô. Hết size 2 rồi chị. Hồng sắc báo 5 cho chị Võ Ngân, hồng sắc báo 5 cho chị Liến Phạm. Hết rồi, hết size 2 luôn rồi. Size 2 chỉ còn màu hồng tươi thôi chị Mỹ Kỳ Tấn Phát. Size 2 chỉ còn màu hồng tươi thôi chị. Em chào chị Phúc Ngọc ạ. À. Hồng sắc báo 5 cho chị Anh Thình Thình. Bà Ba Bông Nút Thắt mã hoa xe số 3 hết là chị Jenny không? Em còn bộ xe 2 nè. À. Lên với em màu này là màu hồng sắc pháo nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Hồng sắc pháo quá đẹp. Còn là còn quê nữa hả chị? Em đang ra cho mấy chị cái kiểu này mà nguyên bộ màu á. Em đang ra cho mấy chị nguyên bộ màu. C2 còn bộ màu hồng tươi nha cả nhà. C4 em còn được mã nhí xanh đó chị Hai Dung. Dạ đơn của chị Võ Ngân là đi đơn luôn khỏi gọi. Mã số 950, mã đẹp. Dạ. Dạ bình bình là hồng sắc pháo luôn hay hồng tươi? Hồng sắc pháo đó chị Võ Ngân. Dạ chị Võ Ngân mã số 950 đi đơn luôn chị. Hồng sắc pháo 5 cho chị Nguyệt Ánh. Rồi chị Nguyệt Ánh là không có nhận đơn lại nữa, không bắt máy 2 ngày, ngày 16 tháng 8 nhắc trên like xong rồi đặt một đống xong xuống like gọi 3 ngày không bắt máy, rồi bữa nay chứ lên chứ đặt nữa vậy chứ yêu ơi. Bây giờ chị chuyển khoản trước giúp em đi rồi em đặt cho chị ha.
Em nhận đơn của chị chứ giờ không có nhận nữa, nhận xuống gọi cho chị đâu được đâu đi đơn. Bộ em mặc à, cái mẫu em đang mặc không có còn bộ nào size 3 hết trơn đó mấy chị. Năm mươi sáu cái mét sáu mặt rộng chị Tuyết Lê ơi, mặt rộng em cảm ơn chị Hương Nguyễn rất là nhiều, cảm ơn chị. Dạ có chị Võ Thị Lan có nha chị. Rồi lên với em mã này là mã đẹp nè mấy chị, mã đẹp em còn size 5 không à. Mã đẹp đây để em dơ lại cái bộ nhí xanh với bộ hồng tươi cho mấy chị coi. Đây bộ hồng tươi nè, bộ hồng tươi đẹp đó mấy chị lấy đi, bộ hồng tươi đẹp mà. Hồng tươi em còn 2, 2, 5, 6 nè. Ok em lên màu lại nè chị. Đây em lên lại nè, hồng tươi em còn được size 2, size 5 và size 6. Nguyên bộ này cái chị mặc là tươi nguyên 1 năm luôn, tươi nguyên 1 năm luôn. Lên giúp giùm em màu hồng tươi cả nhà nha, màu hồng tươi đẹp lắm. Chốt em màu hồng tươi ạ, à, màu hồng tươi. Xuất sắc nha các chị ơi, xuất sắc nha, 115.000. Hồng tươi em còn được 2 5 6, hồng tươi 2 cho chị Anh Huỳnh Huỳnh. Lên với em mã hồng tươi nha cả nhà, hồng tươi 2 cho chị Nguyễn Thị Thu Thủy là em hết hồng tươi 2. Hai bộ chị. Hồng tươi em còn được 5 với 6 nha cả nhà, hồng tươi em còn được 5 với 6. Đây là bộ nhí xanh. Nhí xanh em còn được size 4 với size 6. Hồng tươi 5. Chị Nguyệt Ánh ơi, em không có chốt đơn lại cho chị nữa. Đơn hàng của chị khi nào chị chuyển khoản trước cho em đi. Chuyển khoản cọc trước giúp em đi rồi em nhận đơn của chị lại nha. Đơn của chị gọi không có nghe máy xả 2-3 đơn rồi. Quần đen giả váy em có nha các chị, có nha. Đơn mới xả ngày 19 nè, gọi quá trời gọi luôn không nghe máy gì hết trơn. Nhắn tin cũng không trả lời. Nhí xanh xanh số 4 chị Thanh Cute lên nhớ giùm em số alo chị. Ok chị Hương Nguyễn, cảm ơn chị. Chị nghe lúc nào không chị? Em nhắn tin cho chị đâu có nghe máy đâu, chị đâu có nghe đâu. Nghe mà em nghe hồi nào chứ ơi. Nhí xanh 6 cho chị Anh Huỳnh Huỳnh. Nhí xanh 4 cho chị Thị Chính. Em còn một bộ xe số 4 nữa mấy chị. Em thấy số alo của chị Thanh Cute à. Đơn hàng của chị em xả mất tiêu rồi, nghe cái gì nữa chị. Bây giờ em không có gọi cho chị, bây giờ chị chuyển khoản trước cho em thì em nhận đơn, còn không thì thôi nha. Đơn giản vậy thôi, khỏi có lòng vòng nhiều lần rồi chứ không phải một lần. Nhí xanh 4 em chốt cho chị Ngọc Tiền là em hết nè. Ok chị, của chị Ngọc Tiền mình đó chị. Ủa nãy em chốt hai bộ rồi mà chị có bị à, chị liếm á. Còn bộ này cho chị Ngọc Tiền nói chung chị bấm lên bên chị. Em nhận đồ rồi đẹp, em cảm ơn chị Lệ Chi. Đó thì bây giờ em trả lời chị rồi đó, em trả lời chị rồi đó nha. Yeah. Đơn hàng của chị gọi 3 ngày luôn, đặt một đống hàng luôn gọi 3 ngày không nghe máy. Chị không biết cọc thì chị khỏi mua đồ, đã không biết cọc mà còn không nghe điện thoại nữa. Hôm trước là đã xả hết một đơn là cũng gọi 2 ngày không nghe máy rồi, lên em bán lại em nhắc ở trên live rồi. Ok ok xong xuống gọi 3 ngày không nghe máy, mới xả ngày 19 bữa nay lên đặt nữa. Bao nhiêu một quần giả váy vậy em? Dạ 80.000 một quần giả váy chị. Em để em bán cho khách khác người ta đang cần đi chị, chứ chốt cho chị xong rồi xuống rồi cũng xả ra cũng vậy. Lên giúp em màu này là màu hồng tươi đi cả nhà, hồng tươi em còn được size 5 với size 6. Phải chi mà em gọi có một ngày mà có một cuộc hai cuộc đó mà mấy chị không bắt máy em xả đơn đó, thì không nói thế này. Em gọi 3 ngày luôn, đặt nhiều nha, khách cũng mua cũng mấy lần rồi. Em gọi 3 ngày luôn không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Lên giúp em màu này là màu hồng sáp pháo. Hồng sáp pháo em còn được size số 5 không à cả nhà, hồng sáp pháo. Hồng sáp pháo em còn được xe 5 không mà mấy chị. 65kg mặt hơi thoải mái, giờ nhấn ben vô dùm em. Chị Trúc Đào Yến Xào ơi, được không chị? Được không ạ? À? Trời ơi trời. Chị đợi, em đợi chị bơm chị mới chịu hả chị?
sao mà chị em nói chị không hiểu mà chị cứ cãi cố, chị cãi cái lý gì mà nó gì kỳ vậy chị Nguyệt Ánh? Đã mới xả ra một đống đồ đã nói tới mức độ vậy rồi mà lên còn cãi cố nói chị đâu có bơm đâu. Hên là em không gửi cho chị đó, em gửi cho chị là chị bơm luôn đó. Tại vì gọi đâu có nghe máy đâu giao hàng được. Vậy mà chị còn cãi được nữa em cũng bó tay với chị luôn á. Ông sáu báo năm cho chị Minh Thu. Dạ dễ thun chị Như Phạm. Còn bé 5865kg là mình mặc hơi thoải mái nha chị Huỳnh Xuyên ơi. Mặc hơi thoải mái về nhắn Ben vô giùm em tí xíu. Chị Lê Trọng Nhân ơi, em thấy chị ơi, chị đặt cái gì vậy chị? Nãy em có trả lời chị rồi đó. Chị đặt cái gì vậy? Nãy giờ chưa thấy chị đặt. 65kg là mặc size số 4 chị ơi. Nhưng mà size số 4 em hết rồi. Hết rồi mấy chị. Giờ chị còn 5 với 6 thôi mà 115.000 bộ. Chị Thanh Huyền, em cảm ơn chị Thanh Huyền rất là nhiều. Quần đen ống nhỏ hả? Quần đen ống nhỏ em hết rồi chị ơi. Quần đen cái chị chờ em đi. Tại vì em mới cắt một lô ống suông với một lô ống rộng. Cái chị chờ vài bữa về hàng nha. Rồi em la, em về em thông báo. Không có chịu, chị Ngọc Hương ơi, gọi không có được. Chị Ngọc Hương, khổ vậy đó. Bởi vậy mà không biết chuyển khoản thì cọc kẹt cũng được. Mà cái gì cũng không biết hết trơn á. Mà điện thoại thì không nghe máy. Mã đẹp xe số 4 hết rồi chị Anh Huỳnh Huỳnh. Đẹp hình như là còn 5 đúng không ta? Còn 5 bộ đẹp. Để em coi bộ đẹp này xe máy nha chị. Cái mẫu coi bộ mẫu 5 á. Đẹp 5, em còn đẹp 5 à. Hết đẹp 4 à. 1m65 nặng 68kg, 1m65 là mặc quần nó sẽ ngắn nha chị Anh Vũ ơi. Em không có bảo đảm được cái chiều dài gì chị. Tại chị cao 1m62 đầu đổ lại thì ok. Bộ đang mặc hết size nhỏ rồi, bộ em mặc nó còn size lớn thôi mà mấy chị. Chị Nương Phạm ơi, đơn gọi rồi là đi rồi nha chị. Nhí xanh em còn size 6 không mà mấy chị. Nhí xanh em còn size 6 không mà. Bộ nhí đỏ em đang mặc là còn size 5 không hả? Còn. Bộ nhí đỏ em đang mặc là còn size 5. Size 5 của bộ này là tầm khoảng 65-67kg đổ lên ha. 72kg đổ về là mặc vừa. Bây giờ là còn size 5 không đó mấy chị. Size 6 còn có hồng tươi hả? Chị nào mà 63-62kg đổ lên nó về, cái chị nhắn Ben vô tí xíu là cái chị mặc vừa rồi mấy chị. Kiểu này đẹp mà. Về mấy chị nhắn Ben vô. Chỉnh là cái áo lại tí xíu à. Là mặc đẹp à. Chỉnh theo cái form của mình luôn. Nhí tím nha chị ơi, nhí tím. Size 2 không còn bộ nào. 1, 2, 3, 4 là em không còn bộ nào hết. Giờ chỉ còn 5 với 6 thôi. Nhí tím em còn được size 5 nè mấy chị. 6 còn nhí bỏ tím, nhí tím nha mấy chị. Nhí tím nha mấy chị ơi, nhí tím. Nhí tím em còn được size 5. Rồi, tím quế em cũng còn được size 5 luôn một bộ. Tím huế em còn được bộ size 5. Tím huế. Chị Anh Vũ ơi, chị vui lòng cho giùm em cân nặng và chiều cao đi chị. Chị hỏi em m63 không là em không có biết chị bao nhiêu ký nha. Sai là em đọc rồi đó. Size 5 là tầm khoảng 65 đến 72kg. Size 6 là tầm khoảng 73 đến 77-78kg mặc vừa. Nhí tím 75kg. 75kg thì chị mặc size số 6 chị Ngọc Hoa. Size 5 vòng ngực 104 vừa không? Vừa thoải mái luôn chứ Ngọc Hà ơi. Size 5 vòng ngực 104 vừa thoải mái. 68kg, 1m63, mặc size số 5, chị Anh Vũ. Size 5 là ok, chị gọi lên với em xanh lá nha mấy chị. Bộ sẫm hả chị? Sẫm phối, sẫm phối. Sẫm phối còn nữa. 115.000 chị Ngọc Hà, em sale còn 115.000. Như tím em hết size 6 rồi. Như tím em chỉ còn size 5 thôi mấy chị. Size 6 còn hồng tươi hả mấy chị ơi? 1m67 là chị mặc quần màu là nó không ngắn, chị bơ bon. Nhưng mà quần đen là nó bị ngắn. Cái lô quần đen chị Tư em chỉ cắt cho em hơi bị ngắn. Xanh lá 5 em chốt cho chị Hồng Ngọc Hà. Dí vàng 4 em hết rồi chị Anh Huỳnh Huỳnh ơi. Dí vàng em còn xe 5. Bây giờ còn xe 5 với xe 6 luôn mà chị. Dạ, cô báo cô là xả cái gì lấy cái tiếng quế cô ơi. Chốt kỹ giúp con nha cô. Tại vì mỗi một hồng nó còn có một bộ mà. Nên cô chốt kỹ tí xíu để xả ra cái khách người ta còn ngay lúc đó không có. Em hết xe 4 rồi chị. Cô xả bộ gì mà lấy tỏi qua tiếng quế. Cô báo ngô. Con lấy ra con chốt lại cho khách luôn. Chịu Anh Vũ ơi, chịu Anh Vũ lấy màu gì vậy chịu Anh Vũ? Quần đen giả váy hả? Quần đen giả váy 1m65, 1m63 là chị mặc vừa thôi nha, không có dài.
nha, mà vừa dạ, thôi. Với tím 5 cho chị Minh Thu ạ. À. Tím 5 cho chị Minh Thu. Em hết size 4, em còn size 5 cho chị Ruby Dương. Chí vàng bộ 5 cho chị Âm Huỳnh Huỳnh. Bộ em đang mặc còn size 5 với chị Dí Đỏ. Dí Đỏ em toàn size 5 nha. Đúng rồi, mấy chị chịu khó sửa tí xíu đi, mặc nó rất là đẹp cả nhà ơi, mặc rất là đẹp. Đi giả váy là giá giá 80.000. Bộ đang mặc hết size số 4 rồi, bộ em mặc chỉ còn size 5 thôi. Cái quần giả váy của mình. Rút cho em cái lấy giùm em cái quần giả váy thì chị em dơ lên cho mấy chị coi. Chờ em xíu em dơ quần giả váy lên cho mấy chị coi. Tại quần giả váy lần này chị Tư em chị cắt lộn gập cho em á. Chị cắt lộn cái gập cho khách của chị với mấy chị. Chứ quần là thường là em cắt dài cho mấy chị lắm. Quần giả váy là dài miên man. Nha, 1m6, 1m65, 67, 68, thậm chí 1m7 mấy chị mặc còn được. Còn cái này là chị cắt cho em nó bị lộn gập nè. Bởi vì cái quần nó vừa nè. Ví dụ như 1m58. 1m58, 1m6 hoặc 1m62 đổ lại thì cái chị mặc ok nè. Cái quần giả váy là 80.000 một quần. Em dạ. Có từ size 1 đến size 4. Đây. Rất là đẹp luôn. Cái dạ, form thì rất là đẹp mà nó hơi bị ngắn so với mấy chị mà 1m65 á. Nha. Chị cái bộ xanh lá 5. Dạ. Rồi xanh lá 5 em hết nha. Rồi em chốt. Chị nào lấy cái bộ em đang mặc thì lên giúp giùm em là nhí đỏ đi mấy chị. Lên với em nhí đỏ đi ạ. Đây nhí tím nè. Nhí tím em còn 3 bộ size 5, chị đẹp nào chốt cho em luôn đi mấy chị. Dạ ok em dọn đơn. Nhí đỏ size 5 cho chị Châu Lưng. Chị Châu Lưng. Chị Châu Lưng là hôm bữa là đổi đồ đúng không? À rồi ok chị Châu Lưng nha, em chốt cho chị Châu Lưng. Rồi chị Châu Lưng một bộ nhí đỏ size số 5 cho chị Châu Lưng 70kg. Vừa quần giả váy, không em vừa chị Ngọc Hà. 70kg là chị mặc vừa quần giả váy nha. Quần giả váy em có size cho mấy chị. Quần giả váy này là cái chị mặc chứ ví dụ như chị nào mà muốn mặc áo dài thì cao tầm khoảng 1m55-56 thì cái chị mặc với áo dài được nha. 1m55-56-57 trở lại thì cái chị mặc với áo dài được. Còn nếu mà chị nào cao hơn thì cái chị mặc với bà ba thôi. Mặc với bà ba hoặc cái chị mặc với áo lẻ gì mấy chị thích á nha. Tại vì cái quần nó hơi ngắn. Cái quần này chị Tư chỉ cắt cái gập lộn cho em. Nó ngắn hơn mấy phân. À, ngắn hơn so với cái quần giả váy bình thường em may cho mấy chị là ngắn hơn tầm khoảng 2-3 phân gì đó. 115.000 một bộ cả nhà ơi. Chị liên hệ với mấy bạn chốt đơn giùm em đi chị Nguyễn Thu ơi. À để em bấm bill chị ra rồi có gì để mấy bạn nhà em liên hệ với chị. À, chị gửi đưa cho chị Hương đi, chị hỏi lấy màu gì ở đây còn thì đổi cho chị luôn. Hai quần giả váy đen 70kg ok cho chứ Ngọc Hà. 115.000 một bộ cả nhà ơi. Bộ em đang mặc là mã nhí đỏ, em còn được size số 5. Size số 5 là size cho cái chị 65, 67 kg đổ lên hay 72 kg đổ về. Chị nào mà 62, 63 kg thì ví dụ về, cái chị chịu khó cái chị nhấn ben vô thôi. Đồ này rất là dễ chỉnh sửa cả nhà, nhấn ben vô là mặc vừa rồi. Nhí đỏ 5 cho chị Linh Nguyễn. Là em hết nhí đỏ 5 nè. Còn xe máy chị xe 4. Lên giúp giùm em mã này mã nhí tím nha. Nhí tím em còn được xe số 5 này, rất là đẹp luôn các chị. Nhí tím nha. 115.000 một bộ. Rồi nhí xanh là em còn được xe 6. Dạ chị Quyên Hương của chị là đủ 6 bộ xe 6 luôn đó. Chúc mừng chế đẹp. Của chị là đủ 6 bộ xe 6 em đi đơn luôn rồi. Nhí tím 5 cho chị Nguyễn Bích Lon. Ok chị. Rồi lên giúp em nhí xanh nha. Nhí xanh em còn được size 6 cả nhà ơi. Còn nhí xanh với nhí tím size 5. Còn... chị Linh Nguyễn ơi em có số alo của chị rồi. Nhí tím size số 5 hả chị Diễm Trang ơi. Chị Diễm Trang lấy size 5 nha. Tại em còn size 5 không à. Nhí tím 5 cho chị Diễm Trang. Nhí xanh 6 cho chị Âm Trâm Vũ. 115.000 là em hết nhí xanh 6 luôn nè. Làm hết mã nhí xanh luôn nha. Rồi nhí vàng. Nhí vàng là em còn được size 5 không à. Nhí vàng là em còn được xe 5 không à cả nhà. Dạ em cảm ơn chị Quyên Hương rất là nhiều. Cảm ơn chị. Chị Nương Phạm là em có trả lời chị gọi đó. Em nói là đơn gọi rồi là đi gọi đó chị. Nói rồi chị gọi tối qua. Chị Nương Phạm đơn 58kg là thường mặc size 2, size 3 như chị Thi Thi. Nhưng mà mẫu này em hết trên size 3 rồi. Nhí vàng 5 cho chị Ngọc Hà. Chị Lê Trọng Nhân là chốt mã gì vậy chị Lê Trọng Nhân?
chị hỏi em là áo bà ba truyền thống hả? Áo bà ba truyền thống chị chờ em tí xíu, là nhí vàng năm cho chị Tiết Nhung là em hết nè, cho em điều, cho em điều của chị là chồng. Ủa, chị có số alo luôn à? Hôm bữa nào đó là chị Lê Trọng Nhân ơi, chị chốt cái gì vậy chế? Chị chốt thêm gì? Áo bà ba chị chờ em tí xíu nha. Áo bà ba chị phải chờ em một tí xíu, bây giờ em chưa có lên được. Áo dài có luôn nha chế ơi, áo dài còn ít nữa nè, chứ chị chờ em đi tí xíu lên cho. Rồi bây giờ lên với em mã đẹp đi. Mã đẹp em còn được size, cái bộ này đẹp lắm nè mấy chị. Cái bộ này mặc lên rất là đẹp nha. Em còn có một bộ duy nhất là size số 5. Lên với em đẹp 5. Lên với em đẹp 5. Dạ em cảm ơn chị Trần Trang. Chị hỏi em còn áo bà ba họa tiết không? Áo bà ba họa tiết hả? Là sao không hiểu. Bộ nào họa tiết ta? Mình đâu có áo bà ba, đâu có nào họa tiết. Áo bà ba bông là em còn. Nhưng mà cái mã chị hỏi em mã họa tiết hả? Mã họa tiết không có. Lên với em mã đẹp nha mấy chị, đẹp 5 cho chị Ngọc Hà. 115.000 một bộ. Rồi màu hồng sắc pháo mấy chị ơi, cái màu hồng sắc pháo nè đẹp lắm. Màu hồng sắc pháo em còn được 3 bộ xe số 5 nè. Mã đẹp 5 hết rồi chị Ruby Dương, hết rồi chị Minh Thu. Chị Sư Tử. Rồi không nghe máy. 19 tháng 1 bỏ dấu luôn. Chị Sử Tư. Trời ơi em đọc thành Sư Tử. Bữa em đọc lộn. Em xin lỗi chị nha. Em xin lỗi chị nhưng mà em gọi chị không có nghe máy. Chị đẹp ơi, lên với em màu hồng sắc pháo đi mấy chị. Hồng sắc pháo còn 5 nha mấy chị. Hồng sắc pháo 62kg là C3 đúng rồi chị. C5 chốt. Nhiều khi thích chị C5 300 là bộ sữa thôi. Em cảm ơn chị Phạm Thanh Hằng rất là nhiều ạ. 67kg dừa chị mẹo meo dừa nha chị. Màu hồng sắc pháo này 67kg chị mặc ok đó. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha mấy chị. Chúc em màu hồng sắc pháo. Rồi cuối cùng là màu hồng tươi. Đến gần Tết luôn mua rồi chị dạ. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha. Chúc em mã này là màu hồng tươi. Hồng tươi em còn được C5. C5 không hả chị? 5 với 6 nha cả nhà. Cái bộ hồng tươi này đẹp lắm nè mấy chị. Màu hồng tươi này đẹp lắm á. Chị nào mà thích màu nở nổi màu tươi đầu năm rồi mình mặc mình đi tươi nguyên năm á thì lấy màu hồng tươi này đẹp nè. Đây chị nào hỏi quần giả váy nè. Đây là quần giả váy. Quần giả váy cái chị mặc với bà ba nó rất là đẹp nha, mặc chụp hình đồ này kia là ok luôn á. Quần giả váy là cái ống nó to nha nè. 80.000 một quần. Rồi bây giờ em qua mẫu cho mấy chị nha. Chị mua hai bộ trên shop mình mặc đẹp lắm. Em cảm ơn chị Anh Vũ rất là nhiều. Hồng tươi hết rồi. Hồng tươi 65kg xe 5 là hơi thoải mái đó chị Nguyễn Thi Chi. Chị hơi thoải mái tí xíu về. Chị phải chỉnh lại tí xíu theo cái tạng người của chị mặc mới đẹp. Tại vì em hết size 4 cho chị rồi. Giờ nó chỉ còn xe 5 thôi. Chị đồng ý chỉnh thì em lấy cho chị xe 5. Tại vì khoan của chị mặc size 4 là vừa. Rồi em lên cho mấy chị một cái bộ này nữa nè. Bộ này đẹp nữa nè mấy chị. Chị Thanh Thúy. Chị Thanh Thúy 380k 2 là gì vậy chứ Thanh Thúy ơi? Chị ghi ký hiệu không rồi em không hiểu rồi. Chị chốt gì quần giả váy hả? Quần giả váy cái size 3, cái size 2 hả chị hay là sao ạ? Chưa có lên áo dài, bây giờ lên bộ này tiếp. Quần giả váy là giải thun lay dông chị, thun lay dông. Ủa, cái bộ này nó còn size 3, size 4 gì trở lên không mà mấy chế ơi. Cái bộ sẫm nè, đẹp lắm luôn cái bộ sẫm này nha. Sẫm này em xem cho mấy chị còn 130 nha. Sẫm này em xem cho mấy chị còn 130 nè. Cái bộ này là có 1 nè. Dạ, rồi vậy cho em đi chị, này còn 4 5 3 4 5 không. Cái bộ này là xe 2. Nè, cho đẹp. Cho nó vừa. Rồi lên cho mấy chị bộ này nha, bộ này 130 nha mấy chị. 60kg mặc size số 3 nha chị Sử Tư ơi. Quần đen giả váy chịu Anh Vũ. Chị Anh Vũ quần đen giả váy chị Anh Vũ bao nhiêu ký cho Anh Vũ? À 68kg rồi, em lấy cho chị một cái quần giả váy size số 4 chịu Anh Vũ. Ok chứ Anh Vũ nha.
130.000 nè cả nhà ơi, bộ này đẹp lắm, bộ sẫm nha. Em sale cho các chị 130 luôn. Màu này lên giúp em màu lam. Lên với em mã này là mã lam đi mấy chị, màu lam. Size 1 là 52kg đổ lại mặt dừa. Size 2 là 53-57kg. Size 3 là 58-62kg. Nhí đỏ hết 6 rồi chị Karen Rile. 60kg mình cao bao nhiêu chị Sử Tư. Nhí đỏ size số 5 cho chị Võ Kiều. Còn đúng không chứ đi. Nhí đỏ em còn không chị? Nhí đỏ em hết 6 nha. Nói rồi mấy chị ơi, xin năm còn có nhí tím nữa. 1m52 60kg mà chị thích mặt rộng thì chị lấy lên xe 4 nha chị Sử Tư. Còn có nhí tím à, nhí tím chứ. Màu lam chị Nguyễn Thi Chi, lam còn 4 không chị? Lam hết, lam 1, 2, 3, 5. Lam em còn 1, 2, 3, 5 thôi, mấy chị chốt lên giúp em màu lam nha. Rồi chị Canary Lê là chị chốt kỹ mã đồ trên live giùm em nha. Mấy bạn nói là chị chốt đồ mẫu cũ đâu hồi ở bên đâu hồi mấy tháng trước á, em không còn hàng đâu nha chế. Chị Ngọc Tuyền ơi, chị lấy là lấy cái bộ đang mặc đó hả chị? Hàng em like trực tiếp mà mấy chị đẹp nhà em. Đúng ok, để em lấy cho chị 234 ha. Hàng chị chốt trực tiếp ở trên live mà sao chị nói là bên em lấy lộn mẫu cho chị được chị? Trời ơi cái mẫu này á, em nói thật chứ mấy chị, em bán cỡ 6 tháng gần cả năm rồi á, hết trơn rồi chị Caranile. Cái nhà này là nhà cũ của em ở bên kia này, em dời qua đây gần 1 năm rồi. Thì cái mẫu này làm gì còn. Chốt kỹ giùm em nha. Ghi cái mã đồ chính xác giùm em. Chứ mà nói mà em gửi lộn mẫu là em không có, cái này là em lên cũng không phải mã sọc luôn. Cái mã này là mã caro, còn cái giả váy em mới vừa like là mã sọc là cái sẫm. Chị ghi dạ, okay, chị kêu mấy bạn nhà em lấy mã sọc cho chị xong rồi bây giờ chị chụp qua cái mã này, nó chớt quớt hết trơn à. Em live stream trực tiếp làm gì mà có cái mã này để cho chị đặt. Ok, cái nào còn 2 3 4 thì em lấy hết cho chị. Yeah, nên là mình chốt kỹ giùm em nha. Đã like trực tiếp rồi mà mấy chị chốt mà còn không đúng nữa thì em cũng không chịu luôn đó. Hàng ở trên live không chốt mà đi chốt lại live cũ. À, chốt cái đâu rồi chị này, bây giờ màu lam còn size mấy vậy chị? À, màu lam vẫn còn 1, 2, 3, 5. Rồi chị nào lấy thì lên đúng giùm em cái mã đồ đi mấy chị, để nói gửi tới gửi lộn nó mất công nè. Lên với em màu lam nha, 130.000 một bộ. Lam em còn được 1, 2, 3 1, 2, 3, 5 Rồi lam. Ok chị Ngọc Tiền, em lấy cho chị là mỗi một bộ một màu đó. Cái nào còn size là em lấy cho chị. Lam em còn 1, 2, 3, 5 nha mấy chị ơi. Nhí đỏ em hết rồi chị Phương Quỳnh ơi. Lam 3 cho chị Đức Phụng một bộ. Lam 5 cho chị Mẹo Meo. Chị Mẹo Meo lên giúp dùm em số alo chị ơi. Hồi nãy em tư vấn cho chị là size 5 hả chị Mẹo Meo? Size 5 là tầm khoảng 67kg đổ lên ha, 72kg đổ về. Lam 4 em hết rồi. Rồi Lam 3 em hết, Lam 5 em hết. Chị Mẹo Meo lên giúp dùm em số alo chị. Bộ lam em đang mặc là còn được size số 1, 52kg đổ lại mặt dừa. Size 2 là 53-57kg, chị nào dừa thì chốt. Lam 5 hết rồi chị Quỳnh Diệp Hồng. Lam còn 1, 2 à. Ủa đơn của chị Quỳnh Diệp Hồng họ xả đơn nữa hả Lê Quyên? Quyên? Quyên ơi! 098 là mạng này vậy? Chị Quỳnh Diệp Hồng hôm qua xả đơn nữa hả hôm kia? Của chị có đi được đơn nào chưa? Em kiểm tra thử không? Có đi được đơn nào không? Sao chị thấy đây xả hai đơn liên tiếp nè. Dạ nó là vải thun nha chị Thảo Quang ơi, nó là vải thun, chị thun lai dông á. Em đang bán là nguyên bộ là 130.000 cả nhà nha. Chị Mẹo Meo em bắt mấy cái con gọi này
Chị Karen đi lên, em không có chốt cho chị không có lên đúng mã đồ là giờ em không chốt lại cho chị đâu. Dạ. 5 năm em chốt rồi. 5 năm cho chị meo meo quá chị. Dạ, chị meo meo. 5 năm em hết nha mấy chị ơi, em còn năm 1, năm 2 nha. Năm 2 em chốt cho chị Trần Thu Minh. Rồi còn hả? Sao chị chưa có hàng vậy, chị Trần Quyền? Thì đơn hàng bên em đã gọi rồi, thì đơn em đã gửi rồi thì nó đang đi tới chị, nó đi chưa tới. Chỉ vậy thôi hả? À. Nghe nó đi chưa tới, còn tới thì bưu tá họ sẽ giao cho mình. Lam em hết năm rồi chị Phương Lê. Lam còn 1, 2. Dạ, quần ống suông chị Ngọc Hà, quần ống suông. À. Chị thấy ở đây xả hai đơn nè. Một đơn là ngày 18, khách chọn ngày 18 tháng 7 là xả một đơn. Cũng khách chọn kỹ mẫu và mã trên livestream xong lưu đừng xả đơn ngày 18 tháng 7 một đơn. Rồi, một đơn ngày 19 tháng 1 cũng xả đơn vì lý do mà không xem kỹ ở trên live nữa nè. Hai lần rồi. Chị Quỳnh Diệp Hồng là vô danh sách đỏ rồi nha chứ. Mặc size số 1m50 mà nặng 52kg hả chị? Mặc size số 2 nha chị Quỳnh Mai. Dễ hả? Ừ. Rồi tiếp đi mấy chị, 75kg mặc size 6 á chị Anh ơi. 76, 75kg mặc size 6 á chị, chờ em tí xíu nha. Lên với em màu hồng tươi đi mấy chị, màu hồng tươi. Alo, dạ dù nghe hả? Cái đó. Đang trả hương lên rồi sao anh? Đâu? Vậy hả? Đâu đâu anh đối chiếu ở trên cái mặt nạ phía ngoài mà cái chiếc bít á, anh coi coi nó khớp số điện thoại không còn. Nó khớp hả? Rồi, vậy anh xé luôn cái bọc ở bên trong ra giùm em, nó có một cái bill, nó có số alo trong đó nữa đó. Dạ, sẽ nghe ha. Có gì anh nhắn lại giùm em mà em kiểm tra lại. Dạ. Dạ rồi rồi, em cảm ơn. Cái này xài chết hết. Ra không? Ra mà không? Ra cái màu đỏ. Cái màu đỏ, màu đỏ, xanh xanh đỏ. Hồng tươi 6 hả? Hồng tươi 6 còn không chị? Còn. Không không, bộ này nè, bộ sẫm. À, quên. Còn không? Hồng tươi 6 em chốt cho chế Phương Lê. Rồi hồng tươi em còn được xây 2, xây mấy nữa chị? Xây 2, xây 4, xây 5, xây 6. 2, 2, 4, 5, 6 lên giúp em bộ hồng tươi. Hồng tươi em còn 2, 4, 5, 6. Màu hồng tươi cho chị Nguyễn Thi Chi. Chị Nguyễn Thi Chi là xây mấy? Chị Nguyễn Thi Chi xây 4. Rồi có hồng tươi 4 cho chị Nguyễn Thi Chi. Chị Nguyễn Thi Chi nhớ lên giùm em cái số, cái size của chị nha. Chị mặc xây 4 á. Hồng tươi 4 em chốt cho chị Hằng Đinh. Dạ, em sale còn 130 nha chị Phạm Ly ơi. Chị Nguyễn Tiền ơi, em sale còn 130 đó chị. Hồng tươi 6 cho chị Âm Trâm Vũ. Là hết hồng tươi 6. Là em hết hồng tươi 6. Màu lam em còn xe 1 á. Đúng không? Lam em còn bộ 1 em đang mặc này chị Bích Trần Ngọc. Chị lấy luôn đi. Dạ để em đếm cho chị Tiền, chị được mấy bộ? Dạ được 7 bộ nha chị Tiền. Cũng được 4 năm màu luôn á chị. Chị được 7 bộ chị Tiền ơi. Chị Phạm Ly ơi, chị 1m50 56kg, nếu mà gọn người á thì lấy xe 2, còn không bộ này lên xe 3 giùm em nha chị. Xe 3 giùm em nha. Lấy cho chị đi. Ok, Lam 1 cho chị Bích Trần Ngọc. Cái bộ đó đẹp lắm á chị ơi. Chị mà mấy lại em không có em đi nữa. Của ai? Bị thiếu hả? Lê Thị Nhung hồi nãy là có cho em số alo chưa chị Nhung, hình như chưa á. Có chị Lê Trọng Nhân là có cho số alo rồi nè, nhưng mà chị Lê Thị Nhung hình như là chưa có. Để chị coi. Cho chị mượn lại cái rồi chị thấy thì có số alo rồi đấy. Rồi chị Nhung là có số alo rồi chị. Ok. Một trăm ba mươi ngàn một bộ cả nhà, nặng 64kg, cao 1m65, mặc size 3 vừa đó chị Nhi Khánh. Nếu mà chị gọn người là chị mặc vừa đó.
Bộ lam em đang mặc hết size 3 rồi. Lam còn 2 nha mấy chị. Hình như em không còn bộ nào size 3 luôn đó mấy chị. Đúng không chị còn hả? Rồi lên với em màu này nha. Màu này lên giúp dùm em màu hồng tươi. Chị tiện bộ còn. Chú em màu hồng tươi. Lên với em màu ngói nha chị. Màu ngói em còn được size 3. Size 3 không hả chị đi? Ừ. Ngói em còn được hai bộ size 3 cả nhà ơi. 57, 58 ký đổ lên, 62 ký đổ về nè, lên giúp em mã ngói. 57 ký đổ lên, 62 ký đổ về, lên giúp em mã ngói. Chốt em ngói nha, ngói. Chốt giúp em mã ngói cái chị. Ngói kèm size giúp em rất là đẹp luôn, 130.000 một bộ cả nhà ơi, sale. Ngói ba cho chị Thúy Lệ, Thúy Lệ. Chị Thúy Lệ lên giúp giùm em cân nặng chiều cao kèm theo số alo chị ơi, chốt mới. Lên cân nặng chiều cao kèm theo số alo giùm em nha. Chị Thúy Lệ. Rồi màu vàng. Vàng em còn một bộ duy nhất size số 4. Ơ hết cho chị tiện đi. Vậy hả? Vậy là hết vàng luôn nha mấy chị. Rồi màu hồng đậm. Có chưa? Hồng đậm em còn một bộ size số 4 luôn. Nói ba cho chị Ngọc Tiền luôn. Nói ba cho chị Ngọc Tiền luôn là chốt em hết luôn. Chị. Vậy chị còn chốt còn thêm bộ vàng 4 chị lấy luôn hả? Vàng 4 chị Ngọc Tiền có lấy luôn không? Nãy chị có bộ rồi đó. Nãy chị có bộ rồi. Lên với em màu này màu hồng đậm. Màu hồng đậm đẹp quá mấy chị ơi. Hồng đậm còn mấy chị? Còn có 1 bộ luôn hả? Dưới kìa. Coi xe 5 kìa. Chị coi xe 5 kìa. Cái cọc đó đó chị. Lật lên. Lật lên. 5 đúng không? Rồi hồng đậm em còn được 4 với 5 nha cả nhà. Chị coi cái viền đó. Coi cái viền ở trên cái cổ. Thì cái đó là hồng đậm, cái đó là hồng tươi mà. Hai cái quần nó khác nhau, mình thấy viền nó khác nhau mà. Dạ này. Lên với em màu này màu hồng đậm nha mấy chị, hồng đậm. Hồng đậm 4 em chốt cho chị Ngọc Tiền một bộ. Cho chị Ngọc Helen một bộ. Hồng đậm 4 cho chị Bourbon một bộ. Hồng đậm còn 5 mà sao chốt 4 vậy? Ủa? Chết đâu? Rồi lộn rồi mấy chế ơi. Chị Molly ơi, chị chốt hồng, em có hồng đậm với hồng tươi đi chị. Vậy là hồng đậm cuối cùng là chị Ngọc Tiền có. Hồng đậm 4. Còn 2 bộ 5. Em còn 2 bộ 5 cả nhà ơi, vậy là chị Bourbon với chị Ngọc Helen không có. Trời em chốt khí thế luôn. Chị qua hồng tươi được không mấy chị, hồng tươi em còn 4 nè. Chị lấy hồng tươi được không ạ? À? Nè bộ hồng tươi nè, nó nhạt hơn cái hồng đậm tí xíu thôi. Ủa, với tím sáu của chị Hương chốt ngay từ đầu mà sao thiếu được? Bấm 2 lần. Bấm 2 lần. Đúng rồi, đúng rồi, ngày tím rồi đấy rồi. Đúng rồi. Chị Nga Nguyễn là mặc không được đồ của shop, mặc không có hộp. Đơn hoàng ngày 22 tháng 1 năm 2024. Chị Molly em lấy hồng tươi cho chị được không? Được thì ok giúp em nha. Cái này có chị Ngọc Tiệt chưa bấm yêu luôn hả? Xe 6 còn bộ nào hả chị? Xe 6 hả? Cùa. Xe 6 em còn được có bộ màu hồng đậm. Xe 6 còn hồng đậm, vậy là hồng đậm còn 5 với 6 cả nhà ơi. Ơi. Na Uy. Với lại xanh Na Uy nó hồng tươi 5 cho chị Linh Nguyễn. Rồi. Ok chứ Linh Nguyễn. Còn 1m53 nặng 61kg, nếu mà gọn người bộ này lấy xe 3 nha chị Thùy Mỹ ơi. Bộ em mặc hết size 2 rồi. Dạ chà bông em chưa có lại mấy chị. Chà bông còn 2 dẻo. Lam còn 2. Ủa lam còn 2 hả? Còn. Xin lỗi mấy chị. Hả? Bộ màu lam em còn size 2 nha. Còn không chà bông còn không? Lên coi coi còn mấy hũ. Chị Molly chị không có trả lời là em chưa có chốt cho chị nha chị Molly. Nói ba em hết à, chị Thị Lệ hả? Chị Thị Lệ lên giúp em số alo chị ơi. Còn một hũ. Chà bông em có một, em còn một hũ nha mấy chị. Em thấy số alo của chị Thị Lệ nè. Ok chị. Bộ lam em đang mặc còn size 2 nha mấy chị ơi. 53-57kg mặc vừa. Rồi màu này là màu hồng tươi giúp em nha. Màu hồng tươi. Màu hồng đậm là em còn được size 5 với size 6. Rồi xanh lá. Xanh lá em còn có 1 bộ à. Xanh lá em còn được một bộ size 4 luôn. 63 đến 67 kg mặc vừa xanh lá.
chị Kim Nhi lấy bộ lam em đang mặc cho giùm em số alo luôn chị ơi, cân nặng chiều cao luôn chị Kim Nhi ơi. Xanh lá 4 cho chị Ruby Dương chưa chốt. Ok thôi. Chị Ruby Dương xanh lá 4. Đỏ. Đỏ em còn được bộ 4 luôn. Vậy hả? Rồi giờ đỏ em hết luôn ha. Màu xanh Na Uy em còn được bộ C6. Bộ em mặc hết C1 rồi, bộ em mặc còn C2 thôi. Xanh lá em hết với chị 130.000 một bộ. Em lấy đỏ cho chị tiền hồi nãy không chưa có trong bộ màu. Rồi lên với em màu này nha, màu xanh Na Uy em còn được bộ C6 nè, C6 là 73kg đổ lên. 73kg đổ lên, phải 7kg đổ về. Chị Ruby Dương dùng đơn đi luôn, chiều gửi luôn hết chị. Mặc C2 chị Trần Kim Ánh. Mặc C2. Chị Hiếu hút một hũ trà bông, ok chị. Bữa không còn bệnh hết chị. Thấy chị bắt còn bịch mực là để lại ăn ha. Mực là không cho bán. Xanh Na Uy xe số 6. Xanh Na Uy xe số 6 em chốt cho chị Kiều Phương. Xanh Na Uy 6 em chốt cho chị Kiều Phương nha. Không mì ăn không cực kỳ cho nên không có cho bán. Đây màu hồng tươi nè các chị. Chị đẹp cho em bộ hồng đậm chị. Hồng tươi em còn được 2 á, hồng tươi em còn được bộ 2 nữa nè. Bộ 2 rồi nãy giờ. Em còn được 2 4 5 hồng tươi cả nhà ơi. Cái này em gọi nó hồng tươi thôi nhưng mà cái quần nó màu vậy nè mấy chị, nó không có tươi lắm đâu nha, mặc lên nó rất là đẹp nè. Hồng tươi thành vậy là hết 2 luôn hả chị? Vậy là hồng tươi em hết 2 luôn nha. Đâu có thấy. Màu lam em đang mặc size 2 cho chị Trần Kim Ánh. Ok chị, lam 4 em hết rồi, lam em chỉ còn C2 thôi mấy chị, lam em còn bộ C2 thôi. Mấy chị nào đẹp bộ lam vàng em còn được bộ C4 nè mấy chị ơi, 130.000. Bộ đang mặc size số 5 hết rồi chị Hồng Thảo. Chị Nam còn hồng tươi. Biết hồng đậm. Chị Kim Nhi, chị rồi, chị Kim Nhi bộ màu lam size số 2 lên giúp giùm em số alo này chứ ơi. Chị Kim Nhi lên số alo mới có đơn nha, hồng đậm 5 cho chị Minh Thu. Em bấm luôn chị đi. Vàng 4 em chốt cho chị Bourbon. Ok, bộ lam 2 em chốt cho chị Molly là hết lam à. Vàng 4 cho chị Bourbon là em hết nè. Tay hồng đậm mấy chị ơi, hồng đậm em còn bộ 5 với bộ 6 rồi. Chốt rồi, bộ 5 mới chốt rồi. Chốt luôn hả chị? Rồi, vậy là hồng đậm em còn bộ 6 mấy chị. Hồng đậm em còn bộ 6. Hồng đậm với hồng tươi thôi. Ok, chị Trần Kim Ánh em có số alo của chị rồi. Hết rồi chứ Nguyễn Thi Chi, chứ Nguyễn Thi Chi chốt sao rồi. Lam 2 hết luôn rồi chị Molly. Chị Molly chốt lại, chị chốt cho chị Molly. Rồi vậy là chị Chi không có lên số alo là không có đơn luôn. Hồng đậm em còn bộ C6. Để em mặc bộ hồng tươi cho mấy chị. Hồng đậm 6 cho chị Kiều Phương là em hết luôn nè. Rồi còn hồng tươi thôi mấy chị. Cho em bộ hồng tươi size số 2 lại đi chị, cho em mượn mẫu thì em mặc cho mấy chị coi. Đằng kia chỗ của chị đưa tiền. Không, không phải chị Hồng Chi bên này. Chị Chi ở bên, chị Chi ở bên 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 đây nè. Rồi lam 2 hết luôn rồi, bây giờ em chỉ còn màu hồng tươi thôi. Hồng tươi hiện tại còn 4 với 5 hả chị? Đúng rồi, em chỉ còn màu hồng tươi thôi mấy chị. Hồng tươi em còn được C4 với C5 nha. Lên cái mẫu gì mà còn đủ size em lên zoom cho mấy chị nha. Ờ, chỉ có zoom bây giờ, chỉ có zoom còn đủ size. Nguyên em bước qua em soạn cái zoom nha chị đi Nguyên. Em lên zoom cho mấy chị ha. Zoom em lên em sale cho mấy chị luôn nè. Em còn lục zoom là em đủ size nè. Hồng tươi mấy chị ơi, đây em mặc bộ hồng tươi cho mấy chị xem nè. Hồng tươi em còn được C4 với C5. C4 là 63 đến 67kg, C5 là 67 68kg đến 70 72kg mặc vừa nha. Nè, đó em gọi nó hồng tươi thôi chứ mặc lên là nó ok nha mấy chế. Chị Nương Phạm ơi, chị chốt sao nha, chị chốt sao nên là em không có đọc tên là em lướt qua luôn nha. Em nói rồi là mấy chị mua hàng là mấy chị lên mã đồ giùm em đi, đừng có chốt bộ em đang mặc. Ví dụ như là cái em đang mặc màu lam thì mấy chị lên lam 2 luôn là mình có đơn rồi, nó đơn giản thôi mấy chị. Mấy chị cứ chốt bộ em đang mặc, bộ em đang mặc rồi một rồi nó bị lộn tùm lum nữa nha. Lên mã đồ giùm em đi, em đã đọc mã đồ rồi thì mình lên mã đồ giùm em đi mấy chị. Rồi em đang mặc màu này là màu hồng tươi. Hồng tươi em còn được size số 4 và size số 5 nha.
4 với 5 nha cả nhà ơi. Hồng tươi 4 em chốt cho chị Nguyễn Thi Chi nè. Ok chị. Rồi em còn 2 bộ 4 với 2 bộ 5 cho cái bộ hồng tươi này nữa là em hết nha mấy chị. Bộ em mặc nó là bộ quần ống suông nha cả nhà, quần ống suông. Còn có mấy bộ chốt. Còn có mấy bộ mà mấy chị, size 4 là size tầm khoảng 62 63 kg đổ lên đó chị. À, 66 67 kg đổ về, chị nào 60 kg, ví dụ mấy chị mặc có hơi thoải mái thì mấy chị nhấn ben vô. Hàng này em có nhấn ben cho mấy chị mà, hai bên trước và hai bên sau. Cái này là ba ben nè, bên đây là em làm, em ra đây thì không có làm ben được nha. Có ba ben, một bên trước, hai bên sau. Mấy chị nhấn vô. Hồng tươi 4 cho chị Di Khánh. Chị Di Khánh lên giúp giùm em số alo đi chị. Chị Trần Kim Ánh ơi, bộ này là giá 130 với phí ship 25 nữa là 155.000 chị. 63kg mặt size 4 nha chị Võ Thắng Hằng ơi. Xanh lá 4 hết rồi chị Trinh Trinh ơi. Mét 50-53kg là mặt size số 2 bộ này nha chị Trần Thu Hồng ơi. Nhưng mà size 2 em hết rồi. Chị Di Khánh lên giúp giùm em cân nặng. Lên giúp giùm em số alo đi chị. Lên giúp em số alo nha. Rồi em cảm ơn chị Di Khánh. Hồng tươi 4 cho chị Di Khánh. Hồng tươi 5 cho chị Bình Thiện. Bộ 4, bộ 5 nữa mấy chị. Chị đẹp nào lấy giúp em luôn đi. Kết thúc cái lô này. Hai quần giỏ váy size 3 cho chị Thanh Thúy. Quần giỏ váy size 3 quần đen đúng không chứ Thanh Thúy? Hai quần đen giỏ váy size 3 em lấy cho chị ha. Rồi em lên cho mấy chị một cái lô dung nè mấy chị. Lô dung này bữa giờ các chị chờ rất là lâu. Lô dung cuối cùng em sẽ không có ra dung nữa. Chất liệu vải là thun lỗ. Rất là đẹp luôn nha. Bộ em mặc hết size 6 rồi chị Nguyễn Thanh Loan. Bộ em mặc bây giờ còn bộ 4 với bộ 5 nữa là em hết. Chị Di Khánh là hồng tươi 4. Hết rồi chị ơi, em còn có bộ màu hồng tươi này size 4 với size 5 nữa là em hết cái mẫu này luôn rồi đó. Không có gì chị Hồ Đào ơi, không có. Rồi em lên cho mấy chị Dung nha mấy chị. Chị. Em muốn mặc sáng hết hả? Sáng hết thì em hết. Dung nha mấy chị, dây kéo trước giúp em nha. Dung thun có độ co giãn, mấy chị mặc thoải mái. Size 1 là 50kg đổ lại mặc dừa. Size 2 là 50-55kg. Các chị nghe kỹ em đọc nha. Size 1 là 50kg đổ lại mặc dừa. Size 2 là cho các chị 50-55kg tùy chiều cao. Size 3 là 55-60. Size số 4 là 60-65. Size số 5 là 65-70. Và size 6 là 70-75kg mặc dừa. Dung này em sale cho các chị đẹp nhà em còn bao nhiêu đây? Em sale về, em sale cho mấy chị luôn nha. Em sale để em xả cái mẫu này luôn. Tại em sẽ không có ra dung nữa nha mấy chị. Dạ ok, đơn của chị Minh Thu em đi luôn à. Cảm ơn chị. Dung này em sale cho mấy chị giá còn bao nhiêu mẫu hỏng mình bán nhiều. Rồi 90 nha mấy chị ơi. Có cổ nha, rất là đẹp luôn. Dây kéo trước giúp em. Giá rớt sàn rồi đó mấy chị. Giá rớt sàn chứ phải sập sàn nha mấy chị. Giá rớt sàn luôn. Lọt sàn luôn mấy chị ơi. Lên với em mã này là mã nhí đỏ thì cái chị nhí đỏ. Số 3 còn chị Ngọc Tiền. Lên với em mã nhí đỏ số 3 đủ bông cho chị Ngọc Tiền. 90. Cả nhà 90.000. Rớt so với giá em xuất xưởng luôn rồi đó. Rớt giá mà mấy chị không mua nó là không còn cái giá nào để rớt nữa đâu mấy chị ơi. Rớt hết 10.000 rồi đó mấy chị. Chốt đi mấy chị. Lô dân này coi như là bán tặng cho mấy chế luôn đó. Chính là 90.000. Nhí đỏ, lên với em mã nhí đỏ nha. 2, 3, 4, 6. Nhí đỏ 4 cho chị Bourbon. Nhí đỏ 6 cho chị Ngọc Hà. Nhí đỏ 4 cho chị Hằng Đinh. Nhí đỏ 5 cho chị Hồng Chi. Nhí đỏ 5 em hết chị Hồng Chi ơi.
Dạ bữa nay không có bà ba mới chứ quá thì chiếc chinh lên. Ý đỏ năm cho chị Nguyễn Thị Kim Tho. Ủa quên năm không có. Trời ơi địa liệu. Năm em không có nha. Alo dạ Diệu nghe ạ. Dạ. Gửi chị Nguyễn Thị em tiếp hai bộ đồ thì cầm lên hai quần chị đo với quần chị thì vừa cái lưng nhưng mà cái eo cái áo chật nước hai cái không vừa gì cưng ơi Diệu ơi. Bây giờ á là chị nhận cái đơn đó rồi chị liên hệ với mấy bạn nhà em đổi size cho chị nha. Không có giờ chị trả nó đi nó chạy nãy giờ lâu rồi. Nếu mà chị trả là em tính vô chị là bơm hàng rồi đó chị. Chị đâu có bơm đâu. Tại vì chị hỏi người đó là giờ chị có gọi tiền ship không? Chị ơi em nói với chị nè là em đã nói rồi mấy chị cho cân nặng chiều cao thì em tư vấn theo cái size cân nặng chiều cao của mấy chị. Nó tùy theo nhiều khi cái form đồ mình mua online có khi nó rộng nó chật nó vừa. Lâu lâu nó bị một vài bộ thì mấy chị cứ nhận hàng đi hàng chật hàng lỗi là bên em sẽ hỗ trợ đổi size cho mình. Nhưng mà mấy chị đặt hàng bây giờ chị không nhận hàng chị không trả ship. Rồi bây giờ chị điện cho em là cũng vô bơm hàng luôn rồi. Lần sau mua thì chị chịu khó là chuyển khoản trước giùm em nhận đơn lại nha. Cảm ơn con nghe mà chị không biết là em giải thích chung luôn ha mấy chị nghe giùm em nha mấy chị. Hàng mình mua online đôi lúc mình mặc chật nha. Mình mặc chật hay gì là tùy theo cái form đồ là nó bình thường thôi mấy chị. Không có gì hết. Tại vì đồ không phải là mình một mà kiểu mà không phải là một chất liệu vải, không phải là ra một form. Tại vì mỗi một cái mẫu á, là sẽ có một cái gập riêng nha. Rồi chất liệu vải nó khác nữa. Đó nên là em đã giải thích rất là nhiều với mấy chị rồi. Khi mà bên em giao hàng cho mấy chị là em cho mấy chị kiểm tra hàng đúng size, đúng mẫu các chị đặt ở trên line. Thì các chị nhận hàng giùm em đi. Nhận vô xong rồi á, là mình cứ vô nhà mình thử nha. Còn mấy chị á là đo trời đất ơi giải thun mà đo cái gì. Ví dụ như bây giờ á em lấy cái một cái áo bà ba von lụa mà em đi đo với một cái áo chất lai dông nó khác nhau hoàn toàn, nó sẽ lệch nha, nó sẽ lệch với nhau. Mà em nói là em không có cho thử mà mấy chị cũng cố tình, mấy chị cứ mua là mấy chị cứ chồng vô mấy chị thử rồi gặp ông nội ông bu tá cũng tào lao nữa. Chị Nguyễn Thị Kim Tho có nhí đỏ 5 nha. Chị Anh Phạm, nhí đỏ 4 cho chị Anh Phạm. Chị Nguyễn Thị Kim Tho, chị có nhí đỏ 5 nha chị. Chị Anh Phạm lên giúp giùm em số alo ạ. Hồi nãy ai qua nhí đỏ 5 có gì em bắt. Nhí đỏ 5 hả? Nhí đỏ 5 của chị Hồng Chi. Có một chị rồi, còn chị nào nữa? Chị Hồng Chi. Có mà chị Hồng Chi rồi có rồi. Dạ. Hai chị hồi nãy nghe đọc chị. Chị Hồng Chi lên lại giúp giùm em số alo đi chị Hồng Chi. Nhí đỏ 5 em có đó chị. Vậy là nhí đỏ 5 cho chị Hồng Chi một bộ. Chị hồi nãy có rồi. Với lại là chị Nguyễn Thị Kim Tho. Chị Nguyễn Thị Kim Tho có chưa? Rồi có bill rồi đúng không? Dạ. Nhí đỏ 3 em chốt cho chị Phụng Cao. Rồi chị Ngọc Tuyền lấy cho chị C4 đủ bông luôn em. Em thảy xa xa cái sợi dây em đi. Để một thời nó xuất á. Tôi dùng nó xuất cái dây để chị. Chị Hồng Chi là mặc size 5 nha. Zoom này chị phải mặc size 5, 6, 7 kg đừng mặc size 4 chị. Zoom lên size mặc đẹp chị ơi. Ok chị Ngọc Tuyền ạ, à, nhí đỏ 2 cho chị Phụng, à, chị Phụng Cao là 2 hay là 3 chị Phụng Cao ơi, hay là chị lấy 2 bộ ạ? À? Bên shop em đổi size rất ok, thu hàng lại khách không? Có biết gửi hàng đi. Dạ đúng rồi chị Ngọc Hà. Em thấy số alo của chị Hồng Chi. Đổi hàng bây giờ dễ lắm mấy chị. Mấy chị đừng có ngại. Không cần phải đem ra bưu điện. Mấy chị cứ liên hệ với bên shop của em ha. Bên shop của em sẽ còn size. Tụi em sẽ đổi cho mấy chị. Giao cái hàng mới tới thu cái hàng cũ về. Nó rất là đơn giản. Mấy chị đẹp nhà em nha. Nên là đừng có trả hàng cho buôn tá giùm em. Nhí đỏ xe số 6 em hết trơn rồi chứ đẹp ơi. Nhí đỏ 6 em hết rồi chứ Trần Huyền. Rồi em thấy số alo của chị Anh Phạm luôn. Ok cùng, chị. Cùng chị Phụng Cao chốt thêm. Chị Phụng. Dạ dây nịt không có bán. Dây nịt này mấy chị mua đi. Có mấy chục ngàn sợi à. Mua loại thường thường mình xài. Dây nịt này bản nó tầm khoảng 3 phân á. Chị đi, đừng có đụng cái dây. Cái bản này là tầm khoảng 3 phân hoặc 3 phân rưỡi. Mấy chị mua cỡ này mấy chị xài được. Dạ. Yeah. Em sợ nó xúc cái một 90 ngàn cái lô dung này em sale cho mấy chị 90 ngàn rẻ dữ lắm mấy chị, rẻ hơn giá em xuất xưởng nữa đó. Em xuất xưởng là giá đó là tầm khoảng 102 à. Với đỏ 2 em chốt cho chị là chị Loan Nguyễn. Chị Loan Nguyễn ơi 54 kg chị cao bao nhiêu ạ? À? Cho em xin cái chiều cao đi chị.
chị Phụng Cao không có trả lời là em chốt rồi, chị Phụng Cao là lấy xe 2. Ok, xe 2. Ok, chị Phụng Cao lấy xe 2, không lấy xe 3. Dùm có sọc không em? Dạ có sọc kìa, chờ em tí xíu. Dùm em có 10 bông, rồi lên tiếp nha mấy chị ơi, em lên tiếp nha. Em đang mặc là mã nhí đỏ, mã này các chị lên giúp dùm em là mã. Mã này lên giúp dùm em là mã bông nhí. Chị Út Tiên ơi, chị Út Tiên lên giúp dùm em nhí đỏ 4 thì chị đừng chốt dùm em đang mặc ha. Cao 1m52 nặng 54kg vậy là C3 nha chị Loan Nguyễn. Chị Loan Nguyễn là một cái nhí đỏ C3. Dùm này chị mặc C3 nha chị. Để em lấy cho chị mặc thoải mái tí xíu. Mấy chị đừng có sợ rộng, ví dụ về mấy chị mặc cái eo mà nó có hơi rộng tí xíu thì chị nhấn band vô. Nếu mà mấy chị không có thích xài dây nịt nha. Còn nếu không thì mấy chị ấy vô về giúp giùm em nè là ok rồi nha. Mình chỉ cần có cái bếp dây này mình thắt ngang cái là nó ôm lại nè. Chí đỏ 4 cho chế Hoa Nguyễn. 70kg cho em chiều cao đi chị Ngô Phương. Đúng rồi, giùm nha cô Lê Hằng ơi. Con đang sale còn 90.000 đó cô, 68kg cao mét 6 là mặc size số 5 nha chị Út Tiên. Mặc size số 5 nha chị, không có mặc size 4 nha. Lên với em mã bông nhí đi mấy chị, bọn này đẹp nè, bông nhí em còn được 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. Chị Sầm Kim Loan này, chị Sầm Kim Loan chốt thì lên giúp em nhí đỏ. Còn cái này là bông nhí, cái em đang cầm là bông nhí, em đang mặc là nhí đỏ. 68kg cho em chiều cao đi chị đẹp Huỳnh ơi. Chị đẹp Huỳnh lên giúp dùm em chiều cao em 1m59 70kg mặc size 5 chị Ngô Phương. Còn nếu như mà chị bụng chị to, chị thích mặc thoải mái, chị cũng có thể lên size 6 được. Dùm này các chị có thể là thay đổi size ok nha, không có sao hết. Rồi 1m6 68kg là mặc size số 5 chị. Bông nhí 4 cho chị Anh Phạm, nhí đỏ 5 em chốt cho chị Sầm Kim Long. Rồi bông nhí hiện tại bây giờ là còn 1, 2, 5, 6 nha. Nhí đỏ 5 em chốt cho chị Út Tiên. Lên với em mã bông nhí nha cả nhà. Bông nhí, cái này là bông nhí nguyên rồi. Nhí đỏ, chị chốt nhí đỏ mình. Nhí đỏ size số 5. Dạ đúng rồi chị. Bông nhí hiện tại em còn được 1, 2, 5, 6 nha cả nhà. 1, 2, 5, 6. Lên giúp em mã này là mã ngọc. Ngọc em còn được 1, 2, 6. Lên với em mã ngọc. Chị lấy xe nào chị cứ bình luận nha chị Hoa Nguyễn ơi. Ok chị nha. Chị lấy, chị muốn lấy xe nào chị lấy là em ok cho chị. Lên với em mã ngọc cho mấy chị rất là đẹp luôn nè. Dùm có hai túi hai bên nha các chị. Dây kéo trước cho mấy chị mặc nó cũng thoải mái. Lên với em mã này nha cả nhà, chốt em mã này là mã ngọc à. Ngọc em còn mấy em? Ngọc em còn được 1, 2, 6 cả nhà ơi. Size 1 là 50, 51kg đổ lại ha. Size 2 là 55kg. Size 6 là 70, 75kg mặc vừa. Rồi lên với em mã nhí hồng. Nhí hồng em còn 1, 2, 3, 4, 5. Lên với em mã nhí hồng, đẹp quá cái nhí hồng. Nhí hồng em còn được 1, 2, 3, 4, 5. Lên với em nhí hồng. Nhí đỏ 1 em chốt cho chế Huệ Đồng. Chị thích tay ngắn thì về mình cắt lên chị. Chị Ngô Thị Kiều Anh ơi, em chưa biết chị chốt bộ gì, lên lại giúp em. Nhí hồng 3 cho chị Diệu Ngọc. Chốt vải thun lỗ chị, thun lỗ nha. Chị Út Tiên lên nhớ size giúp em nha. Nhí hồng 5 cho chị Út Tiên. Chị nhớ kèm cái size giùm em. Nhí hồng đi cả nhà ơi. Nhí hồng rất là đẹp luôn. Giải đẹp lắm mấy chị. Không lộ. Chị Út Tiên biết cái size lên cái size chị. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã hoa. Mã ngọc size số 6. Em chốt cho chị Ngô Thị Kiều Anh. Xe 6 là 70-75kg nha cả nhà. 6-7kg cho anh chị cao chị Nha Tiết. Rồi mã hoa đẹp nè các chị. Bọn này đẹp nè. Hoa em còn từ xe 1 đến xe 6. Lên với em mã hoa 90.000 cả nhà ơi. 100, 200, 300. Em xe cho mấy chị còn 90 ha. Chào chị Thanh Ngọc ạ. Đẹp lắm luôn. Hoa 4 cho chị Bơ Bon.
hoa ban chốt cho chị Bảo Ngọc Nguyễn. Chị Ngọc Hà ơi, chị Ngọc Hà eo 94 thì lấy giùm xe số 6 luôn đi chị. Sáu mươi tám ký mặc lên xe 5 giùm em đi chị Út Tiên ơi, giùm lấy gọng gọng tí xíu mặc cho nó thoải mái chị ơi. 68 ký lấy xe 5 đi, đừng có lấy xe 3, ủa đừng có lấy xe 4. 1m67 nặng 67 ký là mặc xe số 4 giùm em nha chị Nga Tuyết, nhưng mà 1m67 thì chị mặc nó sẽ ngắn nha, cái quần nó sẽ ngắn. Hoa 4 nha chị Anh Võ, hoa 4 em chốt cho chị Gạo Tâm Phúc. Là em hết hoa 4 nha cả nhà. Hoa em còn được 1, 2, 3, 5, 6. Hoa em còn 1, 2, 3, 5, 6. Hoa 4 hết nha chị Hoa Nguyễn. Mã hoa em còn 1, 2, 4, 5, 6. Rồi lên với 1, em 2, 3, ý 3, cam 3, 4, 5, 6. Ở 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 6. Chị Anh Võ. Ok em thấy số alo của chị Anh Võ. Rồi lên với em mã nhí cam. Nhí cam em còn 1, 2, 3, 4, 5. Đẹp quá. Nhí cam em còn 1, 2, 3, 4, 5 cả nhà ơi. Nhí cam rất là đẹp luôn nè. Đừng có chốt áo mặc mấy chị. Em đang mặc là dâm. Vui lòng lên giúp em mã. Em đang mặc là mã nhí đỏ. Mã hoa xe số 3 cho chị Nguyễn Tuyết. Lên với em nhí cam nha mấy chị ơi. Nhí cam. Lên mã đồ kèm size giúp em đi chị Nga Tuyết ơi. Lên mã đồ kèm size kèm theo số alo giùm em đi chứ. Nhí cam 4 cho chị Hoa Nguyễn. Nhí cam hiện tại em còn 1, 2, 3, 4, 5 cả nhà ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hết rồi em. 1, 2, 3, 4, 5 chốt em mã nhí cam rất là đẹp luôn nè mấy chị. Nhí cam 3 cho chị Sử Tư. Chị Sử Tư thích mặc rộng cái này thì lấy lên xe 4 nha chị, không có lấy xe 3 nha. Zoom thì lấy lên xe 4 giùm em đi, 1m5, 260kg lên xe 4 giùm em. Chị ba mặc nó gắt lắm chị. Nhí cam xe số 5 cho chị Loan Tâm. Zoom là mặt không có sợ rộng như đồ bộ nên là lấy lên giùm em tí xíu cho nó thoải mái. Nhí cam 5 cho chị Nga Tuyết. Chị Thúy Mụi ơi, chị lên mã đồ kèm size giùm em nha. Rồi mã sọc cả nhà ơi. Sọc em còn được 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cộng 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 lên giúp em mã sọc. Sọc mặt trẻ nè mấy chị. Chú em mã sọc nha cả nhà. Sọc em còn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dùng dây kéo trước giúp em nha. Cao 1m6 nặng 58 kg mặt size 3 nha chị Hồng Cẩm. Nhí cam 5 còn không em? Còn. Nhí cam 5 em chốt cho chị Châu Nguyễn Minh. Dùng là không có sợ rộng như là đồ bộ nên là các chị lấy lên một size cho theo em tư vấn cho nó dễ nha. Còn chị nào muốn lấy đúng size thì em lấy đúng. Lấy đúng size về mặt mà không chịu rồi về không có còn size để đổi đó. Với cam 5 em chốt cho chị Châu Nguyễn Minh. Không nè. Sọc 6 cho chị Ngọc Hà. Sọc 3 cho chị Bảo Ngọc Nguyễn. Sọc 4 cho chị Yến Trinh. Sọc 3 cho chị Thu Hiền Nguyễn. Với cam xe 6 em hết à. Sọc 1 cho chị Huệ Đòn. Sọc 4 cho chị Thảo Quỳnh Kim. Sọc 6 em hết cả nhà ơi. Với cam 6 mình hết đúng không em? Sọc 4 em chốt cho chị Anh Võ. Chị Ngọc Nghi là có một đơn từ chối nhận hàng. Sọc 5 cho chị Ngọc Châu. Chị Ngọc Châu 70 kg cho em xin thêm cái chiều cao đi chị Ngọc Châu ơi. Sọc 5 cho chị Thúy Anh. Nhí cam 4 cho chị Gạo Tâm Phúc. Nhí cam 4 chị Gạo Tâm Phúc có rồi hay gì mà phải không? Hồi nãy chị có một bộ hả? Hết rồi chị Gạo Tâm Phúc ơi. Dự bị cho chị đi chị xử lầm. Ok đó, chị chốt xe 3 mà chị kêu lên xe 4 chị không có ok đó. Chị xử tư hả? Đúng rồi. Rồi vậy là em dự bị cho chị Gạo Tâm Phúc nha. Chị xử tư không có trả lời thì em chốt qua cho chị Gạo Tâm Phúc luôn. Rồi ok, chị Ngọc Châu nè. Chị Ngọc Châu là xe số 5. Ok, sọc 5 rồi. Vậy là không, chị không có trả lời để bỏ qua luôn đi em. Sọc 5 cho chị Hồng Chi. Để bản thân được không? Nhí cam 3 cho chị Thi Cam, Thi Cam Lê. Sọc 5 cho chị Nga Tuyết. Là em hết sọc 5. Sọc 6 em hết là chị Châu Nguyễn Minh Linh.
đỏ, chị đẹp quần. Từ từ lên. Chị đẹp quần là 1m6, nặng 68kg, là nhí đỏ 5. Nhí đỏ 5, chị đẹp quần lên giúp chùm em số alo. Chị đẹp quần ơi, nhí đỏ 5 đó. Nhí đỏ 5, chị đẹp quần lên giúp chùm em số alo ạ. Của chị đẹp quần để riêng qua bên giùm em nha chứ đi. Đơn của chị Di Khánh, cái hồng tươi hồi nãy xả ra giùm chị luôn. Hồng tươi là bộ hả? Đúng không chị? Này đúng không? Ừ, của chị Di Khánh xả ra luôn đi. Chị là để gì? Lên với em mã sọc nha, cái chị ơi sọc nha. Rất là đẹp luôn. Chớ em mã này mã họa tiết. Họa tiết em còn được 1, 2, 3, 4, 1, 3. Hết 2 hả em? 1356. 1356 lên giúp em mã này mấy chị. 1356 lên giúp em mã họa tiết, quá đẹp luôn. 1356 lên giúp em mã họa tiết. Chị đẹp Huỳnh lên giúp em số alo nha chị đẹp Huỳnh. Họa tiết. Mà ba em còn chị. Nhưng mà em chiếu lên kịp. Cái này là nguyên bộ dung chứ không phải là áo nha chị Kim Vàng ơi. Sọc 2 nha chị Kim Vàng. Áo liền quần nha mấy chị. Cái này là áo liền quần nha. Lưu ý giùm em nha mấy chị. Trời mặc như thế này mà về nó ủa chị chốt cái áo không nữa là em bó tay luôn rồi đó. Liền quần nha chị ơi. Coi kỹ giúp em nha. Họa tiết 6 cho chị Ngọc Hà. Các chị lên mã đồ kèm size giùm em nha. Họa tiết 3 cho chị Diệu Ngọc. Họa tiết 5 chị Nga Tiết, hồi nãy là xe 5 đúng không ta? Ok chị Nga Tiết là họa tiết 5. Họa tiết 3. Họa tiết 3 cho chị Kim Chi Kim. Em thấy số alo của chị đẹp Huỳnh. Họa tiết 3 chị Diệu Ngọc có tên chưa nhỉ chị đẹp? Rồi, có rồi, chị Chi Kim rồi đó. Họa tiết 3. Họa tiết 6 còn không em? Họa tiết 6 hết luôn rồi chị Thúy Mụi ơi. Họa tiết 5 cho chị Bourbon. Họa tiết 5 cho chị Bourbon là em hết họa tiết 5. Hết họa tiết 5, hết họa tiết 6, em còn họa tiết 1, 3. Họa tiết hiện tại hết 3 luôn hả Quynh? Còn bộ 3 hả? Họa tiết em còn 1 với 3 hả cả nhà ơi? 1 là 50kg đổ lại, size 3 là 55-60kg nha, tùy theo chiều cao. Họa tiết hiện tại còn 1, 3. Rồi, xanh điển 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây, chị nào thích màu sáng, lấy này nè. Đẹp nè mấy chị. Màu sáng mà nó đi theo họa tiết nhí, nó cũng rất là đẹp nha. Lên giúp dùm em mã này là mã xanh điển. 90.000 một cái dung mấy chị ơi. Dung bán lỗ rồi là không ra nữa nha mấy chị. Không ra dung nữa nha. Em kêu cô chị Bourbon luôn. Em ra hình như được 5 lô dung á. 5 lô dung, lô này là lô cuối cùng là sale rồi, là em không có ra dung nữa, bỏ mẫu luôn rồi đó. Xin điển 3 cho chị Bảo Ngọc Nguyễn. Bye bye luôn ạ. Bye bye luôn rồi đó. Mấy chị tranh thủ mua dung đi. Dung dây kéo trước nên là cái chị đẹp nha em rất là dễ mặc. 90.000 cô Báo Ngô ơi. Lên giúp em mã này là mã xanh biển nha mấy chị. Xanh biển em còn được 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lên giúp em mã xanh biển. Đẹp quá đẹp luôn. Xanh biển lên giúp em mã xanh biển. Rồi cuối cùng mã lá. Xanh biển 3 cho chị Hồng Cẩm. Chị Hồng Cẩm lên giúp dùm em số alo chị. Tay 3 là 55-60kg nha. Cao mét 55 đổ lên giúp em. Mấy chị chốt ở trên đây quá chừng luôn. Sao nó bị đứng nha. Xanh biển 3 cho chị Thu Hiền Nguyễn. 65kg cho em chiều cao đi chị Bích Ngọc. Chị Xuân Ngao Tiền Nguyễn là lấy nhí gì vậy chị ơi. Xanh biển 2 cho chị Mỹ Kỳ Tấn Phát. Xanh biển 6 em chốt cho chị Thanh Trần. Chị Thanh Trần lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số alo chứ ơi. Xanh biển 5 với 6 cho chị Châu Nguyễn Minh. Em thấy số alo của chị Hồng Cẩm. Chị Hồng Cẩm số alo để chung. Chị Hồng Chi ở bên em sẽ alo chốt đơn trực tiếp nha chị. Nên là chị có đơn thì để điện thoại giúp em nha. Em phải gọi em xác nhận đúng số điện thoại em mới đi đơn.
Sang điểm 4 cho chị Bơ Bon. Sang điểm 6 chốt dự bị cho chị Trần Huyền. Sang điểm 6 em chốt dự bị cho chị Trần Huyền nha. Chị Mỹ Ngọc ơi, bộ em đang mặc là mã nhí đỏ. Chị 1m55, nặng 55kg, chị gọn người không? Gọn người thì lấy size 2. Còn tròn người thì hơi tròn người, hơi có bụng tí xíu thì lấy lên size 3 giùm em mặc cho nó thoải mái nha. Rồi chị chọn size đi rồi chị lấy giùm em ha. Sang điểm 5 cho chị Thùy Anh. Sang điểm 6 hết chị Thúy Muội ơi. Đơn của chị Cẩm Minh gọi rồi là đi rồi nha chị. Sang điểm 4 cho chị Oanh Võ. Em thấy số alo của chị Thanh Trần. Chị ở đó của chị Trần, của chị Trần Huyền là sang điểm 6 là dự bị nha chị Điệp, ghi giùm em. Em đang mặc là nhí đỏ, chị nào lấy thì lên giúp em nhí đỏ kèm size. Chị Bích Ngọc 1m58 65kg là mặc size số 4. Mặc size số 4 nha chị. Xong điểm 3 cho chị Xuân Tiền Nguyễn. Ủa xong điểm 3 hết rồi chị Xuân Tiền Nguyễn ơi. Xong điểm 4 là chị Bơ Bơm có rồi. Chị lên size 4 đi chị Xuân Tiền Nguyễn, zoom là mấy chị mặc lên size được đúng chị ơi. Không có sao. Không có sợ rộng như đồ bộ. Chị Anh Võ là em có số alo rồi nè chị. Xanh biển. Chị Nguyễn Tuyết. Chị Nguyễn Tuyết là hồi nãy xe máy nè chị. Xe 3. Xanh biển 3 hết chị Nguyễn Tuyết ơi. Xanh biển 3 em hết nha. Nhí đỏ 3 cho chị Đỗ Tiến. Kèm size giúp em chị Xuân Tiền Nguyễn ơi. Nhí đỏ kèm size giúp em. Xanh biển 4 cho chị Đỗ Tiến. Ủa chị Đỗ Tiến hồi nãy là xanh biển 4 có rồi chưa ta. À rồi xanh biển 4 cho chị Đỗ Tiến. Không không lấy gì. Em cứ rút đi em cứ rút đi. Chị nhận hàng rồi đẹp lắm, chị chúc shop mobile bán đắt. Em cảm ơn chế Nhã Kỳ. Nhí đỏ 3 cho chị Phụng Trần. Chị Xuân Tiền Nguyễn lên giúp em cái size. Chị nhí đỏ 6 em hết cả nhà ơi. Nhí đỏ em chỉ còn 4 thôi. Chị cho Nguyễn Minh có lấy thì lên giúp em là nhí đỏ 4 nha chị. Nhí đỏ 2 cho chị Quỳnh Thị Tím. Nhí đỏ 4 em chốt cho chị Bích Ngọc. Xanh lá. Mã này là mã lá đúng không? Lá 3 cho chị Lương Thị Tuyết Anh. Nhí đỏ xe 3 cho chị Xuân Tiền Nguyễn. 90.000 một dung chị. Nhí đỏ 2 cho chị Mỹ Ngọc. Gọn người thì lấy xe 2 nha chị Mỹ Ngọc. Còn nếu như mà mình tròn người thì lên xe 3 giùm em mặc cho nó thoải mái nha chị ơi. Thế chị Mỹ Ngọc mà chưa có sư. Em bỏ cái trên ra rồi em nhắc ngay cho chị đi. Cái mới của chị Mỹ Ngọc. Xanh biển xe số 2 em hết luôn rồi. Ở xanh biển 2 em còn. Xanh biển 2 em còn nhưng mà chị mặc vừa không chị ơi. Mình lên size đi, mình đừng có xuống size nha. Zoom là lên size chứ đừng xuống. Chị có lấy không? Chị Xuân Tiền Nguyễn có lấy thì em chốt cho chị. Xanh lá 3, mã lá 3 cho chị Thư Hiền Nguyễn là em hết lá 3 nè. Nhí đỏ 4 cho chị Châu Nguyễn Minh. Nhí đỏ 4 cho chị Ngọc My. Lá 2 em hết rồi. Lá em còn 1, hiện tại lá em còn 1, 5, 6. Lá hiện tại còn 156 nha cả nhà. Em chốt tiếp nha, xanh biển 2 cho chị Quỳnh Thị Kim Minh. Là em hết xanh biển 2. Cho cân nặng chiều cao cho chị Hành là 9 nha. Cho em lại cân nặng chiều cao đi chị. Xanh biển 4 cho chị Cẩm Minh. Em hết lá 4 nha chị Cẩm Minh. Lá em chỉ còn được 1, 5, 6 thôi. Chị Ngọc Liêm là mặc size số 4 nha. 85kg lên size 4 giùm em. Chị mặc size 3 không có vừa chị ơi. Bộ lụa còn size 6 không? Dạ hồi hôm là hết rồi chị. Em không biết sáng giờ mấy bạn có xả ra được bộ nào không nha. 55kg cao mét 50 là mặc size 3 nha chị Xuân Tiền Nguyễn. Mặc size 3 nha. Không có mặc size 2 vừa. Lá 4 hết luôn, lá 6 cho chị Trần Huyền. Lá hiện tại bây giờ là còn 1, 5, 6 cả nhà ơi. Xanh biển 6 là xanh biển 6 còn nguyên. Xanh biển 6 hết rồi chị ơi. Xanh biển 6 em hết rồi chị cho Nguyễn Minh. Chị được mấy bộ đó em thấy đây nè. Nhưng mà không biết có không, chút xíu mấy bạn nhà em gọi chốt đơn mấy bạn nhà em sẽ đọc lại mã đồ cho mấy chị nha. 53kg nhí đỏ xe số 3 cho chị Hồng Cẩm. 53kg, 1m50. Xe 3 chị. Họa tiết xe số 2 em chốt cho chị Phụng Cao. Ủa họa tiết 2 hết rồi chị Phụng Cao ơi. Em còn họa tiết 3 nha chị.
1m44 nặng 59kg mặt size 4 nha, chị Hành là 9 nha. Nhí đỏ 3 cho chị Thành Văn. Chị Thành Văn lên giúp giùm em cân nặng chiều cao kèm với số alo nha chị Thành Văn ơi. Lá 6 cho chị Châu Nguyễn Minh cái thanh miễn đẹp. Dạ, 58kg 80 là mặt size 3 đó chị Nguyễn Tiết, hết 3 mình lên 4 được nha chị. Hết 3 thì lên 4 được. Cao mét 57 nặng 52kg 80 là mặt size 3. Chị Linh Nguyễn, nếu mà chị cho cái em chị 80 thì lên size 3 giùm em. Chị Minh Triều. Chị Minh Triều. Cái chị có đơn nhớ để ý điện thoại giùm em nha cả nhà, đơn này là chiều bên em gọi điện chút đơn luôn nha. Rồi lụa C6 hai bộ, còn màu nào lé màu đó cho chị Minh Triều. Chẳng còn nguyên. Không còn bộ nào hết trơn. Vậy hả? Ừ, bán hết rồi. Bán hết trơn rồi chứ ơi, giờ nó còn sai 7 không anh chị. Xả ra bao nhiêu là khắp đủ. Em lấy hết trơn luôn, không đủ luôn á. Thêm nhí đỏ 4 cho chị Đỗ Tiến. Ok chị Đỗ Tiến, lá còn 5 với chị Cẩm Minh. Ủa, lá còn 5 với chị Cẩm Minh ơi, lấy đi chị Cẩm Minh, họa tiết ba cho chị Ngọc Thí. Chị bãi bãi chạy xíu lên màu lại nha chị. Đây bộ họa tiết nè, họa tiết hiện tại bây giờ là còn 1 3. Họa tiết em còn 1 3 này mấy chị. Đây là mã họa tiết size 1 là 50kg đổ lại mặt giường. Size số 3 là cho các chị 60kg đổ lại. Ừ đúng rồi, cái mã bông, mã hoa nó đẹp á. Em thấy cái mã hoa ở ngoài nó rất là đẹp luôn á. Chị bông nó nhỏ nhỏ, cái cưng đó. Họa tiết 5 hết rồi, họa tiết em chỉ còn size số 1 và size số 3 thôi. Lá 5 cho chị Cẩm Minh. Sao nó không đẹp thì để chị có. Họa tiết em còn được 1 3 cả nhà ơi, họa tiết em còn 1 3 nè. Lá là em còn được 1 với 5 nè. Lá là em còn được 1 với 5. Đang lên lại màu nha chị. Chị Kim Vàng hả? Chị Kim Vàng là lấy rồi, bộ sọc. Sọc lấy rồi nha chị. Sọc là 1m52 nặng 52kg là chị mặc size 2 đó. Đơn của chị Ngọc Thúy, mã số 043 đi đơn luôn. Chị Ngọc Thúy, mã số. Đơn của chị Ngọc Thúy, mã số 043 đi đơn luôn, nó giùm chị Quyên. Thấy cái viết nó cho đi. Rồi lên tiếp nha mấy chị ơi, mã lá nha. Lá em còn được size 1 với size 5. Lên với em mã lá. Chị Thành Văn cho giùm em cân nặng và chiều cao luôn đi chị. Biển em còn được 1, 4, 5. Ừ. Biển em còn được 1, 4, 5. Cả nhà chốt em mã biển. Biển em còn 1, 4, 5 mấy chị ơi. Hết 3 rồi mấy chị lên 4 được nha. Zoom mấy chị lên size được. Tại vì zoom đó là mấy chị cọ mặc đó là nó đẹp, là nó phải có cái bếp chỗ này nè. Ví dụ như nó hơi thoải mái, giống như mấy chị mặc mấy cái đầm mà nó rộng đó, mấy chị chạy cái dây lịch vô là nó ôm theo cái eo của mình nè. Nên là zoom á thì cái chị mặc thoải mái tí xíu cũng ok ha. Với lại là zoom này em mang quần ống suông, chị cũng rất là dễ mặc. Lên giúp giùm em mã này nha mấy chị, lên giúp em mã xanh biển nha. Chứ mà mặc mấy chị đừng có lấy lên size mà mấy chị sợ rộng như là đồ bộ không có. Rồi mã sọc em còn được 1, 2, 3, 4. Sọc em còn được 1, 2, 3, 4 cả nhà ơi. Chị Mỹ Ngọc, size 2 cho chị mỗi mẫu một bộ. Ok chị Mỹ Ngọc. Chị Mỹ Ngọc chỉ đỏ 2 chị có rồi. Chị có lên cái điện thoại chưa? Chị Mỹ Ngọc lên giùm em số alo. Chưa có số alo chứ ơi. Chế Mỹ Ngọc lên giúp giùm em số alo. 90.000 một dùm. Sọc 4 cho chị Hành là 9. Sọc 5, 6 em hết.
Sọc 4 em còn, cả nhà ơi, sọc 4 còn đó cô Lê Hằng ơi, sọc 2 cho chị Quỳnh Thị Kim Minh. Sọc hiện tại em còn 1, 2, 3, 4 nha, sọc 3, sọc 4 cho chị Châu Nguyễn Minh. 1m55, 60 cân, 1m55, 60 cân, gọn người thì lấy xe 3, còn nếu muốn thoải mái thì lên xe 4 giùm em nha chị. Rồi sọc 4 cho chị Bích Ngọc, 90 ngàn một dùm. Rồi sọc 4 hết rồi cô Nguyễn Lê Hằng ơi. Hết sọc 4 rồi, cô Lê Hằng chốt trễ rồi. Xanh biển 4 cho chị Cẩm Minh. Mấy chị mua giùm là kỹ nha. Báo giá này. Hết rồi cô Lê Hằng, 90 ngàn một dùm cả nhà ơi, 90 ngàn một dùm. Em đang mặc là nhí đỏ. Chị Mỹ Ngọc ơi, chị lên giùm em số alo nè. Chị kêu mỗi một size 2 còn mỗi một bông lấy cho chị. Em lấy xong cho chị rồi. Bây giờ chị lên giùm em số alo đi. Chị chốt nãy cái bộ từ đầu chưa lên luôn. Chị số chốt từ nãy giờ chị được mấy bộ, tổng cộng mấy bộ? Nguyên. Em lấy cho chị, em coi coi của chị tổng cộng mấy bộ. Đây chị được một bộ giấy đỏ. Giấy đỏ 2 là 7 bộ. Giấy bộ nãy nữa là 8 bộ. Là nó luôn á hả? Là tổng cộng chị được 7 bộ size 2 nha chị Mỹ Ngọc. Sọc 3 cho chị Nguyễn Tiết. Sọc 2 cho chị Phụng Cao. 1m55, 51 kiếm mặt size 2 giùm em đi chị Long Phụng. Mặt size 2 đi cho nó thoải mái chứ ơi. Chị nào 49-50kg đổ lại mà cao 1m57-58 đổ lên lấy xe 1, còn không lên xe 2 giùm em đi à. Dạ không, chị Cẩm Minh, hàng sale là em không có miễn ship nha. Hàng này là không có miễn ship. Rồi lên giúp giùm em mã hay là mã nhí cam. Cái bộ nhí cam này đẹp nè cả nhà. Nhí cam này đẹp nè. Nhí cam em còn được 1, 2, 3, 5. Nhí cam em còn được 1, 2, 3, 5. Cả nhà chốt giúp em ha. 60kg cho em cái chiều cao đi chị Ngọc Ly mình. Em coi chị mặc size 3 hay size 4 vừa nha. Đúng rồi, chị Mỹ Ngọc được 7 bộ. Của chị Mỹ Ngọc là cọc giúp em nha. Cọc giúp em mới đi đơn, chị là khách mới chốt nhiều. Chị nào là khách mới chốt nhiều là cọc giùm em nha mấy chị. Chị nào đồng ý thì chốt nha. Còn không đồng ý thì nói em xả ra em chốt cho khách. Tại hồi mất công hơi chốt đơn mấy chị lại lăn tăn á. Sọc 3 còn như cô Lê Hằng ơi. Nhí cam 3 năm cho chị Châu Nguyễn Minh. Ủa chị Mỹ Ngọc là khách cũ hả? Khách cũ mà xài nít mới rồi, ok chị. Ok chị nha. Nhí cam chị Kim Nguyên cho giùm em số alo chị Kim Nguyên ơi. Chị Hoa Đồng Tháp ơi, đơn hàng của chị gọi rồi đi rồi á chị. Ok chị xài nít mới. Ok em thấy cái nít cũ của chị rồi, ok chị. Mà hình như lâu rồi chị mới mua lại bên em đúng không? Học Mỹ là khác, mình có học Mỹ thì chỉ là Mỹ thôi. Lâu rồi chị mới mua nè, sọc 3 còn như cô Lê Hằng ơi. Chị Ngọc Liên cho em cái chiều cao nha chị ơi, để em tư vấn size cho chị nha. Họa tiết hết 6 rồi. Chị mua đồ của em mấy năm rồi hả? Ok chị nha. Chị Kim Nguyên ơi, nhí cam 3 em lấy cho chị nha, nhưng mà chị lên giùm em cái chiều cao đi để cho nó chắc ăn. Em coi coi chị mặc vừa không để em biết em tư vấn cho chứ. À, chị Ngọc Liên 1m660kg là mặc xe 3 luôn chị, dây kéo trước. Đúng rồi chị Thanh Nhàn. Nhí cam 3. Nhí đỏ xe 3 còn nha chị Kim Chi. Nhí đỏ 3 em còn á, nhí đỏ em còn được 1, 2, 3, 4 hả Nguyên? 1, 2, 3. Rồi nhí đỏ em còn được 1, 2, 3 chị. Rồi chị Kim Nguyên 1m62 nặng 60kg, ok chị xe 3. Vậy hả, chị lạc mất cái trang của em hả? Nhớ bấm theo dõi nha chế. Xong zoom lên áo dài, ok. Xong zoom em lên áo dài cho. Xong zoom em lên áo dài cho mấy chị. Rồi lên giúp giùm em mã này nha cả nhà. Chốt em mã này nhí cam. Cái nhí cam này đẹp nè các chị. Ok chị kia, chị Chi Kim. Em lấy cho chị một cái nhí đỏ C3 cho chị Chi Kim nè. Nè cái bộ hoa này đẹp nè mấy chị. Cái hoa này ngoài là nó như hoa cúc vậy, nó dễ thương lắm. Mã hoa em còn được size 1 1 1 5 6. Hoa em còn được 1 5 6. Chị Chi Kim là nhí đỏ đó. Chị đẹp nót vô giùm em nhí đỏ 3. Nhí cam còn size 6 không? Hết rồi chị. Nhí cam 5 em chốt cho chị Ngọc Hà. Ủa hết luôn rồi. Nhí cam 5 hết luôn rồi chị Ngọc Hà ơi. Hết luôn rồi chị Thanh Nhàn nha. Hoa 5 cho chị Cẩm Minh. Không vừa chị Tường ngực 94C3 vừa chị Tường Vi. Cân nặng chiều cao của chị bao nhiêu? Em canh theo cân nặng chiều cao nha chị ơi. Chứ cái ngực không biết nha. Thường thì size 3 thì ngực 94 mặc ok á.
Không, không có, em không có giỏ hàng. Chị chốt trực tiếp giùm em hoa năm. Hoa năm em chốt cho chị Châu Nguyễn Minh. Hoa năm cho chị Châu Nguyễn Minh là em hết hoa năm. Rồi hoa hiện tại là em còn được C1 với lại là C6. Mã hoa hiện tại em còn được C1 với C6 nha. Bông mặt rất là đẹp luôn nè mấy chị. Hoa em còn được 1 với 6, cả nhà chốt tiếp giùm em. Hoa còn 1 với 6. Rồi nhí hồng. Nhí hồng còn 1, 2, 3, 4, 5. Ok, chế Mỹ Ngọc nha. Em để em nhắn tin cho chị. Cam S53 nặng 52kg hả? Mặc C3 em ngực 94 hả? Ok, chế ơi vừa. Vừa nha chị, trời ơi, vừa nha chị. Dễ thun nha chị ơi, thun lỗ. Thun lỗ mấy chị mặc cái thun lên, thun lỗ mặc lên đẹp lắm mấy chị. Thun mỏ lỗ mà cái chị lên quần giả váy nha, hoặc là quần ống rộng hoặc là đầm nữa, lên nó mặc rất là đẹp, nó có độ co giãn. Nó có độ co giãn nhưng mà nó có cái độ gọi là cái độ chắc á. Có nghĩa là khi mà cái chị mặc á, cái chị cảm thấy như là nó ôm vô cái người của mình vậy đó. Nó giãn nhưng mà nó ôm vô người đó, nó không có bị sổ nha. Có nghĩa là giải nó có cái độ đâm á, nó có thể kìm được cái body của mình lại. Nên là khách nhà em rất là thích mặc thun lỗ là như vậy đó mấy chị. Lên áo dài hay áo bà ba gì các chị cũng rất là thích, tại vì mặc lên cái form nó đẹp lắm. Chí hồng ba em chốt cho chí hồng cẩm. Ok, chí hồng cẩm. Rồi đơn này á, là các chị đẹp nhà em á, là em không có miễn ship nha mấy chị. Ship 25.000 trên đơn giúp em ha. Nên là các chị đẹp nhà em là chốt. Các chị lưu ý giúp em ạ. Bình thường mấy chị mua mà không phải là hàng sale á, hàng mới á, thì 3 bộ trở lên mấy chị chuyển khoảng 100% đơn hàng các chị sẽ được miễn ship. Còn riêng cái đơn này là em đã sale về dưới cái giá vốn của em luôn rồi, nên là em không có miễn ship nha cả nhà. Chị Phụng Cao lấy cho chị nhí cam xe số 2. Ok chị Phụng Cao, có gì chị Phụng Cao nói với mấy bạn chốt đơn giùm em nha. Thun lên form đứng và giữ form đẹp lắm luôn đó em. Dạ đúng rồi chị Hoài Đoàn, thun lỗ lên là ok luôn ha chị nha. Giá 90.000 một cái zoom mấy chị. Vậy hả? Ok, đơn của chị Hoài Đoàn, đơn này mấy bạn trừ cho chị nha. Qua mấy bạn quên trừ rồi, quên trừ tiền rồi. Quên trừ 20k là chết. Đơn này nhắc mấy bạn trừ giùm em nha. Chị xem hoa. Rồi nhí cam 3, nhí hồng 2 cho chị Mỹ Kỳ Tấn Phát. Sọc 3 cho cô Lê Hằng. Dạ ok chị Hoài Đoàn. Hôm qua mấy bạn nhà em quên trên đây mã hoa. Mã hoa chị với các cô lấy đi đẹp lắm. Sọc cho cô Lê Hằng. Không, dùm là nó có bông vậy nè. Chị Diễm Trang nhí hồng 2 cho chị Quỳnh Thị Tím. Đây mã hoa nè, mã hoa đẹp cả nhà ơi. Mã hoa đẹp á, cái màu nó cũng nhu nữa. 90.000 một dùm nha các chị ơi. 90.000 một dùm. Mã hoa em còn được size 1 với size 6 thôi. Chị nào size 6 lấy cái mã hoa này đẹp nè. Lấy cái mã hoa này đẹp nè cả nhà. Rồi lên với em mã hoa ha. Dùm dây kéo trước mấy chị, rất là dễ kéo, không có cần phải giói tay. Dùm 6 cho chị Ngọc Hà, hoa 6 cho chị Ngọc Hà, hoa 6 cho chị Thúy Muội. Bồng mét 6-58kg C3 đó chị Hoa Huỳnh. Em không có màu nâu chị 77, đâu có màu nâu đâu ta. Chắc cái màu nhí hồng thôi, ta chỉ xem thấy nó là nhí hồng đó chị, chứ phải là màu nâu chứ. Cái màu đó là màu hồng nhạt nhạt á. Thêm một bộ nhí đỏ size số 2 cho chị Kim Vàng. Ok chứ Kim Vàng. 70kg trên chiều cao đi chị Âu Phan Tấn Cúc. Cho em cái chiều cao đi chị, 1m6-65kg. Nếu mà mình gọn người thì mình lấy size số 4 nha chị bé Diễm. Gọn người thì chị lấy size số 4 thôi. Còn chị thích mặc thoải mái tí xíu thì chị lấy size số 5 nha chị.
Em vô cái này là dạ con cảm ơn cô Lê Hằng ạ. Dạ. Rồi chờ em tí xíu, hoa sáo cho chị Châu Nguyễn Minh. Ủa hết rồi chứ ơi, nhí hồng 5 cho chị Thanh Nhàn. Mã hoa xe 6 em hết rồi chị Châu Nguyễn Minh. Dạ rồi lên lại lần nữa. Có đồ chị bộ, có đồ bộ lưng thun không em? Đồ bộ thì chờ giúp em đi chị Sử Tư ơi. Mình mua hàng mình chờ giúp em đi chị, từ từ em like nha. 1m6, 1m6 chị Âu Phan Tấn Cúc. Mình có đơn thì mình để ý điện thoại giúp giùm em nha chị. Bữa đó em gọi quá trời luôn chứ không có nghe máy gì hết. 1m6 70kg là mặt size 5. Chị Âu Phan Tấn Cúc. Size 3 nhí đỏ còn không em? Nhí đỏ 3 cho chị Linh Nguyên. Ok chứ Linh Nguyên. Mình mua thì mình từ từ em like chị. Rồi lên giúp em mã này là mã ngọc đi cả nhà. Ngọc em còn được 156 nè. Cái mã ngọc cũng đẹp nữa nè. Ngọc em còn được size 1, size 5 và size 6. Cả nhà chốt giúp em mã ngọc. Ngọc em còn được 156 nha. 156 lên giúp em mã ngọc. Em vô là cái màu cho chị 77 chị coi. Cái màu này không phải màu nâu nha. Cái mã này là mã nhí hồng. Đây nè. Em để gần cho mấy chị xem cái họa tiết nè. Nó vậy nè. Đó. Đó là nhí 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 vậy đó. Nhí hồng nha. Ngọc 56 em chốt cho chị Châu Nguyễn Minh. Ok. Không, chị là khách hàng mới nha. Chị là khách hàng mới, em phải gọi em xác nhận được đơn em mới đi. Em gửi cho chị là tới đó cô tá nó gọi chị không nghe máy nữa rồi sao em liên hệ với chị nha chị. Ngọc Năm em chốt cho chị chậm. Ờ hết rồi. Ngọc Năm em hết rồi cả nhà. Ngọc bây giờ em chỉ còn một thôi. Nhí hồng 3 cho chị Mỹ Kỳ Tấn Phát. Nhí hồng 3 cho chị Đổ Bước. Ngọc 6 hết. Ngọc 6 hết luôn rồi chị 77 ơi. Ủa bộ lá nãy còn bên đây thôi. Lá còn mẫu đúng không? Còn hàng mẫu. Xanh biển. Rồi xin. Rồi chốt em mã này là mã nhí, mã bông nhí cả nhà ơi. Cái bộ bông nhí này đẹp nè. Bông nhí em còn được 1, 2, 3, 1, 2, 5, 6. Ờ 1, 5, 6. Còn 1, 5, 6 cả nhà ơi. Nè. Bông nhí rất là đẹp luôn. Em còn được size 1, size 5 và size 6. Lên giúp giùm em mã này là mã bông nhí. 1m56 mà nặng 55kg hả chị? 1m55 mà nặng 56kg gọn người thì lấy size số 2 nha chị Nguyễn Thị Liên Hoa ơi. Còn nếu mà mình có bụng nhiều á thì mình lên size số 3 mình mặc cho nó thoải mái nha. Ngọc size 1 em chốt cho chị shop Linda Đào. Ok chị. Chị shop Linda Đào lên giúp giùm em số alo đi chị. Bông nhí 6 em chốt cho chị 77. Bấm được. Không, chị bấm đi. Bấm. Bông nhí 5 em chốt cho chị Cẩm Minh. Ủa bông nhí 5 không có. À, bông nhí à, còn hả? Tưởng size 6. Bông nhí 5 cho chị Cẩm Minh. Bông nhí 5 cho chị Hằng Đinh. Số 3 chờ em tí xíu chị Hoa Hoàng Linh. Dây kéo trước, đúng là chị dây kéo trước. À 90.000 một dung nha chị Âu Phan Tấn Cúc ơi. Chốt tung lỗ. Bộ này là em bán cho mấy chị là 130 nè. Nha, em sale em bỏ mẫu á, em sale em bỏ mẫu tại dung em không có ra nữa. Dung em không có ra nữa nha mấy chị nên là em sale còn giá 90.000. Thun lỗ mấy chị mặc thử đi, thun lỗ mặc không nhăn, không rút, không xù lông, không sổ chất vải. Mấy chị mặc ôm á mà nó định hình, nó đại khái là nó sẽ định hình được cái form của mình luôn. Mấy chị đẹp nó giữ form á, chứ không phải là ví dụ mấy chị có nhiều loại là nó giãn, nó co giãn nhưng mà cái chị mặc cái eo của mình tới đâu cái nó dồn ra tới đó luôn chứ nó không có ôm lại. Còn cái thun lỗ là đặc biệt cái chị mặc á là nó sẽ định hình được luôn, nó bó cái body của mình lại á. Nha. Nên là cái chị mặc đó là nhìn là cái chị mặc cái chị sẽ cảm giác rất là thích cái thun lỗ. 1m54-9kg mặt tay 2 giúp em nha chị Mai Đình ơi. Ok em hết số alo của chị shop Linh Đào này, em cảm ơn chị. Bông nhí 1-5 nhớ em bấm 2 lần rồi. Bông nhí 1-5 em chốt cho chị Châu Nguyễn Minh. Ok chị Châu Nguyễn Minh. Rồi em hết bông nhí 5 rồi chị Thu Quỳnh ơi. Em hết bông nhí 5 là chị Ngọc Châu. Chị Ngọc Châu 70kg cao 1m57 là chị lấy lên size 6 được không? Bông nhí em hết size 5 rồi chị, em còn bộ bông nhí 6. Chị nào mà 68-70kg đồng ý lên size 6 thì lên giúp em bông nhí 6 nha. Rồi bộ bông bộ nhí đỏ 3 em hết thì chị Đổ Bước. Size 3 em còn được nhí hồng, nhí cam, mã sọc với lại là mã họa tiết nha chị. Nhí hồng 1 em chốt cho chế Huệ Đòn. 58kg cao 1m55 đổ lên thì mặc size số 3 như chị Tiết Nga ơi. Bông nhí 6 cho chị Tiết Muội là em hết bông nhí 6 luôn rồi. Là em hết size 6 luôn rồi đó mấy chị.
là em hết size 6 luôn nha. Rồi bông nhí hiện tại bây giờ chỉ còn size số 1 thôi. Size số 1 không mà mấy chị. Dạ cô Lê Hằng ạ. Con nhận được nha cô Lê Hằng ơi, con cảm ơn cô nha. Đây mã sọc nè chị, sọc em còn được 1, 2, 3. Nói sai còn được 1 bộ. Sọc em còn được 1, 2, 3, mỗi size em còn được 1 bộ, 90 ngàn một dùm cả nhà ơi. Dùm dây kéo trước giúp em ha. Hàng có cổ nha mấy chị. Nè. Tay lỡ, rất là đẹp luôn. Quần ống suông, dùm này là ống suông nha. Áo liền quần nha cả nhà. Rồi chốt giúp dùm em mã sọc. Sọc em còn được size 1, size 2 và size 3. Size 1 là 50kg đổ lại mặt dừa. Size 2 là 50-55kg tùy chiều cao nha. Size 3 là 60kg đổ lại. Rồi chốt giúp dùm em mã này là mã sọc nha các chị. Mã sọc em dơ lại một lần nữa xong rồi em qua mẫu nha. Còn nhà em nhiều mẫu lắm. Mấy chị cứ từ từ mấy chị coi. Nhưng mà tại vì nó không còn đủ size thôi. Em like qua xong rồi cái nó còn lẻ đó mấy chị nha. Chứ nó còn nó có nhiều mẫu lắm. Trong đây em cỡ chừng 20 mẫu hơn cho mấy chị luôn đó. Nó nhiều lắm. Dạ size 6 em hết rồi chị Bảy ơi. Size 6 không còn bộ nào hết trơn á chị Bảy. Không, cái này là thun lỗ chị, thun lỗ. Sọc 3 cho chị cho Nguyễn Minh nè. Cho chị. Rồi, sọc 3 cho chị cho Nguyễn Minh là em hết sọc 3 nè. Em đang mặc là mã nhí đỏ. Nhí đỏ em còn được size 1 không à mấy chị. Lấy cho chị 3 bộ. 3 bộ size 3. Em ơi sọc 3 còn không? 3 bộ size 3. 3 bộ size 3 cho chị Ngọc, cho chị em hết size 3 cho chị Phạm Hoa Huỳnh thôi. Là em hết luôn. Em chị Hoa Huỳnh ơi, chị được 3 bộ này, em vô lên cho chị coi nha. 3 bộ của chị rất là đẹp. 3 bộ của chị rất là đẹp luôn. Một bộ nhí cam, một bộ nhí hồng với một bộ họa tiết. 3 bộ của chị là ok luôn ha. Rồi cho cái 3 bộ này là của chị Hoa Huỳnh đó chị. Em hết size 3 luôn nha. Rồi em hết size 3 luôn rồi đó. Sọc 2 cho chị Trần Lon. Chị Trần Lon lên giúp giùm em cân nặng chiều cao kèm theo số alo ạ. 90 ngàn một dung nha chị Âu Trần ơi. Mấy chị tranh thủ ngay còn chừng 10 bộ đó là hết nha mấy chị. Cái nào còn sai thì chốt đi mấy chị ơi. Thanh Tuấn Bolero hả? Xin chào Thanh Tuấn Bolero. Dạ. Chị bé 7 lên giúp giùm em số alo. Chị bé 7 ơi, lên giúp em số alo ạ. Nhí cam năng em hết trơn rồi. Size 5 bây giờ em còn mã lá. Chọn mã lá đẹp mở mai lấy chị. Xanh biển cả nhà ơi, xanh biển em còn được 1, 4, 5 nè. Đây, xanh biển. Xanh biển em còn được C1, C4 và C5. Chị bãi lên em cả nhà chốt giúp chị em nha. Mã xanh biển. Xanh biển em còn được 1, 4, 5. Cả nhà chốt giúp chùm em đi cả nhà. Hoặc C3 không còn bộ nào hết trơn á chị Diễm Trang. Chị Trần Lon, alo. Chị Trần Lon lên số alo. Chứ Trần Lon ơi, mới có đơn rồi chứ Trần Lon. Đồ em đang mặc là 1m57-62 ký mặt size 4 á chị Annie Nguyễn. Chị Annie Nguyễn nha. 90 ngàn một dùm em xả mẫu cả nhà ơi. Dùm là em bán 130 nha. Nhưng mà em xả mẫu cho mấy chị còn 90. Em không có ra mẫu này nữa, em xả mẫu. 1m64 và nặng 57kg. Chị gọn người, chị mấy mặc size số 2 nha chị Trần Lon ơi. Gọn người thì em mặc size 2 còn không lên size 3 thì em mặc cho nó thoải mái. Xanh biển 4 em chốt khi chị đổ bước. Là em hết biển 4. Hết biển 4 rồi bà nội bé ơi. Xe số 4 bây giờ em chỉ còn mã nhí hồng à. Biển 5 cho chị Ngọc Châu. Em thấy số alo của chị Trần Lon. Dạ xe 3 em hết chị ơi đổ. Con cảm ơn cô Lê Hằng. Xe 5 lá cho chị Thu Quỳnh. Lá 5 cho chị Thu Quỳnh. 56kg mình cao bao nhiêu vậy chị Lâm Huệ? Chị cho em xin lại cái chiều cao đi. Dùm này chị muốn mặc chị gọn người á thì chị lấy size 2. Còn nếu không thì chị muốn thoải mái tí xíu thì chị lấy lên size 3 cũng được nha. Size 3 em không còn bộ nào nha mấy chị. Hiện tại size 3 không còn bộ nào. Biển 5 cho chị Thanh Nhàn là hết. Nhí hồng 4 cho bà nọ bé. Ok bà nọ bé. Chị bé 7 lên giúp giùm em số alo nha. Không lên em xả ra em chốt cho khách khác nha. Chị em đang thiếu nha. Chị Trần Lon có số alo rồi nè. Chị không lấy là em xả ra. Nhỡ chứ chị không lên số alo là em quỷ nha. Chị được bộ xe 6 đó chị ơi. Rồi lên giúp em mã lá này. Mã lá quá đẹp luôn nè mấy chị. Lá em còn được xe 1 không à. Giờ em còn nhí hồng mấy chế ơi. Nhí hồng còn đủ size nè. 1, 2, 3, 4, 5 nè.
lấy cho em bộ em đang mặc. Bộ em đang mặc hết size 4 rồi. Size 4 em chỉ còn bộ này nè chị, mã nhí hồng nè. Size 4 em chỉ còn mã nhí hồng thôi các chị. Nhí hồng, nhí hồng. Size 2 em còn được mã nhí cam với nhí hồng. Chị Nguyễn Thị Liên Hoa, em còn nhí cam với nhí hồng đó chị đẹp. Nhí hồng chị Đỗ Tiến. Chị Đỗ Tiến nãy xe máy chị Đỗ Tiến. Xe 5 đúng không ta? Chị Đỗ Tiến lấy nhí hồng xe máy. Chị Đỗ Tiến ơi, cho em cái size đi chị. Nhí hồng 4 cho chị Châu Nguyễn Minh. 1m6 70kg, xe 5 cho chị Âu Khoan Tấn Cúc. Rồi chị 77 em thấy số alo nha. Chốt đi mấy chị. Còn có một lô duy nhất em gần hết rồi. 10 bộ nữa là em hết rồi đó. Em xả mẫu là em không ra lại nữa mấy chị. Nên là cái chị đẹp rồi. Nhí hồng 4 cho chị Đỗ Tiến luôn. Nhí hồng 2 cho chị Quỳnh Thị Kim Minh. Xe 6 hết rồi chị Hùng Thuận. Chị Hùng Thuận bữa nay vô trễ hả chế. Nhí hồng 3 cho chị Bảo Ngọc Nguyễn. Nhí hồng 3 cho chị Thu Hiền là em hả? Ủa? Không có còn bộ nào xe 3 hết trơn á. Xin lỗi. Không có còn cái nào xe 3 hết trơn á. Chốt xe 4 giùm em đi. Xe 4 còn 2 bộ nè. Chị Thu Hiền với chị Bảo Ngọc Nguyễn. Bấm rút luôn. Bấm luôn không kịp sẵn luôn. Quyền đang rút luôn rồi kìa. Số 6 em hết rồi, không còn bộ nào hết trơn á chị. Hồi chị hỏi mấy bạn chốt đơn á. Thôi chị hỏi mấy bạn chốt đơn á, coi có khách nào xả ra nha. Hoặc là gọi không nghe máy, gọi thuê bao gì đó. Thì còn xe 6 thì mấy bạn nhà em lấy thêm cho. Nhí hồng 3 hết trơn rồi, chị Kim Nguyên ơi, chị nào lấy xe 4 được thì lên với em, còn 2 bộ nhí hồng 4 nha. Lên xe 4 đi mấy chị mặc đẹp á. Ba mà hết lấy lên 4 được, zoom các chị có thể lên size được nha. Nhí hồng 4 cho chị Tường Vi nè. 52kg cao 1m50 là mặc size số 2. Nếu mà mình gọn người nha chị Diễm Trang, còn muốn thoải mái hơn tí xíu thì lấy lên xe 3 cũng được. Bộ đang mặc còn size 2 không hết trơn rồi. Chị Linh Phương. Chị Linh Phương size 2 em còn 2 bộ. Quyên cho chị đi. Em còn được 2 mã này nè chị Linh Phương. Em còn được nhí cam với nhí hồng nè chị. Em còn được nhí cam với nhí hồng, nhí đỏ em đang mặc hết. Dạ rồi. Hết 6 rồi chị bãi để thằng nữa rồi xong rồi. Còn thì em để cho chị ha. Nhí cam 2 cho chị Mỹ Kỳ Tân Phát. Vậy là em hết nhí em cam 2 đơn mà có chị nào mà bữa nay mà không nghe máy. Nhí hồng 5 cho chị Thu Quỳnh. Nhí hồng 4 cho chị Annie Nguyễn. Chị Annie Nguyễn lên à, chị Annie Nguyễn có số alo rồi. Là em hết xe 4 luôn nha. Đơn của chị Quỳnh Thị Kim Minh mã số 039 đi đơn luôn em. Tôi mặc xe 2, tôi lên xe 3, giờ ngủ lên xe 4. Chị bảo ngọt. Đúng là để bán được chị. Rồi. Bây giờ là nhí hồng em còn được size 1, size 2. Đang cần 125. Nhí hồng em còn được 125 nha cả nhà. Mẫu sọc thì sử dụng đơn của chị Tường Vi, đơn của chị Tường Vi mã số 058 đi đơn luôn chị. Tường Vi 058. Dạ. Nhí cam 1 em chốt cho chị Ngọc Mai. Rồi chị nào size 1 là em chúc mừng luôn nha. Chị nào mà 50kg đổ lại nè. Nhí cam 1 em chốt cho chị Ngọc Mai luôn. Không còn bộ nào size 6 luôn rồi chế Hùng Thuận ơi. Lấy cho chị bộ em đang mặc size 2. Nhí đỏ 2 hết trơn rồi chị Phạm Linh lên. Chị Bảo Ngọc. Chị Bơ Bon đi đơn luôn. Ok chị Bơ Bon. Dạ cái này là bộ dung này là cài cúc nha. Ủa quên lộn dây kéo nha chế ơi. Quá rồi bán hết cái lô rồi. Cái lô này là em xả mẫu cho mấy chị đó nha. Dung á em mai dung em mai cho mấy chị là dây kéo trước nha. Dung là em xả mẫu này là em không có mai lại dung nữa. Mấy chị có đơn nghe máy để chị, đúng chị rồi chị nào có đơn là nhớ nghe máy để em chốt qua cho khách khác giống như cái bộ lụa hồi tối nha. Bộ lụa hồi tối là chị nào sáng giờ mà gọi không nghe máy hoặc là gọi thuê bao là coi như là không có còn hàng để lấy nữa đó. Xả ra bao nhiêu là khách nhà lấy hết trơn rồi. À, chị đẹp cho em mấy cái bộ sẩm ở phía sau chị đi chị đẹp. Còn mấy bộ sẩm này đúng không chị? Em còn mấy bộ sẩm này em sale cho mấy chị nè. Còn có mấy bộ size 5 là 90 ngàn luôn cả nhà ơi. Bộ sẩm viền nè.
Size 5 là size cho các chị đẹp nhà em là 67kg đổ lên, 71-72kg đổ về nè mấy chị. Lên với em màu xanh Cuban 90.000, bộ sẫm quá đẹp luôn, size 5. Hết size 3 rồi chị bỏ tú, zoom em đang mặc không có còn size 3. Chị nhí hồng 5 em chốt cho chị Phạm Mỹ Linh. À quên Linh, xin áo dài. Khi em bước qua em soạn áo dài giùm chị Liên Nguyên. Áo dài trên đó, áo dài mà hàng bông chung á. Ừ, thảy hết cái đó xuống luôn. Thảy cho mấy chị. Hai có năng lượng áo dài cũng như thế. Thái luôn, giùm có năng lượng. Ê, bán lộ. Mà năng lượng vậy đó. Bắp bút bắp chị đâu. Kệ đi có nữa. Ê, còn gớt bộ hòa tiết chờ. Bậy à. Ngày biết em đẹp này tốn tiền quá đi. Tốn tiền ít nhưng mà đẹp nhiều chứ ơi. Nha. Ta nói là người đẹp gì lụa mà. Đó, mấy chị mặc đồ đẹp là ok đó. Người đẹp gì lụa mà, nhưng mà đồ nhà em là mấy chị tốn tiền ít lắm. Mặc đẹp lắm. Rồi xanh cô bà bọn em mặc 90.000 luôn nha. Còn có mấy bộ à? Xanh cô ban bán rồi nha, bán. Rồi xanh cô ban bán rồi nha mấy chị. Bọn em mặc bán rồi. Giờ lên giúp em màu này là 90.000 chị. Lên với em màu này là màu tím sen đi mấy chị. Chị có bộ tím sen đó là mã em đầu gì vậy? Cái này đó. Năm luôn hả? Rồi tím sen em cũng còn size 5 không à cả nhà, 90.000 luôn tím sen. Size 67kg đổ lên, 66-67kg đổ lên nha. 72kg đổ về là mặc đẹp nè. 90.000. Tím sen 5 cho chị Quỳnh Thiện. Chất lai dông mấy chị. Tím sen 5 cho chị Ngọc Hà. Rồi em còn bộ tím sen 5 nữa. Dục đã rồi. Tím sen 5 cho chị Hương. Rồi cho chị Hương là hết luôn. Tím sen 5 cho chị Hương là hết. Rồi tím Huế em còn được 2 bộ luôn cả nhà ơi. Tím Huế em còn được 2 bộ size 5 luôn nè. Tím sen hết rồi chị cho Nguyễn Minh. Tím Huế, lên tím Huế giúp em đi còn 2 bộ. Bộ tím Huế nó đẹp, mấy chị ơi cái vải nó cũng đẹp nè. 67kg đổ lên, 72kg đổ về. Lên với em tím Huế. Để 273kg đổ về nè. Lên với em tím Huế, cả nhà tím Huế. Tím Huế 5 em chốt cho chị Ngọc Hà một bộ, rồi em còn một bộ tím Huế 5 nữa mấy chị. Tím Huế 5 cho chị Phạm Mỹ Linh là em hết tím Huế 5. Rồi một bộ xanh đen xe số 5 luôn. Một bộ xanh đen xe số 5 luôn cả nhà, 90.000 luôn. Không có xe 3 chị. Một bộ xanh đen xe số 5 cả nhà ơi, rất là đẹp luôn ạ. Xanh đen xe số 5. Cái này là quyền một bên nha, rất là đẹp luôn nha các chị. Lên với em mã này là mã xanh đen. Xanh đen 5 em chốt cho chị Ngọc Hà. Rồi hết nha cả nhà. Quay đây đổ đổ. Mày lũ mất tiếng rồi trời. Chắc cả tù á. Trong khi chờ soạn áo dài ha. Gọi lên đi chị. Gọi lên đi chị. Gọi té. Không có cái quần mặc áo dài. Không cho quần. Áo dài mặc áo đi. Không có cái sao. Để cái này giống như là lo. Không biết hết. Trời 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 trời. Tự lo đi. Dạ. Dạ thân ai để lo rồi hả? Áo dài ơi. Cú bồ Hương ơi. Nó tự lo luôn đi. Nó tự lo luôn đi. Không xem thì thôi. Chứ xem chị lấy hàng đẹp là phải, chị lấy hàng đẹp là phải mua
Em cảm ơn cái Kim Minh rất là nhiều. Chị nào muốn mua cái set đùi thì nếu như mà chiều nay em coi lên kịp không nha mấy chị. Có gì em thông báo nha, không thì ngày mai nha. Nay mai gì chị nào muốn mua set đùi thì nhớ theo dõi like của em nha. Nhớ theo dõi like chị Điệp Thủy cục ở nhà của em. Nào trước. Đó đó. Ui, nhớ theo dõi like nha mấy chị ơi. Đợt này hình như là cái em chị đây em chỉ có mai dây kéo nữa đó. Em ra cái mẫu hơi bị đẹp cho mấy chị luôn, mai hơi bị lâu rồi đó. Nên là mấy chị muốn mua set đùi thì nhớ theo dõi like nha. Set đùi thun lỗ. Rồi áo dài nha mấy chị ơi. Áo dài là chất von lụa nha. Von lụa quá đẹp luôn thật sự. 456 em. Rồi cái này em còn màu trắng không à mấy chị ơi. Đa phần là nó còn được có 1-2 bông thôi nha. Cái bông chân này nha. C4 là 60-65. Ô, đồ kiểu của chị về chưa? Úc hộp sọ. Hộp sọ. Ủa cái bộ của chị Hồng, chị Hồng Diễm Hè là giao chị chứ? Chưa, hồi tối chị nói chị chốt thêm đó. Chưa đâu chị, em chưa ship đâu. Chị cứ chốt thoải mái đi. Em chờ chị chốt 2-3 bộ chứ dễ gì một bộ em đâu có ship. Vài bữa, vài ngày nữa là đồ bắt đầu về. Lai ra nhiều rồi đó. Thứ 7 chủ nhật là em nghỉ nha mấy chị ơi. Em lai tới trưa thứ 6 nha. Em chốt đơn cho mấy chị xong là thứ 7 chủ nhật em ốp, thứ 2 em lai lại. Đi kiếm hộp tròn nữa hả? Đi kiếm hộp sàn. Chân đứa bạn học. Áo dài size số 6 em còn màu trắng. Cái chị lên với em mã trắng đi. Áo dài mà áo dài này em đang mặc là size 4. Size 4 là 60-65kg mặc vừa nha mấy chị. Size số 5 là 65-70. Và size 6 là 70-75kg mặc vừa. Em đang mặc size 4 nên mấy chị nhìn nó hơi rộng tí xíu nha. Nó tay dài em sổ nó xuống. Em mặc nó hơi rộng. Áo dài này á, là 140.000 một áo cả nhà mình nha. Nguyên bộ là 215.000. Các chị có quần rồi thì các chị lấy áo không cũng được. Lên giúp dùm em màu trắng đi. Trắng 6 em chốt cho chị Ngọc Hà. Em hẹn với chế đẹp á, chị Hồng Diễm Hà. Chị Hồng Diễm Hà hỏi đi hẹn hò hả kìa. Đi kiếm hộp sòn á chị ơi. Kiếm thêm viên hộp sòn bự tí. Rồi lên với em trắng nha. Trắng em còn được size số 4, số 5 và số 6. Hồng sen. Hồng sen em còn được size 5 hả mấy chị. 65-66kg đổ lên ha. 70-71kg đổ về nè. Lên với em hồng sen. Chị Ngọc Hà lấy nguyên bộ ok chị. Nguyên bộ lấy luôn quần á. Lấy quần giống như của chị vậy nè. Còn size 4. Size 4 quần size 4 đây. Lên với em hồng sen đi mấy chị. Hết hồn nhỉ. Chị Hà Nguyễn ơi. Không, về phải coi cái mẫu. Chị phải coi cái mẫu em mới lấy cho chị được nha. Chịu khó coi. Chốt giùm em đi chị. Hồng sen lên với em hồng sen nha. Chị Ngọc Hà luôn hả? Hồng sen. Ủa em bấm view rồi mà. Ủa chưa có luôn hả chị? Chưa có view. Hồng sen năm cho chị Ngọc Hà luôn. Ok, cái cá xe 4 của ai? Cá xe 4 là của chị Hồng Diễm Hà. Đâu có chị Hồng Diễm Hà, đâu có chốt. Không có, không có. Nguyên bộ là của chị Ngọc Hà. Của xe 4. Không có đâu có chốt đâu, chị đâu có đọc ai đó. Tôi rối rồi này. Rồi tím Huế. Áo dài lẻ là 140.000 một áo. Chị còn nguyên bộ như em đang mặc đó là 215.000. Chốt phải thun hết nha. Chốt phải thun hết nha cả nhà. Không có dây kéo, không có gì trên nha. Quần cũng lưng thun luôn. Chị nào mặc được áo dài thun thì chốt. Nó là chốt von lụa. Hết trơn số nhỏ rồi chị Mai Hồng với áo dài em còn size lớn nữa mà. Tím Huế em còn được cái size 5 nè mấy chị. Đẹp quá chừng đẹp. Tím Huế em còn được cái size 5 nè. Quá đẹp luôn, chất von lụa là hàng hiếm luôn nha mấy chị. Von lụa là hàng hiếm luôn đó, không có còn, mà bông chân nữa.
con chân lại là càng hiếm nữa. Rồi vậy hả, em còn được cái cam ba mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Cam còn 3 với 5 thôi, cam em còn được 3 với 5, cái chị đẹp chốt giúp em nha. Xe 3 là 60kg đổ lại thì mấy chị 55-60kg, xe 5 là 65-70kg lên với em hả. Cam con chân đẹp quá chừng đẹp mấy chị ơi, áo dài vo lụa mà bông chân nữa là rất là hiếm luôn nha. Khách nhà em Tết mặc áo dài đi chúc Tết khen, được khen quá chừng luôn. Cam 5 em chốt cho chị Ngọc Hà. Tiếng Quế có 5 không có 6, chị Thúy Mụi nha. Chị Thúy Mụi nãy giờ chốt hụt mấy bộ rồi. Cam 3 em chốt cho chị Hồng Rợ. Là em hết cam 3. Rồi em hết cam 3, em hết cam 5 luôn. Hết cam 3 luôn rồi chị Thủy Lệ. Học sen 5 hết luôn. Hay là em rút lộn cái trắng. Hết rồi chị, xe 6 bây giờ em chỉ còn màu trắng thôi mà. 140 áo đẹp. Trắng 63kg là trắng 4 đó chị Nguyễn Lân Lân. Không có cam 4 chị. Xe 4 bây giờ em còn màu trắng. Xe 5 là còn trắng với hồng sen. Tiếng Quế. Và xe 6 là cũng còn màu trắng luôn. Còn được có 3 màu à. Cam em hết rồi. Cam em hết rồi cả nhà ơi. Bây giờ em chỉ còn một trắng 4 nha. Trắng 4, trắng 5 và trắng 6. Hồng sen thì em còn được 5. Tím Quế em còn được 5. Hồng sen 5 cho chị Âu Phúc Tấn Cúc. Trắng 6 cho chị Thu Hà. Alo, giờ nghe hả? Anh đọc cái tên giùm em rồi lên trạng thái xử lý đi anh. Khách tên gì? Hả? Hồ Trinh hả? Hồ Trinh gọi hoài không có nghe máy. Gọi lên trạng thái đi chút xíu lên xuống hình xử lý nha. Trắng 4 em chốt cho chị Nguyễn Lon Lon. 140.000 một áo, chất giải von nha mấy chị. Cái này mấy chị mặc không có cần phải dây kéo gì trơn á, mất công lắm, chui chồng vô mặt thôi. Mấy chị thích ôm hơn thì mấy chị cứ nhấn band vô nha. Rất là dễ mặc, chất liệu vải co giãn mặc nhẹ tên luôn. Mấy chị đi là áo dài nó bay phớt phơ luôn, rất là đẹp. Rất là thướt tha. Rồi. Mấy chị có đơn nhớ để ý điện thoại giùm em nha mấy chị ơi, điện thoại chốt đơn xong rồi nhớ là điện thoại nghe điện thoại nghe điện thoại nhận hàng giùm em nữa nha. Trời ơi quá chừng giờ đơn mà không gọi không nghe máy luôn. Hết rồi chị ơi. Chị Phạm Mỹ Linh ơi, chị mặc size số 4 á. Size số 4 bây giờ em còn màu trắng em đang mặc không nè. Chị chịu không chịu thì lên giúp em là trắng 4 chị. Nếu mà chị chịu thì lên giúp em là trắng 4 nha chị. Dạ đơn của chị Thu Hà. Đơn của chị Thu Hà là mã số 063 là đi đơn luôn khỏi gọi. Chứ Quỳnh thì tím đi đơn luôn khỏi gọi. Trắng 4 cho chị Phạm Mỹ Linh. Trắng 4 cho chị Mỹ Kỳ Tấn Phát. Rồi chị Mỹ Kỳ Tấn Phát ơi. Rồi còn cái trắng 4 chị mặc nè. Cho chị Mỹ Kỳ Tấn Phát luôn là hết. Còn đúng không? Rồi lên tiếp nha mấy chị ơi. Quần mấy chị cứ phối đại giúp em đi mấy chị. Có cái quần nào phối với quần màu đó đi. Áo dài em thấy.
tím mấy chị muốn lấy size số mấy mấy chị ơi? Còn size mấy nè? Còn size 1, ở đây em thấy còn cái size 1 nè. Đây là còn cái trắng bố này mặc luôn nó dịu. Dạ. Ở đây đủ hai cái rồi. Trắng sáo cho chị Thúy Muội. Cái đó dư đó, trắng sáo đó. Trắng sáo cho chị Thúy Muội là em hết trắng sáo luôn nè. Quần Tiến Huế em còn được cái size 1 nè. Của chị Giác Hương Đào em quăng rồi. Size 1 này là tầm khoảng 60kg đổ lại cái chị đẹp nhà em mặc vừa. Hết rồi chị Lan Lê. Cái quần màu Tiến Huế này em còn cái 80.000 nè mấy chị. Chị nào lấy thì tầm khoảng 60kg đổ lại mặc ok ha. Mong tầm khoảng 100 đổ lại dưới 100 là ok. Mong tầm khoảng 100 đổ lại là mặc vừa. Áo là 140. Quần là 80 mấy chị. Rồi cái áo này là chất thun lỗ nha mấy chị ơi, chất thun lỗ. Cái này là em sale cho mấy chị nha. Áo này là em sale. Bây giờ quần áo dài á, quần áo dài bây giờ không biết sao lên cho mấy chị đây nè. Em giờ ra. Giờ là phải chờ áo dài, tại vì một cái quần mà mấy chị có thể phối với nhiều cái áo. Rồi một cái áo là phối với nhiều cái màu quần. Ví dụ như em mặc thì tượng trưng một cái thôi, nhưng mà ví dụ những cái màu khác á là mấy chị cũng phối được. Rồi cái áo em đang mặc cái mấy chị nó là size 5, size 65 70kg nha. Size 65 70kg, áo này em sale cho mấy chị còn 90.000. Nha, cái này tại vì nó qua mẫu rồi. Cái này nó qua mẫu rồi nhưng mấy chị nó có độ co giãn nha, cái giả này nó có kim tuyến nữa nè mấy chị. Kim tuyến này các chị giặt nó không bao giờ nó bị rụng nha. Nó sáng nhiều hoài luôn nè mấy chị. Điều vải co giãn 4 chiều thun lỗ nha mấy chị. Lên với em mã này là mã hồng. Lên với em mã này là hồng phấn. Size số 5 nha, 65 70kg. Lên với em mã hồng phấn 90.000 một áo. Lên với em mã hồng phấn. Hồng phấn em còn size 5 không à mấy chị, 65 70kg thôi nha. Lên với em mã hồng phấn. Cái này các chị mặc với quần màu trắng cũng đẹp nè. Quần màu hồng đậm em đang mặc cũng ok, quần màu đen cũng đẹp. Hồng phấn 5 cho chị Trần Mai. 65 70kg hồng phấn 5 cho chị Ngọc Hà. Hồng phấn 5 cho chị Mỹ Kỳ Tấn Phát. Em còn một cái hồng phấn 5 nữa mấy chị. Ừ. Rồi em còn được hai cái size 5 nữa nha mấy chị. Lên với em hồng phấn. Hồng phấn 5 em chốt cho chị Âu Phan Tấn Cúc. Nhớ giúp em là áo này là về, ví dụ như cái chị mặc mà thích cái eo mà ôm vô thì cái chị cứ nhấn ben vô nha. Cứ nhấn ben vô. Rất là dễ, không cần phải may dây kéo, không cần phải dây kéo đồ này kia nó rườm rà mấy chị. Mấy chị mặc rất là thoải mái luôn. Rồi, hồng phấn size số 5 cho chị Trinh Trinh. Quần màu trắng em không có, chị Ngọc Hà ơi, không có. Đơn của chị Phương Lê, mã số 986, đi đơn luôn khỏi gọi. Để em coi còn địa chỉ không nha chị. Tại nhiều khi mấy chị lâu rồi mấy chị mua lại cái hệ thống nó 3 tháng rồi nó cập nhật là một lần là nó mất đó. Mấy chị gọi chị Phương Lê còn địa chỉ không chị? Ok chị Phương Lê ha. Chị Phương Lê mã số 986. Gửi địa chỉ cũ luôn, ok chị. Rồi đơn của chị Trinh Trinh, mã số 954 đi đơn luôn. Mã số bao nhiêu chị? 986. Chị Trinh Trinh là 954. Chị Ngọc Hà là gửi gấp luôn, mã số 972 đi đơn luôn. Chị Trinh Trinh là mã số 954. Chị Ngọc Hà là 972. Rồi ghi ở đây rồi. Chốt em mã này là mã Nhí Ngọc. Nhí Ngọc còn hơn gái hơn. Nhí Ngọc em còn có cái size 5 mà mấy chị. Nhí Ngọc em còn có cái size 5 mà cái chị đẹp chốt chứ em mã Nhí Ngọc nha, 90.000 luôn. Chất thun lỗ luôn à. Cái Nhí Ngọc này đẹp lắm nè mấy chị. Hoa đẹp lắm. Nhí Ngọc em còn có cái size 5 mà 65 70kg luôn, 90.000 luôn. Lên với em mã Nhí Ngọc. Chớ em Nhí Ngọc cả nhà ơi, Nhí Ngọc. Đẹp quá mấy chị. Chị nào vừa lấy đi mấy chị Nhí Ngọc 65 70kg lên với em mã Nhí Ngọc. Chớ em Nhí Ngọc, cái chị Nhí Ngọc. Nhí Ngọc 5 cho chị Ngân Khánh. 90.000.
size em, còn cái này size 6, 70-75kg mặc vừa 90.000 luôn. Lên với em mã M6, còn mấy cái nguyên sẵn còn thôi. Mã M6 em còn được một cái 70-75kg, cái này cũng đẹp nữa nè. Cái này mặc với cái quần này là hợp luôn. Quần hồng đậm hơn, hoặc cái gì mặc quần màu đỏ, quần màu đen, quần màu trắng thì cũng ok. Lên với em mã M6, chị nào size 6 lấy đi mấy chị, cái này có rất là đẹp. Cái này đẹp lắm. Chốt em mã M6 nha, M6 90.000 luôn, chốt em mã M6. Giải nó cũng đẹp lắm. M6 cho chị Ngọc Hà. Là em hết mã M6. Em hết M6 mà chị Giác Hương Đào ơi. Trái luôn hả Quyên? Lên với em mã này là mã hồng, bông hồng. Bông hồng size số 6 luôn, 90.000 luôn. Chú em mã bông hồng 70-75kg mặc vừa. Chú em mã bông hồng. Ồ, cái này lên hộp luôn. Quá hợp. Bông hồng size số 6 luôn cả nhà. Bông hồng hết trơn size nhỏ rồi chứ ơi. Cái dài quá đẹp luôn mấy chị. Quá đẹp luôn, size nhỏ mấy chị. Chờ em tí xíu thì nó còn được mấy áo nữa. Quá đẹp cả nhà mình ơi. Bông hồng size số 6 nha. Bông hồng 6 em chốt cho chị Ngọc Hà luôn. Cho em cái vàng đó luôn đi chị. Có mẫu rồi. Nó hơn chiếc đồ, thấy hơn lên, thấy đồng có mẫu rồi, lúc hào 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 luôn hơn. Thấy độ rồi. Chấm như mấy đứa đi học vậy là trẻ. Thôi ông ấy gì dán cắt cái xé bông hồng dán thì sổ là đạt giải là mét nhiều nhất. Chị Hương là cà khẽ nhiều nhất. Bị cà khẽ nhiều nhất. Giải nhân viên cà khẽ con chủ nhiều nhất. Hợp luôn. Chính xác. Rồi cái áo này còn xe mấy em? Chị mặc xe 4 á. Rồi cái này em sale cho mấy chị nha. Cái áo này em sale cho mấy chị, nó là chất von lụa. Em sale cho mấy chị còn 95.000 một áo. 95.000 một áo nha các chị. Cái này là hoa sen lên hình hạt nha mấy chị ơi, rất là đẹp luôn nha. Size 4 là 60-65kg mặc vừa, size 5 là 65-70 và size 6 là 70-75kg mặc vừa. 95.000, cái này là cổ vuông cả nhà mình nha. Lên giúp giùm em mã này nha. Mã này lên giúp em là hồng phấn. Lên giúp em mã hồng phấn đi mấy chị. Đẹp lắm luôn á. Hồng phấn em còn được size 4, size 5 và size 6. Lên với em hồng phấn đi mấy chị. Ủa nãy mình lên hồng phấn rồi đúng không? Hồng cái hạt. Này lên giúp giùm em là hồng hạt. Hồng sen đi mấy chị, hồng sen đi. Lên với em hồng sen đi, đừng lên hồng phấn. Nói chung mã hồng phấn nãy. Lên với em mã hồng phấn nha. Rất là đẹp luôn cả nhà. Lên với em mã hồng phấn. Hồng phấn em còn được 4, 5, 6. Hồng sen 4 cho chị Đức Phụng. Bấm đi chị. Hồng sen lên với em hồng sen. Hồng sen 4 cho chị Hồng Nâu. Chị Hồng Nâu lên giúp em cân nặng chiều cao kèm số alo. Còn cái mẫu chị mặc nữa. Vậy hả? Là em hết hồng sen nha. Hồng sen 4 em hết. Em còn hồng sen 5 và hồng sen 6. Chị Ngân Khánh ơi, em còn hồng sen 5 với hồng sen 6 chị. Chị Hồng Nâu alo. Chị Hồng Nâu lên đi. Giúp giùm em số alo đi. Em chốt dự bị cho chị Ngân Khánh nha. Hồng sen 4, 5 cho chị Ngân Khánh nè. Hãy lại cái 5 Nguyên rồi. Hồng sen 4 em hết rồi. Chị để cái của chị Hồng Nâu với của chị Ngân Khánh chung vô luôn đi chị. Chung vô chị. Hồng sen 5 cho chị Phạm Mỹ Linh. Nâu em
còn được size 3, size 4 và size 5. Lên với em mã nâu đi mấy chị. Nâu. Nâu này em có cái quần đậm mặc kèm cho mấy chị luôn nha, cái quần màu đậm á. Cái quần màu như màu 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 nói đậm vậy đó mấy chị, em có quần mặc kèm cho mấy chị luôn. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã nâu. Nâu 3 cho chị Nguyễn Thị Hoa Liên. Là nâu 3 em hết nha, nâu hiện tại còn 456. Chị Nguyễn Thị Hoa Liên lên giúp em số alo chị. Ok, em thấy số alo của chị Hoa Liên. Rồi nâu. Rồi vậy chốt qua cho chị ấy luôn đi chị. Chị Hồng Nâu không có lên số điện thoại. Chị Hồng Nâu không có lên số alo chị. Nên là em chốt qua cho chị Ngân Khánh luôn nha chị. Nâu 4 cho chị Đức Phụng. Nâu 3 em hết. Nâu hiện tại là còn 456 thôi em. Nâu hiện tại em còn 456 nha. Cái áo mã nâu này em có cái quần mặc kèm cho mấy chị luôn nha. Quần màu mặc kèm luôn. Chị nào có muốn lấy quần thì phối với áo nâu này thì nói với em lấy luôn cho mấy nâu chị. Nâu 3 là mẫu mặc luôn. Nâu 6 em chốt cho chị Nguyễn Phượng. Đâu có nâu 6, 3, 4, 5. Vậy hả? Nâu không có 6, em xin lỗi. Nâu không có 6, nâu 4 cho chị Phương Thảo. Rồi em thấy số alo của chị Hồng Nâu nha. Chị Hồng Nâu là cái áo nãy đó chị. Ờ, cái áo chị Thạch Thị Phượng ơi, là chị lấy xe 4 đúng không? Cái áo 140 ngàn là chị lấy mã trắng 4. Trắng 4 em còn cái luôn nha, cái bông chân á. Còn đó hả? Rồi trắng 4 140 ngàn em chốt cho chị Thạch Thị Phượng. Chào chị, Tết vui không chứ đẹp ơi? Tết quá chừng lớn luôn, bữa nay mới gặp chị đẹp luôn á. Lên với em mã này là mã sen đi mấy chị, sen, sen còn được size 5. 5 với 6, 5 một cái, 6 một cái. Mã sen em còn được size 5 với size 6. Size 5 em còn được một cái, size 6 em còn một cái nè mấy chị. Áo là em sale còn 95, quần là 80 á chị. Bộ là 175 ngàn chất thun nha. Cái này em không có may dây kéo nha cả nhà. Cái này là mình chui đầu giùm em nha mấy chị. Áo chui cổ nha, rất là đẹp luôn. Lên giúp giùm em mã này nha mấy chị. Lên với em mã này là mã sen. Sen em còn được size số 5 và size số 6 nè. 5 một cái và 6 một cái. Lên với em mã sen, sen 6 cho chị Phạm Thị Thiền Trang. Hết rồi chị Âu Trần. Để em coi còn cái nào size 3 không nha chị. Vậy hả chị? Rồi cả nhà ơi, em còn một cái, em còn được một cái sen 5 nha. Trời ơi siêu phẩm. 100k một áo mấy chị. Siêu phẩm bông chân. Em bán cho mấy chị còn 100k thôi, màu đỏ đô size số 4, 60 đến 65 kg mặc vừa. Chị nào lấy được cái này em chúc mừng luôn nha. Cái này là em bán quá rẻ cho mấy chị luôn rồi đó. Cái này là nó bằng giá với cái hồi nãy 140 đó. 100 còn một áo màu đỏ đô sen 5 cho chị Họ Đỗ. Đỏ đô 4 cho chị Nguyễn Lon Lon là em hết. Em còn được một cái xanh đen size số 3 100k. Đỏ đô là 100 nha chị. Xanh đen em còn được cái size 3 55 60 kg. Chốt giúp em mấy chị ơi, xanh đen. Xanh đen 3 em còn được một cái. Nhanh lên mấy chị ơi, con cái này nữa hết. Xanh đen. Xanh đen 3 cho chị Âu Trần. Không còn cái gì. Rồi, hết mấy chị nha. Áo bông chân nó hết rồi. Rồi lên tiếp cái này. Mỗi một áo giá khác có chị nghe kỹ nha mấy chị. 60 đến 65 kg mặc vừa. Lên với em mã này là mã da. Em ơi chị trả lên mẹ một em ơi. Cái này nó cỡ size 4 á. Cái 3 nó là tương đương với size 4 đó nha. Rồi. Size 3 của cái áo này là cả cái chị có thể là 65 kg cái chị mặc được rồi mấy chị. Để em đo cái eo. Size 3 em hết rồi. Size 3 cho chị Âu Trần là hết rồi cả nhà. Da 3 chỉ tầm khoảng 63 kg đổ lại mấy chị. Cái bộ này ha. Cái áo mã da này là size số 3 là 63 kg đổ lại.
Size số 5 là cho các chị 64kg đến 72kg đó mấy chị. Ủa, khoảng 67kg đến 72kg mặt giường nha. Size số 6 là cho các chị tầm khoảng 73kg đến 77-78kg. Đây cái mã da này chị làm vừa thì chốt giúp em. Mã da, da 3 chị Trần Mai. Eo nó cũng tầm khoảng trên 80 đó mấy chị nha. Eo tầm khoảng 8 mấy. Đổi lại 90.000. Da 3 cho chị Trần Mai. Chị phải đồ đằng xa nhỏ xíu nha em. Nó hồng hơn nó hết trơn rồi mấy chị. Áo dài mấy chị chờ em lô mới em về đi, em lên cho mấy chị nha. Giải lô mới về em lên cho mấy chị áo dài tiếp. Còn này là hết rồi, cái này nó còn lẻ size à. Lên với em mã da đi mấy chị. Da em còn được size 3 ha. 356. Da 3 cho chị Giác Hương Đào. Da em còn 3 với 5 nữa nha. Rồi, chỉ có cái mã da đó là cái form nó sẽ hơi to tí xíu, còn cái này là quay lại bình thường nha mấy chị. Mã vàng. Vàng em còn được size 5 cơ mà. Size 5 là 67kg đổ lên, 72kg đổ về nè. 66, 67kg đổ lên, 72kg đổ về lên giúp em vàng. Em còn vàng 5. Da 3 còn cái hả chị Điệp? Da 3 cho chị Ngân Khánh một áo. Dạ em cảm ơn chị Hội Đoàn, cũng là áo em đang mặc đẹp nè. Lên với em mã vàng đi mấy chị, vàng 90.000 một áo nè. Xe 5 cho các chị đẹp, đẹp nhà em 67kg đổ lên, 72kg đổ về lên với em mã vàng. Đẹp lắm nha cả nhà. Này các chị mặc với quần màu trắng, màu đen, màu nâu, màu vàng nhạt đồ đó, màu xanh gì đó mấy chị mặc lên vẫn ok. Quá trời mặt. Đủ màu luôn. Cái quần mặc với áo mặc với 7 cái quần đó chị. Quá trời. Mã vàng và mã ngọc. Mã vàng còn xe gì với xe gì vậy hả? Vàng còn 5 à. Ngọc ở đây em còn 4. Ngọc em còn được 2 cái xe 4. Cái giải này mặc mát lắm mấy chị. 60-65kg mặc vừa. Lên với em mã ngọc. Ngọc em còn được 2 cái xe 4. 60-65kg mặc vừa cả nhà ơi. Lên với em mã ngọc 90.000 một cái áo dài. Mát lắm, chị nào hay đi lễ nè, hay đi lễ mà hoặc là mấy chị hay đi chơi mà chụp hình rồi mấy chị thích mặc áo dài, mấy chị mặc mấy áo này đi mấy chị. Mát lắm, chụp hình thoải mái luôn, vô tư, không có bị khó chịu, không có bị nực nha. Ngọc 4 cho chị Trần Mai. 90.000, ngọc 4 cho chị Giác Hương Đào, rồi là em hết mã ngọc. Có hai cái rồi đúng không? Rồi em qua khác cho mấy chị nha. Đây đây, để thôi. Chị thay cái quần khác cho chị. Ở cái quần đen nè. Nãy mấy đây cái gì nè quên. Đó tại đâu mà áo nhộng mà. Dễ 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 đẳng còn xe mấy nhiêu đi? Dạ giá đẳng còn xe 5 không ạ? Dạ em còn được xe 2 với xe 5 cả nhà ơi. Dạ rất là đẹp luôn. Cái quần đen này là dành cho chị nào 1m58 đổ lại nha. Cái quần đen giả váy này dành cho chị nào 1m58 hoặc 1m6 đổ lại thôi cả nhà. Còn cao hơn nữa thì chị đừng chốt. Dạ em cảm ơn chị Thảo Vy. Rồi lên với em mã da đi mấy chị. Mã da em còn được size 2 55kg đổ lại và size 5 là 65-70kg. Cái áo này là cái chị phải chốt nè. Chứ để không có chị nào mà không có cái quần đen với cái quần trắng đúng không? Đẹp lắm. Áo rất là đẹp mấy chị ơi. Dẹp thêm mệt chưa? 95.000. Mệt thì mệt. Rồi lên đổi cao. Da 2 với chị Bảo Ngọc Nguyễn là hết. Nãy da, em còn da 5, chị nào lấy thì lên giùm em là kèm size nha. Em còn da 5 không mà, chị nào lấy thì lên da 5. Chị nào size 4 thì lấy luôn đi. Chị nào size 4 lấy luôn cái size 5 đi. Về nhấn bên lại, rất là đẹp luôn. Cái áo này không lấy uổng lắm nha cả nhà. Chất von nha, thun von lụa. Thun von lụa. Da 5 em chốt cho chị Âu Trần. Một quần giả váy đen size số 5 em, size số 4 cho chị Hùng Diệu. Quần giả váy 70kg mình mặc size 4 được rồi chị Hồng Diệu nha. Em mặc là mã da nha mấy chị. Da 5 cho chị Trần Lon.
da 5 cho chị 5 chút. Mã da không có mã đen. Lên mã da đi. Chị nào lấy cái quần giả váy đen thì lên giúp em là quần giả váy kèm theo sa, kèm theo số ký. Da 5 cho chị Giác Hương Đào. Rồi mấy cái rồi lo cười ra một hơi là chốt, đến như là bắt đền trở lại nha. Đủ cho mấy cái rồi chị đẹp. Da hai em mặc là chốt rồi nè, mấy cái xe 5 rồi. Bốn cái 5 rồi đúng không? Còn hai cái xe 5 nữa nha mấy chị ơi. Ba cái. Da 5 chị Ngân Khánh có chưa chị? Chưa. Rồi da 5 cho chị Ngân Khánh. Chị bảo Ngọc Canh nãy giờ được cái xe 2 à. Da 5 cho chị Ngân Khánh, da 5 cho chị Mai Tiền. Rồi. Còn một cái nữa nha mấy chị ơi. Eo 90-92 là mặt size số 5 đó chị Đỗ Thị Phượng. Nhưng mà phải lên kèm theo dùm em cân nặng và chiều cao. Kèm theo số alo đi chị để em biết em tư vấn size cho. Da 5 cho chị Ngân Khánh một, thêm một cái nữa là hết. Rồi là hết mẫu da luôn mấy chị ơi. Cảm ơn mấy chị. Chị Ngân Khánh ơi, có nghĩa là cái mã da này là chị lấy hai áo đúng không? Như chị. Mà lấy cái sen 5 bỏ vô chị có sẽ quay lại cho. Cái sen 5 chốt rồi. Có bên kia đó. Cái đó là mã gì? Sen, đúng rồi, mã sen. Dạ năm lấy 2. Quần là mình có tới size số 4 đúng không em? Quần giả váy á, quần giả váy em có tới size số 4 nha. 78 kg là mặc size 4 luôn, tại nó là quần giả váy là cái mông nó to lắm mấy chị. Dạ. Quần size 4 chứ. Size 4. Quần giả váy mà. Rồi chị Ngân Khánh em chốt lại ha. Mã da này là chị lấy hai cái size 5, rồi là em hết da luôn nha mấy chị. Ồ, giỏi quá. Rồi, một cái màu tím size số 3 duy nhất. Chị nào nó sổ số hàng đặc biệt ra cuối cùng 55-60 kg lên giúp em mã tím, đẹp lắm luôn. 95.000. Rồi bán cho cái này. 95. Trời 95.000 một áo. Trời chảnh ra cái này kia. Tào lao. Ga quá, ga. Ở cái này ghi quá chị ghi chắc không. Tím ba cho chị Đỗ Tiến, chúc mừng chị Đỗ Tiến. Đầu cái áo này nó đẹp, nó đẹp dữ lắm luôn, về mặt với cái quần màu đen chế nha. Siêu đẹp luôn. Ông có tưởng ta. Mã da với mã tím là 95.000 nha chế ơi. Da với tím là 95.000. Mua quần giả váy không bán không bạn? Dạ có chị Diệu Liên, quần giả váy là 80.000 một quần chị. Nha. Tiếng 3 em hết rồi, tiếng 3 cho chị Đỗ Tiến là hết rồi, chúc mừng chị Đỗ Tiến nha. Quá đẹp luôn cái áo đó, hàng siêu phẩm luôn. Rồi hết rồi mấy chị, cái này là 140 nha. 140 là em còn được tiếng Quế C5. Màu hồng sen size số 5 và màu trắng size số 4. Bốn màu trắng em còn được 4 năm, hồng sen còn được 5, tiếng Quế còn được 5. Là áo này 140, hàng bông chân rất là đẹp. Nguyễn Bạch nhận hàng rồi, đẹp. Dạ, cảm ơn chị Nguyễn Bạch, em cảm ơn chị đẹp nha. Rồi, áo dài em hẹn các chị lô sau nữa nha mấy chị. Có hàng về ha. Có hàng về em sẽ ra tiếp cho mấy chị lô áo dài mới. Còn tạm thời bây giờ là em hết áo dài rồi. Giỏi quá. Dạ chị Diệu Liên ơi, em không có ghim giỏ hàng. Chị cứ chốt trực tiếp ở trên live giùm em ha. Cho cân nặng chiều cao em tư vấn size xong rồi chị cho em số alo. Rồi em chốt lên cho chị. Rồi, cho chị xem lại cái hồng. Rồi đâu rồi, hai cái áo dài đâu rồi, cái trắng hồi nãy của mình đâu rồi ta? Đây cái áo dài 140.000 rất là đẹp luôn nè, để em mặc lại cho mấy chị xem nha. Mượn mặt không thì trả thì người ta luôn giống như vậy. Để em mặc lại áo dài 140 cho áo dài 140 rất là đẹp mấy chị, chốt con lụa nha. Em còn lô áo dài màu mấy chị ơi. Mấy chị ơi em còn lô áo dài màu, mấy chị chờ em tí xíu nha. Lô áo dài màu nguyên bộ nha mấy chị. Áo dài màu nguyên bộ mấy chị. Nhắn cho bạn lùng đi, em nhắn cho bạn lùng trước đi, nói lùng chiều nay em sắp xếp em qua sớm chút xíu được không nè. Phụ là phụ cốt đơn cho sớm. Dạ, chị Hương nhắn cho chị Hương. Chị nhắn là chiều nay sắp xếp qua sớp. Hàng nhiều quá sớp nên nhắn vậy thôi. Mấy hàng nhiều lùng ơi qua sớp xíu nha lùng. Đây cái hồng này mấy chị 140.000 một áo. Cái này nguyên bộ là 215.000. Em xin tiền nha. Cái
cuối cùng chị Ngân sắm sao còn có cái năm người ta có được hai cái đầu tiên. Chị Ngân sắm là hai cái, nãy chốt một cái rồi đó. À, giờ lấy hồi nãy chốt một cái em bấm ra thêm bill nữa hay sao? Đúng không? Rồi hồng sen em còn được size số 5 mấy chị ơi, 65-70kg là mình chốt 3 đơn rồi mà chưa nhận được đơn nào. Từ từ tới nha chị Trần Mai. Đơn của chị mới chốt mà. Nó chốt nhiều khi nó còn thời gian để nó đi á chị. Chờ giúp giùm em đi. Cái chị ơi chị nào thêm có mấy chục ngàn nữa lấy áo thì đi gót là đẹp. Chị nào size 5. Hồng sen em còn được size số 5 65-70kg mặt vừa. Lên giúp em mã hồng sen. Dạ mặt rộng. Chị Kim Xuyến ơi, kích 95 mà eo 76 mà mặt chị mặc size 5 là rộng. Cho giùm em cân nặng và chiều cao đi chị đẹp nhà em ơi. 62kg là nhấn eo vô tí xíu chị Long, chị ngoan lên. Chị nhấn eo vô tí xíu, em là có 50kg đó, eo em là tầm khoảng 65-66 đó chị. Là em mặc nó vậy nè. Tại cái chị biết sao cái vải này nó giãn, mấy chị mặc nó sẽ ôm. Nên là khi mà cái chị mặc vô nhìn cái form nó không có bự nè, mấy chị thấy không? Nè. Đó. Nên là mà nếu như mà cái chị thích cái chị về cái chị vuốt lại, tại vì cái này em không có may dây kéo, em không có may cúc gì hết nha, không có may cúc cài gì hết đó. Nên là khi mà cái chị mặc ví dụ nó có rộng cái tay, mấy chị cứ đem nghe thợ vuốt giống như vuốt vô sữa như dễ như sữa đồ bộ vậy đó, vuốt từ cái tay vô nha, vuốt xuống đó. Rồi eo mà nó có rộng thì nhấn eo vô là mặc vừa mà nó rất là đẹp nha cả nhà, tốn thêm 20-30 ngàn nữa. Mua cái áo dài rất là đẹp luôn. Hồng sen 5 cho chị Ngân Khánh một bộ. Hồng sen 5 cho chị Đỗ Thị Phượng. Chị Đỗ Thị Phượng lên giúp giùm em số alo chị Đỗ Thị Phượng. Chị 1m60 mà chị nặng 65kg mà cái eo của chị 90 hả? Eo 90-92 là chị mặc sen 5 hả? Ủa vậy hả? Rồi vậy là em xin lỗi nha. Vậy là hồng sen chị Ngân Khánh có thôi. Ủa chị Ngân Khánh có thôi, chị Đỗ Thị Phượng không có luôn rồi. Chị Đỗ Thị Phượng ơi, lấy qua màu tím giúp em được không? Màu tím Huế nè. Hôm bữa chị chọn mà tự nhiên lại lật cái chuyện nhé. Hình như nó vẫn còn cái áo dài nữa không đi. Cái bông bông đó thấy không? Tốt đẳng luôn, tốt đẳng luôn. Ê coi cái sọc quần nó quần gì, bữa quần đó quần gì quên. Bữa chị cũng quên nữa, có mấy cái bà ba nào. Mấy cái quần đó em đồ quần gì vậy? Tại bữa cái lô nó lên xa đó rồi. Tinh tế lắm. Bữa được 2 cái. Xe 3. Bữa có cửa hả? Bữa có cửa hả? Thì thầm vô sưng tím Huế em còn xe 5 mà mấy chị ơi. Tím Huế em còn xe 5 mà em còn mấy cái vậy chị? Tím Huế xe 5 còn mấy cái? Rồi tím Huế em còn được 2 cái xe 5. Chị nào lấy giúp em đi mấy chị. Tím Huế 5 em chốt cho chị Loan Hằng nè. Chị Loan Hằng lên giúp em số alo chị Loan Hằng lên. Chị mặc size số 3 đó chị Mai Trần. Size số 3 đó chị. Nhưng mà em hết size 3 rồi. Dạ 140. Chị Long Hằng lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số alo luôn đi chị. Gọi tiếng Huế em còn cái nữa chứ nào vừa lấy giùm em đi mấy chị, rất là đẹp. Chị lấy bộ là cộng quần luôn hả? Dạ cộng quần luôn á chị. Lấy luôn đi. Ok chị Long Hằng nha. Size 5 là 65-70kg nha mấy chị. Em vào khoảng 90-92 đổ lại là ok. Rồi lên giúp em màu này là màu tím Huế. Rồi em còn cái màu trắng nữa. Trắng em còn được 4-5. Màu trắng em còn được size 4-5. Cái áo này hồi đợt em bán trước Tết gọi là cháy hàng luôn đó mấy chị. Cái màu trắng này em cho em mấy cái màu còn lại là mấy cái màu mà nhiều quá. Cái còn lại đó mấy cái màu kia là bán hết trơn luôn à. Khách nhà em mặc áo này đi trước Tết nè, quá chừng luôn, quá chừng khen luôn. Trắng em còn được size 4-5 cả nhà chốt em mà trắng nha. 140. Size 4 là 60-65kg, size 5 là 65-70kg thì chiều cao. Chị Đỗ Thị Phượng em còn cái tím Quế nè, chị có lấy không? À chị Đỗ Thị Phượng chốt tím Quế, tím Quế 5 chứ không có tím Quế 6. Chị lấy 5 hay là chị lấy 6? Chị Đỗ Thị Phượng. Trắng 5 em chốt cho chị Gấu Nguyên Con. Trắng 4 cho chị Họ Đỗ. Áo
về mặt nhẹ nhàng, tự tin lắm em gái. Em cảm ơn chị Yến Trinh rất là nhiều. Chị Thư Tây Đô mặc size số 4 nha, chị Thư Tây Đô. Ok, chị Đỗ Thị Phượng, một cái màu tím quế size số 5 cho chị luôn nè, là em hết luôn nha. Chị Đỗ Thị Phượng được hai áo nha, chị Đỗ Thị Phượng, một cái trắng 5 với một cái tím quế 5, chị lên lại giúp giùm em số alo đi chị. Cái hồng này nãy là mình còn có một cái đúng không? Đúng rồi, có cái là chị Phượng không có, chị Phượng không có. Cái hai đi quang mang nữa. Chị Đỗ Thị Phượng lên lại giúp em số alo chứ. Trắng 4 còn bao nhiêu cái chị? Để còn cái em mặc rồi, cái mẫu gì á. Ở đây còn nãy rồi, cái này lấy chưa? Chị lấy chưa? Chưa. Ở trắng 4 nãy trong đây còn không Quyên? Có rồi. C5 không hả? Rồi. Trắng 4 ở trong đó chốt cho ai vậy chị? Họ đổ. Rồi vậy là trắng 4 em chốt cho chị họ đổ là em hết trắng 4. Rồi bây giờ em chỉ còn trắng 5 thôi cả nhà. Em chỉ còn trắng 5 thôi. Chị Đỗ Thị Phượng lên giúp giùm em số alo. Chị Lu Ngọc Nga là mặc size số 3. Tiếng quế 5 hết rồi, chị Thư Tây Đô rồi, tiếng quế 4 cũng hết luôn, tiếng quế em hết rồi, còn trắng 5 thôi mấy chị. Em thấy số alo của chị Đỗ Thị Phượng nè. Hiện tại em chỉ còn trắng 5 thôi mấy chị. Em chỉ còn trắng 5 thôi cả nhà ơi. Chị Lê Ngọc Hiền. Chị Lê Ngọc Hiền là chị lấy cái áo dài màu mã da hồi nãy hả chị? Phải không? Sáng ai kiếm em 50 là chị mặc cái áo da đó, là chị mặc vừa đẹp luôn đó. Là phải chị lấy cái áo dài đó không? Đúng thì ok với em à, cái áo dài 90 á. 59kg, mét 6 là mặc size 3, chị Phương Mai Lê. Giải thôi, giải von thun lụa chị, von thun lụa, giải von mà nó có độ co giãn. Trắng 5 cho chị Long Hằng. Ok chị Long Hằng. Quần thì em sẽ phối cho mấy chị nha. Quần thì mấy chị để em phối cho mấy chị luôn. Mấy chị em phối là mấy chị mặc sẽ hợp nha. Tại vì quần bây giờ nó rất là nhiều màu mà nó còn lẻ size nữa. Ví dụ như em thấy cái áo nó hợp, mấy chị muốn lấy quần thì em sẽ phối cho mấy chị nha. Phối vô chứ nhiều khi em lên một cái, ví dụ em lên một cái quần màu hồng này mà nó còn được có cái size mà cái size của mấy chị không có, là nó lại có cái quần màu khác nó vẫn không phối hợp với cái áo màu tím này. Đó thì em sẽ phối cho mấy chị nha. Bây giờ mà em vô quần lên là mấy chị cũng gói luôn, mấy chị không có biết đường nè, mấy chị không biết phối vô hợp hay không. Ở đây em thử luôn cho mấy chị. Ok thì em sẽ phối luôn nếu mà chị nào tin tưởng em nha. 62kg cho em chiều cao đi chị Ngoan Lê. Sao thấy chị trả lời cho em vậy chị Cẩm Nhung hỏi em gì vậy chị ơi? Chị Cẩm Nhung ơi, em hết rồi, em không có cái size của chị, trắng 4 với tím 5 em không có còn, em hết trơn rồi, em trả lời chung luôn rồi đó là em chỉ còn trắng 5 thôi. Nha, em chỉ còn trắng 5 thôi. Mét 56, 62kg gọn người thì mình mặc size số 3, còn không thì lên size số 4 giùm em. Size 3 là eo tầm khoảng 82 đổ lại. Rồi em có một bộ này duy nhất nè. Size 5, cái này bán nguyên bộ đi mấy chị. Cái này em bán nguyên bộ đi. Siêu phẩm nha. Quá đẹp. Cái quần này nó có túi luôn nè. Em bán nguyên bộ. Nguyên bộ này em bán cho mấy chị đẹp nhà em là 200.000 size số 5. 200. Quá đẹp đi. Nha, bán 200 luôn. Cái này là chất thun luôn. 200 size số 5 của cái áo này là tầm khoảng 67kg đổ lên, 72kg đổ về, lên giúp em là 200, mã 200 luôn, nguyên bộ. Bộ nha. 200. Nguyên bộ, quần có túi, 200 size số 5 cho chị Văn Dương. Size 5 chị Văn Dương ơi, chị Văn Dương vừa đúng không? 67kg đổ lên, 72kg đổ về nha. Một bộ duy nhất mấy chị. Có một bộ không? Rồi, áo này em có 2 cái. 120.000 một áo. Em có một cái size số 6, 70-75kg mặc vừa. 70-75kg mặc vừa. Em có 2 cái lẻ. 70-75kg mặc vừa, nó là cổ tròn thì như em mặc luôn nha. Lên với em mã này là mã M6. 70-75kg mặc vừa, 120.000 chất thun lỗ. Chất thun lỗ, lên giúp em mã M6, chất thun lỗ, 70-75kg mặc vừa. Rồi trắng 5 chị Nhung chờ em tí xíu nha. Dạ chị Bi Bo, tại vì bữa giờ không có giải. Giải về không có đủ á chị, cái thun lỗ về không có đủ may. Chia ra là chị Tư em chỉ may, ví dụ như chỉ may cho em đồ bà ba với đồ cách tân á, thì khách khác là phải may lên là áo dài hoặc là đồ bà ba, không có đủ chia nha, không có đủ chia, nên là mấy chị gắng chờ giúp em đi lô sau, mà nhầm lô sau mà thun lỗ về là em sẽ nhập số lượng nhiều cho mấy chị nha, để em may cho mấy chị đẹp nhà em.
tại vì áo dài lên thun lỗ khách nhà em rất là thích. Đang mặc size số 4 hết rồi, chị xuyết cơm tắm ơi, em chỉ còn màu trắng size số 5 thôi. Cái áo M6 này không có chị nào lấy hả? À, nó kêu nó đẹp dữ lắm luôn á. 120.000 lấy đi cả nhà, rất là đẹp, áo mới đó. Áo này là chị Tư em chỉ may cho sỉ chỗ của chị đó, nhưng mà là còn thợ trả trễ nên là còn được hai cái chị gửi qua cho em. Rồi em còn được một cái size số 3 nè, 55-60kg, lên với em mã M3, 120.000 còn ngủ hả? 55-56kg đổ lên, 60-61kg đổ về này, lên giúp em mã M3. Em còn được cái bông nhí nè mấy chị, mã M3 cho chị Xuân Tiền Nguyễn. Ok. Rồi em còn được một cái M6 nha. Rồi đây chị ơi, cái trắng nè, trắng em còn được size 5 không à, 140.000. Dạ em cảm ơn chị Hồng Thảo. Hình như là quần size 1 xanh ngọc là không có còn nữa chứ. Em nhớ là không có còn nữa chị Ngọc Mỹ. Còn thì mấy bạn nhà em lấy như tại size 1 hình như là hết trơn rồi đó em. Em khách sĩ lấy là em chốt cũng hết luôn rồi. Ủa bà chị đó, bà ở nước ngoài bà mua số lượng nhiều quá, em phối đồ cho bà. Chỉ mua tới cả 100 cái áo dài mà phối bộ toàn bộ hết. Nên là đợt đó là quần là coi như là em gần hết luôn. Đây cái áo dài màu trắng nè, chị nào cho coi áo dài màu trắng nè mấy chị. Áo dài màu trắng 140.000, size số 5, 65-70kg nha. 65-70kg lên với em mã trắng. Trắng 5 em chốt cho chị Nhung. Ok chị Nhung, 65-70kg nha chị Nhung ơi. Về nếu như mà chị mặc có rộng thì chị cứ chỉnh giùm em, chỉnh như đồ bộ vậy đó, nó rất là dễ nha. Rồi em thấy số alo của chị luôn, em cảm ơn chị. Trắng 5 cho chị xí cơm tắm. Ok chị xí cơm tắm. Một áo là 140 nha mấy chị. Còn quần là 80.000. Còn mấy chị mà lấy nguyên bộ như em đang mặc về nào thì 215.000. Rồi em qua mẫu cho mấy chị nha. Bây giờ em lên áo dài bộ. Em lên áo dài nguyên bộ cho cả nhà mình nha cả nhà. Nguyên bộ trên nó cũng là giải thun luôn. Em mẫu đi chứ. Mặc cái nào. Chả ai mà vậy đúng không? Ném một cái xét thì thôi. Chứ ai đây không đòi đó nha. Em còn cái vàng 5 nè mấy chị, 90.000 nè, chót bon lụa luôn. Nhưng mà cái mẫu này nó qua đợt rồi em sale cho mấy chị nè. 67kg đổ lên, 72kg đổ về, vàng 90.000. Em còn cái mấy chị, bon lụa luôn nha, cả nhà rất là đẹp. Còn cái màu vàng đẹp quá mấy chị ơi, 90.000. Còn cái size 5 nè mấy chị. Còn một cái chị nào vàng 5 cho chị Hồng Thảo. Vàng 5 em chốt cho chị Hồng Thảo. Chị Hồng Thảo có số alo cho chị? Chưa. Chị Hồng Thảo lên số alo cho chị. Số alo chị Hồng Thảo ơi. Vàng 5 nãy mình còn cái kìa. Em chốt cho chị Đỗ Thị Phượng cái nha chị. Ok, em thấy số alo của chị Hồng Thảo. Trắng 5 chị Loan Hằng. Chị Loan Hằng có trắng 5 rồi. Rồi em lên cho mấy chị áo dài màu nha mấy chị. Cái này là chất liệu vải thun luôn nha. Thun lai dông luôn nha mấy chị. Thun lai dông luôn. Cổ nữ hoàng. Giúp em nha. Bộ này là màu vàng đậm. Vàng đậm em còn 1, 2, 3, 4, size 1 là 52kg đổ lại mặt dừa. Size 2 là cho các chị 53-57kg. Size số 3 là 58-62kg. Size 4 là 63-67kg. Size 5 là 68-72kg. Có size 6 không Nguyên? Rồi em có tới size 5 ha. Size 5 là 72kg đổ lại là các chị mặc nhà em là ok. Alo dự nghe. Tên gì anh?
Tên Ngọc Thơ hả? Rồi Ngọc Thơ gọi nhiều ngày không nghe máy, anh lên cái trạng thái xử lý giùm em đi, rồi chút xíu em xuống em xử lý đơn nha. Rồi dạ không nha chị Lê Lệ Tiền ơi, em chỉ có cái kiểu áo dài như em đang mặc thôi. Cái bộ này em đang mặc cho mấy chị là quần nó có túi nha cả nhà. Quần có túi nha. Nè, rất là đẹp luôn. Vải thun nha, vải thun không có mai dây kéo gì hết nha cả nhà. Đó, cả nhà thích ôm thì cả nhà cứ nhấn ben vô cả nhà mặc thôi. Rất là đẹp luôn. Bộ này hôm bữa mình bán là bao nhiêu vậy? Nhớ rồi chị. 195 hả em? Bộ này hôm trước em bán cho mấy chị là 195.000, hôm nay em sale cho mấy chị còn 170 nha, 170.000 lên với em màu vàng đậm, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Nhưng mà nó là thun nha, chị nào mặc được áo dài thun thì cái chị chốt. Rồi lên giúp chùm em mã này là mã vàng đậm để mấy chị vàng đậm còn một mấy mình 1, 2, 3, 4. Size 1 là 52kg, đổ lại mặt vừa nha cả nhà. Size 2 là cho các chị đẹp nhà em 53-57. Size 3 là 58kg-62. Size 4 là 63-67. Size 5 là cho các chị đẹp nhà em là 68kg-72kg mặt vừa. Gọi lên giúp em màu vàng đậm 170.000 nguyên một bộ nha cả nhà mình nha. Nguyên một bộ. Cái này là quần có túi giúp em nha. Rồi màu đỏ. Màu đỏ hơi bị hiếm luôn á. Màu đỏ em còn size 3. Có một hả? Rồi đỏ em còn được 1 với 3. Đỏ em còn được size 1 với size 3 nha cả nhà. Lên với em mã đỏ hả? Đỏ em còn được size 1 với size 3. Vàng đậm size số 4 em chốt cho chị họ đổ 52kg em lấy cho chị size 1 nha chị Thảo Nguyên. Vàng 1 cho chị Thảo Nguyên. Bộ mà vàng đậm chị Trần Thị Hạnh. Chị lên giúp giùm em cân nặng chiều cao kèm theo số alo đi chị. Em nhắc lại, áo dài em đang mặc là chất liệu vải thun. Chị nào mà mặc được dễ thun ha thì cái chị chốt, nó có độ co giãn nha cả nhà. Rồi màu này lên giúp em màu hồng sen. Đỏ 3 cho chị Út Phan. 170.000 một bộ. Vàng đậm size số 2 cho chị Hồ Đào. Số 5 bóp vô 62 mặc được không chị? 62kg hả chị Ngoan Lê? Được. Nhà cái áo dài trắng size số 5 đó mà chị 62kg là chị nhấn ben cho chị mặc được nha. Lên giúp giùm em màu này là màu hồng sen cả nhà ơi, màu hồng sen. Màu hồng sen em còn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một cái màu nó tươi nè mấy chị. 1, 2, 3, 4, 5 nha mấy chị ơi. Cái màu hồng sen nó quá chừng nó đẹp luôn rồi. Lên với em màu hồng sen. Về mấy chị muốn trang trí lên cái gì đó thì mấy chị cứ trang trí. Còn em may cho mấy chị là trơn như thế này ha. Bộ vàng đậm size 5 cho chị Trần Lon. Ý vàng đậm hết 5 hả em? À, vàng đậm em còn tới size 4 hả chế Trần Lon ơi. Sorry chế nha, vàng đậm em còn 4 rồi, hết 5 rồi. Hồng sen 2 cho chị Mai Hiền. 60kg chị Trần Thị Hạnh mặc size số 3 ha. Một bộ vàng đậm size 3 cho chị Trần Thị Hạnh. Vàng đậm 3 cho chị Trần Thị Hạnh đấy. Hồng sen 4 cho chị họ Đỗ. Vàng đậm 3 cho chị Lê Ngọc Hiền. 1m50 62kg là size 4 nhé. Size 4 nè. 1m50 là về mình lên like giùm em nha chị ơi. Chị nào mà 1m50 thì lưu ý giúp em nè, em chỉ nè. 1m50 á, về thứ nhất là mấy chị cái này nè, mấy chị mặc mà nó có hơi thấp xuống dưới này thì chị đem ra thợ chị kêu nó xẻ đinh lên một tí xíu nha. Xẻ đinh lên một tí xíu để nó vừa cái chiều cao của mấy chị. Rồi áo với quần thì mấy chị muốn lên tới đâu thì mấy chị cứ lên nha. Tại vì em mai em sẽ đinh như thế này thì cho mấy chị 1m55-56 đổ lên chứ tới 1m6 mấy đó. Đó là chị nào 1m50 thì cái chị lưu ý giùm em như là chị Lê Ngọc Hiền nè. Chị 1m50 nặng 62kg là mà mình mặc size số 4 nha chị. Tại chị có 1m50 hả, từ 1m55-56 đổ lên mà 62kg thì có thể lấy size 3. Nhưng mà chị thì lên size số 4. Hồng sen hết, cái bộ này không có size 6, chị Phạm Thị Trang.
Cái này em có tới size số 5 mà. Size số 5 là 72-73kg mặt dừa đó chị. Hồng sen 4 cho chị Đỗ Thị Phượng. 58kg mình cao bao nhiêu vậy chị Hoàng Kim Hằng? Bà ba bộ em đâu có màu hồng đâu chị Hồng Gấm. Lê Ngọc Huyền. Là size 2kg. Bà ba bộ em đâu có lên màu hồng đâu chứ. Có hay không á là bên em chốt đơn cho mấy chị là mấy bạn có đọc hết rồi đó. Mấy chị bên em chốt đơn mà đọc mấy chị không có nghe hay sao mấy chế. Xong rồi mấy chế lên mấy chế hỏi em đâu có biết, đâu có nhớ đâu mà em trả lời. Hồng sen 4 cho chị Thúy Di. Cái chị Hiền có lên xay không? C3 lên C4 không? Có lên C4 chị Thúy Di lên giúp giùm em cân nặng chiều cao kèm theo số alo. Chị Thúy Di lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số alo. Chị Hồng Sen xay số 1 cho chị Hồ Đào. Ta đáng còn không em? Hồng Sen 1 cho chế Mai Tiền. Chế Hồ Đào là bộ mẫu á chị đẹp. Chế Hồ Đào. Ủa chế Thúy Di. Chứ Thúy Di lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại. Mấy chị ơi, khi mà mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn á, mấy chị vui lòng mấy chị nghe coi mấy bạn nhà em chốt cho mấy chị cái gì ha. Chứ sau khi mà em đã gửi hàng tới cho mấy chị rồi, mấy chị hỏi ngược lại em là em không có nhớ đâu mấy chị. Em không có nhớ cái gì đâu ạ. Chị Thúy Di ok, em thấy số alo của chị Thúy Di nè. Bộ em đang mặc giá 170.000 chị anh Thai ơi. Nói là dễ thun nha mấy chị. Áo dài em đang mặc là giải thun, nó có độ co giãn nha. Mấy chị là cái này là chui cổ nha. Mình không có may dây, em không có may dây kéo gì trơn á nha. Em có nhấn ben thì về mấy chị, ví dụ gọng eo gọng gì thì mấy chị cứ nhấn ben vô mấy chị mặc thôi. Rất là dễ. Có màu xanh cobalt nha chị Dân Nguyễn ơi, có màu xanh cobalt. Em chào chị Thi Xuân Hương Nguyễn. Vàng 3 em chốt cho chị Hoàng Kim Hằng. Chị Hoàng Kim Hằng lên giùm em. Rồi em thấy số alo của chị rồi. Nhìn người liêu thấy mê, nhìn lại mình mấy rưỡi buồn kìa. Không chị Hồng Thảo. Trời ơi, ở đây mấy bạn nhà em 1m50 không nè. Mặt vẫn đẹp bình thường nha chị ơi. Chỉ còn lên like thôi là mặt đẹp chị Hồng Thảo. Mang nhiều khi mấy chị 1m50 mà mấy chị dễ mặc đồ luôn á. Có những mẫu mấy chị mặc đẹp luôn nha. Mang dép cao cao lên tí xíu 3-4 phân gì đó. Nên là mấy chị 1.5m là cứ tự tin luôn. Chị Lon Võ mặc size số 5 giùm em nha chị Lon Võ ơi. 1m58 nặng 68kg chị mặc size 5 giùm em. Size 5 là 68kg đổ lên, 72kg đổ về. 1m54 61kg là mặc size số 3 nha chị Ngoan Lê. Size số 3 em còn đó chị. Size 3 em còn. Đồ đẹp lắm chị ơi, em cảm ơn chị Hồng Gắm. Hồng mẫu cái hồng. Em có tím quế, cái bộ này là tím quế chứ không phải tím than chị. Tím quế còn size mấy Nguyên ơi? Tím Huế em còn được 1, 2, 3, 4 nè cả nhà. Tím Huế có màu đỏ chị Ngoan Lê. Đỏ 3 em còn đó. Đỏ đó là đỏ mận đó chị. Ủa đỏ em còn 1 không à chứ ơi. Còn 3 không em? Rồi đỏ em chỉ còn size 1 không à chị. Hết 3 rồi, hết size của chị rồi. Tím Huế 3 cho chị Hoàng Kim Hằng. Chị 1m50 nè, thích thì bằng áo dài quá thì. Dạ đúng rồi, mấy chị lên like tí xíu. Ở đây mấy bạn nhà em cũng lên like và mặt rất là dễ thương. Màu xám hả? Hình như là màu lam bữa giờ em bán hết hay gì á. Tím Huế nha mấy chị ơi. Tím Huế nha, Tím Huế. Tím Huế 4 cho chị Phạm Thanh Hằng. Tím Huế em còn 1, 2, 3, 4. Tím Huế 3 em chốt cho chị Út Phan. Đây còn chị lo trần lon chờ em tí xíu đi, xe 5 còn. Xe 5 còn màu nha. Bây giờ lên hết màu đi rồi mấy chị ơi, rồi mặc lại mấy chị ơi. Màu thì dễ mà mấy chị. Màu thì dễ mà. Em chị cờ em mặc như thế này là mấy chị nhìn màu là mấy chị thấy ok rồi. Cái kiểu với cái màu là ok, thích màu nào mình chốt màu đó. Mấy chị mà đợi em mặc cái mẫu không còn sai mấy chị chốt. Lên với em màu này là màu tím cẩm cả nha. Tím cẩm 1, 2, 3, 4, 5 hả Nguyên, báo xanh chị. Rồi tím cẩm em còn 1, 2, 3, 4. Vàng đậm 3 cho chị Mai Trần. Chị Nguyễn Bạch 1m45 nè. Chị Nguyễn Bạch 1m45 còn được đây 1m45 dễ mặt đẹp mà. Cảm ơn chị Nguyễn Bạch. Tím cẩm 3 cho chị Hoàng Kim Hằng.
Cái màu em đang mặc là màu vàng đậm, em còn vàng đậm em còn 1, 2, 3, 4 đúng không em? Vàng đậm em mặc là còn được 1, 2, 3, 4. Áo dài em đang mặc là áo dài thun 170.000 một bộ nha mấy chị. Quần là có hai túi hai bên giúp em nha. Nè, quần đợt này mai túi rất là đẹp luôn á, túi nằm sát do rất là đẹp luôn. Tiếng quế 4, 6, 7 kg, cam S6 ok chị Hoàng Yến. Một cái tiếng quế 4 cho chị Hoàng Yến. Chị Hoàng Yến lên giúp em số alo. Chị Hoàng Yến là phí ship 25.000 trên đơn chị. Tiếng cẩm 2 cho chị Trường Giang. Chị Nguyễn Bạch đang lên like áo bà ba nè. Chị thích mẫu hoa em mặc màu tím nãy. Hết rồi chị Hồng Thảo ơi, cái mẫu đó lâu rồi. Cái mẫu đó lâu rồi, nó còn được có một cái. Mẫu đó em bán cách đây cũng qua mấy tháng rồi. Em thấy số alo của chị Hoàng Yến. Áo bà ba chắc lên không kịp quá chị. Áo bà ba em hẹn cái chị tối đi ạ. Em gái chị nhận hàng 3 ngày rồi mà chưa mở ra xem nữa hả? Nói em chị mở ra kiểm tra đi chị. Rồi, chị nào nãy hỏi em màu xanh Cuban nè. Đây, rất là đẹp luôn. Cuban em còn 1, 2, 3, 4, 5 nè. Quần đợt này em có may hai túi hai bên cho mấy chị luôn nha. Rất là đẹp nha mấy chị. Lên với em màu xanh Cuban cả nhà ơi, nó đẹp nè. Cái này mặc vô giống đi làm ngân hàng mấy chị ạ. Ngân hàng gì mặc cái màu xanh này để em quên. Ngân hàng Tiên Phong hả? Không, ngân hàng Tiên Phong là màu tím. Sao cơm băng hả? Cơm băng nó cái màu hơi đậm hơn xíu. Chị Lương Gia Kiệt cho em cân nặng chiều cao đi chị. Lên với em màu xanh Coban nha mấy chị ơi. Lên với em màu xanh Coban rất là đẹp luôn ạ. Áo dài chất liệu là vải thun nha. Chị nào mặc được áo dài vải thun thì cái chị chốt nha mấy chị. Để thôi gửi tới nói ủa sao mà em bán áo dài thun cho mấy chị nữa đó. Rồi màu này lên với em là màu xanh lá. Đây chị nào mới hỏi em xanh lá nè. Đẹp lắm xanh lá, màu xanh mấy em? Xanh lá đẹp lắm. Mấy chị chốt đi. Em còn 1, 2, 3, 4 thôi. Xanh lá. Lá em còn 1, 2, 3, 4. Chốt xanh lá thì mấy chị nó rất là đẹp. Xanh lá em còn 1, 2, 3, 4. Cả nhà chốt em ở xanh lá. Cái màu này cho nó chị hết hồn. Áo dài thun nguyên bộ là 170.000. Chị Lam Tiền ơi, xanh lá 3 cho chị Úc Phan. Là em hết lá 3. Lá còn 1, 2, 4 nha cả nhà. Chị nào thích lá chốt tranh thủ nha. Em còn có mấy bộ. Mỗi size có 1 bộ à mấy chị. Lá 3 hết rồi. Lá 4 cho chị Phạm Thanh Hằng. Lá 3 hết chị Diệu Ngọc ơi. Chị Diệu Ngọc lấy lá 2 đi. Này chị Diệu Ngọc mặc size 2 vừa nè. Chị Diệu Ngọc, cái này chị Diệu Ngọc mặc size 2 là ok. Vàng đậm 3 cho chị Diệu Hương. Là em hết vàng đậm 3. Em lấy lá 2 cho chị Diệu Ngọc đi. Chị Diệu Ngọc chị mua chị mặc đúng không? Chị mặc là lấy size 2. Cái này size 2 chị mặc ok nè. Dáng chị gọn mà. Lá 2 cho chị Diệu Ngọc. Nè bán cái quần cho chị nè. Đây. Rồi. Vậy là em còn cái áo lẻ. Em còn cái áo lẻ xanh lá size số 1, 52 kg, đổ lại mặc vừa. Chị nào lấy mặc với quần màu trắng hoặc quần màu đen nha mấy chị, hoặc quần màu vàng. Chị lấy cái chị có hợp chung giùm em. Cái chị mặc với quần màu trắng, quần màu đen, quần màu vàng hoặc là quần màu xanh xanh khác khác một tí xíu nó cũng ok. Em còn cái áo lẻ. Áo lẻ là mình mỗi mình bán nhiêu ta? 170 thì chị nào lấy áo lẻ em bán cho mấy chị 100k ha. 100k. Rồi. Chốt giúp giùm em. Chị nào lấy áo lẻ thì lên giúp em áo đi mấy chị. Có quan cho chị bộ lá 2. Lá 2 hết rồi. Bộ này hả? Đó chị đúng rồi. Cái áo với quần. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy em hết rồi. Lần đầu mua áo nhà xí điệu lên lên chiều cao 1m6 là xí điệu tư vấn mặc C3 nhưng lớn qua quốc xe 3 cái xe 2 xem như thế nào mặc vừa. Chị báo không? Do là chất liệu vải thun á, với là dáng của chị là dễ mặc, dạng như dáng gọn không có bụng á, nên là size 2, size 3 gì chế mặc cũng ok chứ. Áo lẻ size 1 em chốt cho chị Nguyễn Thị Thu Thủy. Ok chứ đẹp. Size 1 nha chế Thu Thủy. 100 thôi. Size 1 nha, 100. Cái này chế Thu Thủy chắc mặc được nè. Áo dài này chắc chế mặc ok đó.
nó giải giãn ra chứ mặc ok. 100k chị, áo lẻ em hết rồi. 1m50 67kg là size 5 đúng rồi đó chị Hồng Thảo, nhưng mà về chị phải chỉnh tí xíu. Thứ nhất là áo dài mình phải xẻ cái đinh, chị 1m50 là chị phải xẻ cái đinh cho nó cao lên tí xíu nhìn cho nó đẹp nha. Còn chiều dài thì nếu mà chị mang dép cao thì chị mà không muốn lên like cũng được nha. Còn nếu như mà chị mặc mang vừa vừa thì chị lên like theo cái chiều dài của chị á. Lên với em màu này là màu tím sen cả nhà ơi, lên với em màu tím sen. Tím sen em còn 1, 2, 3, 4, 5. Lên với em màu tím sen. Tím sen em còn 1, 2, 3, 4, 5. Cả nhà lên với em màu tím sen. Ok, chị Nguyễn Thị Thu Thủy. Ai lồng hả? Lên giúp giùm em màu tím sen đi cả nhà. Tím sen em còn 1, 2, 3, 4, 5 này, rất là đẹp luôn. Lên với em màu tím sen. Cho em tím sen. Rồi màu nâu. Nâu Nguyên ơi. 3, 4, 5. Nâu em còn được 3, 4, 5. Vàng 3 em hết rồi chị Ngoan Lê. Không, bộ này không có tím hoa lục bình. Em có tím quế với tím cẩm rồi. Nâu nha cả nhà ơi, nâu. Không, quần này là không có bị ngắn nha chị Diệu Ngọc. Này là chị mặc ok đó. Nâu 3 em chốt cho cháu Hoàng Kim Hằng. Cho cái mẫu khác cho chú. Tím sen 1 cho chị Kim Ngân. Không thèm bắt máy luôn. Tím sen 1 em chốt cho chị Kim Ngân. Cẩm. Cái đó là cẩm. Ừ, cái đó tím cẩm. Cái kia là hồng tím sen. Tím sen là màu nó tươi hơn. Đây tím sen nè. Đúng. Tím sen 4 cho chị Maria Tiết Xuân. Tím sen 4 cho chị Họ Đỗ. Lên với em màu nâu đi mấy chị. Chị nào mặc đi lễ nè, đi lễ đi chùa nè, mấy chị mặc màu nâu cũng ok nha. Màu nâu hôm trước tới em bán cũng rất là nhiều. 65kg là mặc size số 4 nha chị Lê Thị Bé Diễm ơi, 170.000 một bộ. Size lớn nhất của cái bộ này là size 5, 68kg đổ lên, 72-73kg đổ về đó chị. Chị Nga Phạm ơi, chị 75kg chị cao bao nhiêu với dòng eo tầm khoảng bao nhiêu vậy chị? Tím sen size số 1 em chốt cho chị Võ Thị Kiều. Chị Võ Thị Kiều lên giúp em số alo chị Võ Thị Kiều ơi. Em đang mặc áo dài thun nha cả nhà. À, dễ thun nha, em không có may dây kéo gì hết. Cái chị cứ chui chui cổ là mình mặc thôi nha. Cho chị bỏ nâu lắm. Nếu mà rộng chốt rồi cho chị đi. Nâu bao nâu mấy gì? Nâu 3 sen 1. Nâu 3 sen 1. 170.000 một bộ cả nhà. Rồi màu xanh đen giúp em cả nhà ơi. 1m6 75kg là chị gọn người là chị mặc được size số 5 bộ này đó chị. Mỏ dài nữa. Eo tầm khoảng 95 đổ lại nha. 95-96 đổ lại là chị mặc. 95-96 hoặc 97 đổ lại thì mặc ok, size số 5 chị mặc vừa. Đây chị cao á. Dạ đơn của chị Kim Ngân hả? Đơn của chị Kim Ngân để em coi còn địa chỉ không nha chị đẹp ơi. Đơn này chiều bên em gọi điện chốt đơn luôn. Các chị có đơn để ý điện thoại giùm em nha. Rồi đơn của chị Kim Ngân là chưa có địa chỉ nên là đơn em sẽ gọi điện xác nhận em mới đi nha chị, không có đi đơn luôn nha. Lâu rồi chị mới mua lại hay sao, mất đi cái địa chỉ rồi chứ ơi. Chị Võ Thị Kiều lên số alo ạ. Chị Nga Phạm. Chị Nga Phạm. Chị Nga Phạm lấy nâu 5 cho chị Nga Phạm nè. Con này mẫu nó nguyên nó bằng chị nè. Nâu 5 cho chị Nga Phạm. Chị mới nhận đồ bộ lam vải rất mát và rất đẹp. Chị 64kg mặc size 4 rất vừa vặn. Em cảm ơn chị Nguyễn Heo Biết rất là nhiều nha chị ơi. Mai mốt có mua gì ủng hộ em nữa nha chị. Chị Hương Mai, em chào chị Hương Mai. Chị Hương Mai chốt gì vậy chị Hương Mai ơi? Tím sen xe số 5 còn không em? Cho chị Lon Hùng. Dạ 83kg em không có. Chị Kim Ngân ơi, chị thông cảm cho mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn nha. Tại vì mất tiêu cái địa chỉ của chị rồi. Xanh đen còn xe máy Nguyên ơi. Bộ
xanh đen em còn có một bộ size 3 hả mấy chị? Còn có một bộ size 3 chị Trường Giang ơi. Rồi em thấy số alo của chị Kiều. Bộ lụa cao cấp trung niên hồi nãy có xả ra size 6 không chị không? Rồi bộ lụa cung cấp cao cấp trung niên hồi tối em like cho mấy chị là chỉ còn size số 7 thôi. Size số 7 thôi, 70 đến 77kg mặc vừa. Xanh đen em còn một bộ duy nhất size số 3 cho chị Phạm Thanh Hằng là em hết. Rồi chị Trường Giang ơi em chốt cho chị Phạm Thanh Hằng rồi chế ơi. Chế chọn màu khác đi. Chế chọn màu khác đi chế. Bỏ dài em đang mặc là bỏ dài em đang mặc là chất phun lai dông nha mấy chị. Chị Đỗ Thị Phượng ơi chị thông cảm giúp giùm em là tất cả khách hàng mới bên em đều phải gọi xác nhận lần đầu tiên, cái đơn lần đầu tiên phải gọi xác nhận cái mới được nha chị. Em phải gọi em xác nhận coi đúng cái số alo không thì em mới đi đơn nha, chứ không có nhắn tin. Tại vì mấy bạn chốt đơn là mấy bạn không có tra được messenger, mấy bạn chốt đơn là không tra được messenger ha, không có thời gian ngồi để kéo mấy trăm cái tin nhắn để chốt tin nhắn cho mấy chị, nên là alo trực tiếp cho nó nhanh nha. Rồi lên giúp giùm em mà này là màu ngói nha mấy chị ơi, màu ngói. Ngói em còn có một bộ size số 5 một thôi. Lên với em màu ngói đậm nha mấy chị, ngói đậm em còn được có một bộ size 5 mà. Mấy chị thông cảm đi, đơn đầu tiên cho bên em gọi điện xác nhận đi, đúng số điện thoại em muốn mấy chị mua rồi em đi đơn luôn cho mấy chị. 68kg đổ lên, 72,3kg đổ về, lên giúp em màu ngói đậm ra nhà ơi. Chốt em ngói đậm. Chốt em ngói đậm cả nhà ơi, ngói đậm. Ngói đậm nha. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu cam. 1, 2, 3, 4 cam em chỉ còn 1, 2, 3, 4 thôi. Lên với em màu cam. Cam em chỉ còn 1, 2, 3, 4 thôi. Cả nhà chốt giúp em cam. Ngói 5 em chốt cho chị Đồng thì Bảo Ngọc. Ủa ngói 5 cho chị Trần Lon chứ. Ngói 5 cho chị Trần Lon. Chị Trần Lon chốt trước rồi chế Bảo Ngọc ơi. Chế Đồng thì Bảo Ngọc không có ngói 5 ha. Rồi lên với em màu cam đi mấy chị. 50kg đến 55kg là mặc size số 2 chị Thanh Thơ Thái. 50 đến 55kg là lấy size 2 giúp em chị. Chị cao bao nhiêu chị đẹp? Lên với em màu cam đi mấy chị. Màu này mặc trắng da lắm nè. Về mấy chị không có thích nguyên bộ màu thì mấy chị có thể phối quần màu khác cũng được nha mấy chị. Đẹp nhà em ha. Cam 4 em chốt cho chị Hoa Lục Bình. Đồ đẹp lắm. Mình vừa size dành nhanh giảm. Cảm ơn chế Phạm Thanh Hằng. Vậy chị có màu vàng không? Màu vàng xe số 5 em cũng hết luôn rồi chị. Xe số 5 bây giờ là toàn màu gì vậy Quyên? Xe số 5 là em còn được màu hồng sen, màu nâu, màu xanh bể, màu xanh coban, màu hồng tươi. Em còn được 4 màu hả chị ha. Em có màu xanh coban chứ không có màu xanh dương nha chị Lê Tường ơi. Màu xanh này là màu xanh coban dùm em. Nó màu sáng nha chị. Cam 4 cho chị Trần Mai. 1m58-55kg mặt xe 2 chế Thao Thái mặc size 2 với em. Em không có tím cà mấy chị ơi, em không có tím cà. Chị nào size 1 lấy cái bộ màu đỏ này đi mấy chị, cái bộ màu đỏ là em lên lúc nào cũng cháy hàng hết trơn. Lô nào em lên cái màu đỏ nó cũng cháy hàng hết trơn á mấy chị. Xanh coban size số 4 cho chị Maria Tiết Sương. Em có tím quế chứ không có tím cà chị. Đây cái chị đẹp nhà em ơi, màu đỏ chị nào size 1 nè, 52kg, chị nào cao cao gọn gọn người tí xíu 53kg mặt cũng vừa. Tím sen 5 cho chị Hương Mai. Chị Hương Mai lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số alo chị Hương Mai. Đỏ 1 cho chị Thảo Nguyên. Chị Maria là chị lấy xanh coban đúng không chị, tại em có cái xanh lá nữa nha. Rồi em hết rồi đó mấy chị. Em hết rồi đó, giờ em vô màu lại cho mấy chị một lần nữa nha. Đỏ 1 em hết rồi chị Thúy Quỳnh, đỏ 1 em chốt cho chị Thảo Nguyên là em hết rồi. Đây tím huế nè chị. Em có tím huế với tím cẩm thôi chứ không có tím cà. Chị Quỳnh Hoa cân nặng chiều cao của chị là bao nhiêu vậy chị Quỳnh Hoa? Một bộ màu xanh coban size số 2 cho chế Lê Chu. Rồi để có gì mấy bạn nhà em gọi lại cho chị nha. Mấy bạn nhà em gọi lại cho chị. Xanh lá 3, xanh lá 3 hết rồi đúng không em? Xanh lá hiện tại còn size số. Rồi xanh lá là em hết luôn rồi. Quên. Chị Hương Mai, chị Hương Mai cho em lại cho em số alo nha. Xanh lá em không còn bộ nào hết trơn á mấy chị. Đây là màu tím quế 170 ngàn.
chị cẩm lon, chị cẩm lon giá bao nhiêu? 170.000 một bộ. Hôm bữa mùng 6 chị mặc bà ba đi chơi làng hoa, người hỏi Facebook điệu quá trời, tôi giới thiệu có hoa hồng không ta? Có nha chứ ơi, bữa nào chứ về Cần Thơ chứ alo em. Chế alo em sẽ tặng cho chế 999 bông hồng. Chế Bảo Ngọc Nguyễn. Chị Mai Maria Tuyết Sương ơi, em không có xanh dương nha, nó là màu xanh cobalt nha chứ Maria Tuyết Sương nha. Là em thấy ở đây là chị được hai bộ hả? Hồi nãy là chị lấy cái gì đó? Chị lấy tím sen mà, chị lấy tím sen 4 với lại là màu xanh xanh cobalt là chị. Chứ em không có xanh lá cho chị nha. Cam 1 em giống cho chế Thu Quỳnh. Dạ em ở Cần Thơ chứ Hồng Thảo. Em thấy số alo của chị Hương Mai. Dạ hả, chị ở Cần Thơ chị ở khu nào vậy chị? Em ở bên 586 nè. Ok vậy Cần Thơ alo em nha chế. Chị Đỗ Thị Phượng hả? Chị Đỗ Thị Phượng được mấy bộ rồi ta? Rồi chị Đỗ Thị Phượng cũng được mấy bộ rồi đó. Chị Phượng ơi, 2-3 bộ vậy đó chị. Xanh Cuban có size số 2 đó chị Thanh Thao Thái. Em đang mặc là áo dài nha mấy chị, màu đẹp mà nữa mà có mẫu thiêu hả? Áo dài hả? Áo dài màu hả? Áo dài màu, áo dài màu chắc em không có lên thiêu quá mấy chị. Áo dài màu thì không có lên thiêu. Em lên cho mấy chị là em lên cấp tông á. Em lên áo dài cấp tông á. Vài bữa cái chị chờ em áo dài cấp tông em về thêm đi. Tiếng quế 4 còn không em? Tiếng quế 4 em hết rồi chị Maria Tiết Sương ơi. Chốt vải thun chị, thun lây dông. Chị Hana Nguyễn, áo dài thun nha. Chị nào mặc được áo dài thun thì cứ chị chốt. Tiếng quế 5 hết luôn rồi chị ơi. Ngói 5 cho chị Trần Lon, hình như ngói 5 chị Trần Lon nãy có rồi hay gì đó chị. Nãy em có một bộ ngói 1 đó, hình như chốt cho chị Trần Lon hay sao đó. Số 2 xanh Coban cho chị Thanh Thoa Thái. Em không nhớ chốt cho ai nữa, nhưng mà tiếng quế bây giờ em chỉ còn được có xe 1, xe 2, 1, 2, 3 thôi. Tiếng quế em còn 1, 2, 3 thôi, 170.000 một bộ chị Ánh Nguyệt. Nó là giải thun chị. Bông lây dông mấy chị có mặc áo dài thun lần đạt chưa? Thun là em không có may dây kéo, không có may cúc gì hết á. Mình chui cổ nha. Áo dài là mình chui cổ mình mặc thôi. Rất là đẹp luôn, rất là đẹp và rất là tiện, dễ chỉnh sửa nữa. 1m50 nặng 53kg mặc size số 2 chị Sương Trần ơi. 1m50 thì về đem ra thợ cho nó xẻ cái đinh cao lên tí xíu giùm em mặc cho nó đẹp nha. Tại vì mấy chị thấp á là mấy chị mặc cái đinh nó sẽ hơi bị thấp xuống. Có màu hồng cánh sen chị hay. Có màu hồng cánh sen, đây màu hồng cánh sen. Màu em đang mặc màu vàng đậm em còn được 1, 2, 4. Vàng đậm em mặc còn được 1, 2, 4, đây màu hồng cánh sen nè. Hồng cánh sen em còn được 3. 3, 4, 5 hả em? 3, hồng cánh sen em còn được 3 với 5. 65kg, 1m45, em 90 mặc size 5 chị Cao Thanh Thí. Mặc size 5 nha. Áo dài này là em may là quần có túi cho mấy chị nha mấy chị. Đây màu hồng cánh sen nè chứ ơi, màu hồng sen nè. Hồng sen 5 cho chị Cẩm Tú. Là em hết hồng sen 5. 170.000 một bộ cả nhà. Tím còn xe số 2, tím quế em còn 2 đó chị Thanh Thoa Thái. Chị lấy thì lên giúp em tím quế nha. 170.000 một bộ. Hôm bữa vui lắm, mười mấy bà bu lại hỏi mai hay mua mà đẹp vậy. Mới đầu bu lại đông quá chị không biết chuyện gì hết hồn. Chừng mấy bà hỏi vụ cái áo mới hết sợ. Cảm ơn chị Bảo Ngọc Nguyễn. Nhờ dáng của mấy chị mặc đẹp nữa nha. Áo bà ba của em lên ngôi luôn. Tím hồng sen 3 cho chị Hay. Ok chị Hay. Hồng sen 3 chốt cho chị Hay. Hồng sen 3 cho chị Thu Quỳnh. Ok chế Thu Quỳnh. Rồi màu tím sen chờ em tí xíu nha chị Hương Mai ơi. Bị chảy không? Không chị nha. Mình mặc mình kỹ một tí xíu. Mấy chị mặc thun thì mấy chị kỹ một tí xíu. Giặt là lúc mà mình phơi nè. Lúc mà mình giặt thì mình kỹ thì mình giặt tay nha. Còn nếu mà có chị giặt máy thì mấy chị giặt ở chế độ nhẹ thôi. Chế độ nhẹ và mặt nhanh đó, nó có giặt 30 phút đó mấy chị. Giặt 30 phút hoặc là giặt nhẹ của đầu len đó nha.
Rồi xong rồi mình phơi thì mình để ý tí xíu thì nó sẽ giữ phơm, tại vì cái giải lai dông này là nó dày, nó cũng dày dặn lắm chị, nên nó không có dễ sổ đâu. Hồng sen 5 còn không em? Hồng sen 5 em hết rồi chứ thôi Nguyễn. Tiếng quế xe số 2, vàng đậm xe số 2 em chốt cho chị Thanh Tho Thái. Chị Diệu Ngọc không lấy áo dài xanh, vậy đưa cái áo dài xanh xe 2 lại đi chị, chờ chị bán cho khách luôn. Em còn được một cái áo dài xanh lá xe số 2 nè, chị đẹp làm chốt đi mấy chị, rất là đẹp. Chị Diệu Ngọc, áo dài xanh lá 2. Nè bên đây nè Quy, bộ bên này nè. Chút xíu mấy bạn nhà em nhắn số tài khoản cho chị nha, chị Thanh Thơ Thái. 70kg hả? 70kg là C5. C5 em còn được màu cam. C5 ổ, C5 em còn được màu tím sen, màu xanh coban, màu nâu. Còn có 3 màu hả em? Em còn có 3 màu hả chị? Đúng rồi, dễ thun, mấy chị chịu khó mấy chị giặt tay đi, nó sẽ giữ cái form đồ nó lâu hơn mấy chị nha. Đồ giờ mấy chị giặt đâu, mặt đâu có dơ đâu, mấy chị đem ra mấy chị giặt sơ sơ thôi, xả lại rồi đem phơi nha. Giải cái lô áo dài này đẹp nè, giải dày dặn lắm mấy chị, giải rất là đẹp luôn á, hàng lai dông loại 1 cho mấy chế đẹp nhà em luôn. Nên là mặc lên nhìn cái áo dài của mình nó có cái độ chì xuống nha, cái chị đi dáng nó rất là nước tha luôn, rất là đẹp. Còn bộ nào không? Xanh lá em còn bộ C2 nè, chứ nào lấy C2, C2 xanh lá 2 cho chị Trường Giang, là em hết xanh lá 2. Đây bộ tím quế nè các chị ơi, chị nào hỏi tím quế nè. 1m58 hả? Chị Trần Hà Hoài là 1m58 57 ký mặt size 2 nha chị ơi. Cho chị cái màu cánh sen 57kg K1m8. Cánh sen size số 2 em chốt cho chị Ngọc Điệp. Ok chị Ngọc Điệp, không có xe là sen tươi đó em. Ủa? Vậy hả? Rồi sen tươi em còn size 3 rồi chế Ngọc Diệp ơi. Size 3 là chế mặt hơi rộng chế Ngọc Điệp ơi. Chế Ngọc Điệp mặt hơi rộng. 60kg mặt size 2 vừa không, 60kg mặt size 3 dùm em nha chị Nguyễn Ánh ơi, mặt size 3. Vàng size 4 còn không em? Vàng 4 em chốt cho chị vàng 4 cho chị Chu, cho chị Trương Phụng. Chị Trương Phụng ơi, vàng 4 em còn, em lấy cho chị luôn nha. Xanh Cuban 5 cho chị Thơ Nguyễn. Dạ 170.000 một bộ chị Hồ Thủy ơi. 170.000 một bộ cái chị, chất vải không lay dông, chị Ánh Nguyệt mặc size 3 là vừa đẹp nha chị Ánh Nguyệt. Chị Ánh Nguyệt mặc size 3. Rồi cái máy này nữa. Rồi ok, vàng 4 em chốt cho chị Trung Phụng rồi, vàng đậm 4 còn không em? Cho chị Lê Thị Bé Diễm. Size 4 là size cho cái chị 63kg đổ lên, 67kg đổ về là cái chị mặc vừa. Chị nào mà eo nhỏ đó thì về đó là nhấn ben vô giùm em là vừa hả mấy chị nha. Nhấn ben vô là vừa hả, cái này cái chị rất là dễ chỉnh. Rất là dễ chỉnh luôn nha. Dạ em không có màu xanh cớm. Xanh lá 2 hết rồi, chị Nguyễn Ánh ơi, chờ lâu sau giùm em đi chị. Tím quế em còn được 1, 2, 3 cả nhà ơi. Size 5 em thấy cho chị, size 5 là còn được màu nâu với màu tím sen nè chị. Đây, màu tím sen em còn được 2, 3, 4, 5. Tím sen em còn được 2, 3, 4, 5 nè mấy chị. Tím quế 1 cho chị Lê Lon. Không, cái này em bán nguyên bộ nha, em không có tách lẻ. Chắc nghĩ bán tạp quá thì quảng cáo bà kiếm tiền. Thôi đi bán tập quá đi chế ơi, bán tập quá giàu hơn, em nói thiệt luôn đó. Bán bia đi chế ơi. Chế bán tập quá chứ bán bia đi chế. Rồi ngày xưa mà em làm công ty hả, mấy ship nhà em á hả, đi làm chứ lương không có bằng bà xã ở nhà bán tập quá đâu nha. Làm nên sự nghiệp là mấy bà bán, mấy bà xã ở nhà bán tập quá đó. Rồi lên giúp em màu này, màu tím sen nha mấy chị ơi. Tím sen em còn 2, 3, 4, 5 nha, cả nhà chốt em tím sen. Rồi màu nâu giúp em đi các chị, màu nâu em còn 2, 3, 3. Màu nâu em còn được 3, 4, 5. 1, 1, 3, 4, 5.
màu nâu em còn được 1, 3, 4, 5 nè cả nhà. Tím sen 5 cho chị Cẩm Tú, là em hết tím sen 5. Bộ cái dài tím quế em còn 1, 2, 3 hết 4 rồi chứ Quỳnh ơi. Một bộ cái này là em bán một bộ nha, một bộ là 170 ngàn. Em ở Cần Thơ nha chị Đỗ Thị Phượng ơi. Chị ở Tiền Giang thì em sẽ ship bưu điện xuống cho chị nha. Em ship bên Viettel á, tầm khoảng 1-2 ngày, trễ thì 3 ngày chị nhận được nha chị. Vàng 3 cho chị Linh Vi. Vàng đậm 3 hết trơn rồi chị Linh Vi ơi. 51kg mặt size 1 với chị Phượng Mỹ. Cao 1m55 nặng là 65kg mặt size 4 với chị Trần Hằng. Nói là giải thun mấy chị ơi, mấy chị mặc được giải thun thì mấy chị chốt ha. Bình thường thì mấy chị mặc áo dài bằng giải không à, nó không có ôm, với lại là phải có dây kéo. Còn em may giải thun cho mấy chị á thì mình chỉ chui cổ vô và mình mặc thôi nha, cổ nữ hoàng. Đây em may như thế này nè đó, bộ áo dài cổ nữ hoàng. Em là 1m58, em nặng 50kg thôi mấy chị. Em đang mặc size số 1, mà em đang mặc là mặc vàng đậm. Vàng đậm 4 còn không em? Vàng đậm 4 hết luôn rồi chị Maria Tuyết Sương ơi. Dạ chị Phượng Mỹ, Đồng Hương, chế ơi. Màu em đang mặc là màu vàng đậm. Vàng đậm hiện tại em còn được 1, 2. Vàng đậm em chỉ còn 1, 2 thôi cả nhà. Màu vàng đậm em đang mặc là còn được 1, 2. Nâu là em còn được 1, 3, 4, 5. Nâu là em còn được 1, 3, 4, 5 nha. Em lên màu lại cho mấy chị nè. Màu hồng sen mấy chị ơi. Hồng sen em còn có 1 bộ duy nhất C3 luôn nè. 58kg đổ lên, 62kg đổ về, lên giúp em màu hồng sen. Màu hồng sen cam mẫu, cam 1 hay chốt rồi không? Đâu biết đâu. Cam 1 qua cái đó còn không? Không. Rồi lấy cam 2 đi. Để em mặc mẫu. Tím cẩm, tím cẩm còn mấy gì hả Quyên ơi? Tím cẩm, tím cẩm em còn 1. Hồng sen 3 cho chị Linh Vi. Hồng sen 3 cho chị Linh Vi. Chị Linh Vi lên giúp em số alo chị Linh Vi. Hồng sen 3 cho chị Linh Vi là em hết nè. Chị Linh Vi lên giúp em số alo ha. Màu đỏ có mà hết trơn rồi chị. Màu đỏ em bán hết rồi. Áo dài có màu sáng không? Rồi để em lên màu sáng cho. Đây đây màu sáng phía sau em nè, thấy không? Để lên cho. Lên với em màu này là màu tím cẩm nha. Tím cẩm em còn 1, 2, 3, 4, 5 luôn ha. 1, 2, 3, 4. Lên với em màu tím cẩm. 170.000 một bộ cả nhà ơi. Chất liệu vải thun dùm em, chị nào mặc được giải thun thì chốt nha. Rồi màu tím sen. Tím sen là em còn được size 2. 2 không hả em? 4 còn không? Tím sen em còn được 2, 3, 4 nha. Tím sen nha. Nó tươi hơn tím cẩm nha bác. Cam 5 em hết luôn rồi chị Trần Loan ơi. Size 5 bây giờ chỉ còn được có màu nâu hả chị? Dạ em cảm ơn chị Đỗ Thị Phượng. Tím cẩm, tím cẩm size số, tím cẩm size số 2 cho chị Tiết Tiết. Em thấy số alo của chị Linh Vi. Màu em đang mặc là màu vàng đậm. Vàng đậm em còn được size 1 với size 2 chị ơi. Cho em cân nặng chiều cao nha, chị Đồng Vàng. Chị Tiết Tiết lên giúp em số alo là em chốt cho chị màu tím cẩm nha chị. Tím cẩm size 2, 52kg cao bao nhiêu chị Kim Phát ơi. Tím sen 4 cho chị Ngoan Khô Cá Đồng. Chị Ngoan Khô Cá Đồng là mặc cho dùm em số alo luôn. Em nhắc lại là giải này là giải thun, em không có may dây kéo gì hết nha. Về cái chị mình áo này là mình mặc theo kiểu chua cổ mấy chị nha. Đó bây giờ là hàng chị nào mặc được áo dài thun thì cái chị chốt cái này nè. Để thôi về nhiều khi mấy chị thấy đó giờ mình thấy mình mặc toàn là giải lụa, giải gấm, giải von đồ này kia không, mà mấy chị mình không có mặc giải thun về mình thấy nhiều khi mình không biết như thế nào. Về mấy chị nhận hàng xong mấy chị cứ mặc vô thử đi mấy chị nha. Cái này là mình phải mặc vô, chứ mình nhìn cảm quan ở ngoài thì nó sẽ không có. Nhiều khi là mình quen mấy cái kia rồi mình nghĩ nó sẽ không có đẹp. Nhưng mà cái chị mặc vô thử giùm em nha đó. Mặc vô giùm em nha mấy chế. Chị nè, khách cũ bên em, khách quen nhà em thì mặc thun từ xưa tới giờ là ok rồi. Dạ, tím cẩm size 2 chị. Ok, em thấy số alo của chị Ngoan Khô Cá Đồng. Size 4 là size cho cái chị đẹp nhà em là 63-67kg nha cả nhà. 63-67kg là mặc size 4 nha. 52kg cao 1m52 là mặc size 2 chị Kim Phát.
tím sen 4. Em đang mặc là màu vàng đậm cả nha. Màu tím em mới bỏ xuống là màu tím sen đó các chị, màu tím sen đó. Rồi tiếp nha mấy chị ơi, 170.000 một bộ nha cả nhà. Tím sen 1. Tím sen 1 em hết rồi chị Đào Nguyên ơi, có một bộ à. Chị bỏ lộn rồi đó chị Hương. Vàng đậm size số 2 cho chị Hồ Thủy. Đó. Quyên vàng đậm 2 em. Cam 4 em chốt cho chị Maria Tuyết Sương. Dạ em không có size 80kg rồi chị Linh Phạm ơi. Chị Kim Phát ơi, chị mặc size số 4 là vừa nha chị. Dạ em không có bán sỉ, chị Linh Vi ơi, em bán lẻ không à chị. Chị Kim Phát mặc size số 4 nha. Xanh đậm hả? Xanh đậm không có nha bà nội dừa ơi. Có mấy màu cam mấy 6 nặng 65kg. Chị Kiệt Lê mặc size số 4. Chị vào Facebook nhắn tin được. Nhắn tin được nha, nào rảnh điện sắp. Chị Hồng Thảo ơi, đơn này là chiều bên em gọi điện xác nhận đơn luôn đó chị. Chị vui lòng lên giúp giùm em số alo với chị ha. À, chị có số alo rồi nè. Bên em sẽ gọi điện xác nhận đơn cho mấy chị nha, gọi điện trực tiếp cho nó nhanh nha mấy chị. Đơn này chắc em chốt tới tầm khoảng 7 giờ, bữa nay chắc cũng tới 7 giờ mới xong á mấy chị, 7 giờ 7 rưỡi á. Tối nay nha mấy chị ơi, em hẹn cái chị tối nay em like một like nữa nha. Tối nay là tầm khoảng 7 giờ rưỡi hoặc 8 giờ, bữa giờ do là đơn hàng bị dồn á, nó nhiều nên là thường 8 giờ em mới like. Mấy chị nhớ đón cái khung giờ đó mấy chị coi giúp em. Vàng đậm 2 cho chị Trần Hoài. Chị Trần Hoài lên giúp giùm em số alo chị ơi. 70kg mặc size 5, size 5 bây giờ em còn màu nâu không mà chị Ly Nguyễn. Size 5 bây giờ em còn được màu nâu không mà chị. Rồi, màu xanh Coban. Xanh Coban em còn được 1, 2, 3, 4. Xanh Coban em còn được 1, 2, 3, 4. Quần có 2 túi 2 bên nha các chị. 1m56, 60kg mặc size số 3 nha chị TH ơi. Chờ em xíu nha chị Kim Phát. 74kg cao bao nhiêu vậy chị Trung Bích Trâm ơi. Cô ban 4 em chốt cho chị Úc Quỳnh. Tại em hết cô ban 4 em còn 1, 2, 3. Alo giờ vừa nghe hả? Ừ sao anh? Rồi thu 30k phí ship giúp em nha, sao khách không nhận anh? Rồi anh thu 30k phí ship giùm em nha. Rồi lên trạng thái nha một phần. Rồi ok. 1m56 nặng 74kg mặc size 5 giùm em chị Trung Bích Trâm. Dạ quần đen giả váy em có đó chị Đức Quang. Quần đen giả váy 70.000 một quần, 80.000 một quần nha chị. Chị Trần Hoài lên giúp giùm em số alo nha. Lên giùm em số alo màu đỏ em có mà hết rồi chị Trung Bích Trâm ơi. Vàng đậm size 3 hết rồi chế hồng chậm 170.000 một bộ cả nhà ơi. Dạ cái này em bán trực tiếp không có lên giỏ hàng. 68kg mặc size 5 nha chị Đỗ Hạ ơi. Dạ cái này chắc hơi lâu á. Cái lô áo dài này cái chị chờ hơi lâu á mấy chị. Cô ban 1 cho chị Đào Nguyên. Rồi em mặc cái màu cam cho mấy chị con. Màu cam còn size mấy Nguyên? Cam còn 2, 3 thôi. Rồi màu cam em chỉ còn size 2 với size 3 thôi mấy chị. Phải 75kg cao 1m6 em hết rồi chị, em chỉ còn màu nâu à. Chị Phạm Thị Mỹ Lệ. Của chị gì đó không, chưa có số alo nó xả đi chị. Chị đó chị gì vậy? Trần Hoài. Chị Trần Hoài em xả view nha. Không có cho số alo. Xả view. Chị Đức Quang. Chị Đức Quang chưa có đơn. 170.000 một bộ. À chị Đức Quang lấy một cái quần giả váy size số 1 đúng không? Màu đen 80.000, ship 25.000 trên đơn nha chị. Bộ này 195, em sale cho mấy chị còn 170 đó mấy chị. Rất là đẹp luôn nha. Lên với em màu cam cả nhà ơi. Mã cam nè, cam em còn được 1, 2, 3.
cam em còn được 1, 2, 3. Ở cam em còn được 2 với 3. Cam em còn được 2 với 3, cam 3 cho chị Phúc Trần Thị. Còn lâu lắm mới gặp chị Phúc Trần Thị nha. Chị Đặng Ngọc Linh một đơn từ chối nhận rồi, ngày 14 tháng 12 năm 2023. Cam 1 em hết rồi chị Đào Nguyên rồi, cam 1 em chốt rồi, cam em còn 2 với 3 hả? Cam 3 cho chị Linh Vi. Cam 3 cho chị TH. Chất liệu vải thun chị. Chị nào mặc được áo dài thun thì cứ chị chốt nha cả nhà. Ví dụ như bình thường các chị mặc vải thì mấy chị cần dây kéo. À, cần dây kéo rồi mình kêu mấy chị mặc nha. Còn cái này là em may dễ thun thì mấy chị chỉ cần chui cổ là mình mặc thôi. Còn ví dụ mấy chị mặc có rộng eo thì mấy chị chỉ còn chích đen lại thôi, nó đơn giản lắm nha. Mình mặc ơn. Rồi lên với em màu cam. Đây chị nào hỏi em và cái quần giả váy màu đen nè. Quần giả váy màu đen chất liệu vải thun lai dông lưng thun luôn nha. Quần đen thì không có túi, còn quần em đang mặc cho mấy chị là quần có túi. Hả? Chị Linh Vi có lên số alo luôn rồi đó chị. Ủa chưa hả? Chị Linh Vi lên giúp giùm em số alo chị Linh Vi ơi. Ờ, em thấy có ở trong đây có, hình như nãy chị có chốt rồi á, có số alo rồi chị, mấy đơn trước có rồi. Mình 56 ký mét 57 mặt size 2 chị Đức Quang. À, chị gọn người không? Nếu mà mông của chị gọn thì là mông tầm khoảng 100 dưới 100 đổ lại thì lấy size 1 cũng được, còn không thì lên size 2 nha chị. Mét 57 56 ký chị lấy size 2 đi, quần size 2 đi. Quần cam có lẻ không? Quần này còn không ta? Quần này còn size lớn không hay gì hả chị Bảo Ngọc Nguyễn? Cái quần cam này còn size lớn không hay gì hả chứ? Không nhớ, giờ không nhớ luôn chứ đẹp ơi. Một bộ cam size số 2 cho chị Lê Trương. Cam 2 cho chị Đào Nguyên. Em thấy số điện thoại của chị Trần Hoài. Chị Trần Hoài nãy chốt bộ gì với em vàng đồng hả? Của chị chứ, trời kêu em luôn rồi. Chị Hương nay làm em luôn. Cho chị một quần giả váy 80kg. Quần giả váy 80kg em không có. Quần giả váy em có tới size 75kg đổ lại à. 55kg mình cao bao nhiêu vậy chị Nguyễn Như? Size 5 em chỉ còn màu nâu thôi. Chị Trung Bích Trâm ơi. Chị Trung Bích Trâm ơi, màu size 5 em chỉ còn màu nâu thôi. Chị nào chưa có số alo thì lên giúp em nha cả nhà. Rồi màu tím Huế cả nhà ơi. Chắc lùng quá, xe nó chắc lùng qua. Giá 170.000 một bộ. 1m50 hả chị? Chị Nguyễn Như 1m50 mà nặng 55kg hả? 1m50 nặng 55kg. Eo 80 hả chị? Hay hả? Eo 80 là mặc nếu 1m50 nặng 55kg. Eo 80 mặc C3 nha chị ơi. Mặc C3. Nhưng mà về là chị phải chỉnh cái đinh lên một tí xíu, cao một tí xíu nha. Lên like chút xíu. Cam 2. Chị Đặng Ngọc Linh là chị khoảng trước em mới nhận đơn lại nha chị ơi, đơn từ chối nhận hàng rồi, em giao tới chị không nhận hàng. Tiếm Quế 3 còn không em? Đó. Tiếm Quế 3 em chốt cho chị Lan Nguyễn. Chị chuyển giùm em luôn nha. Bộ này 170, phí ship 25.000 là tổng đơn là 195 chị. Cam 2 cho chị Đặng Ngọc Linh, lấy giùm chị bộ cam 2 đi em. Hả? Ủa gì? Nãy có hai bộ chị chốt cho ai đó. Rồi vậy là cam 2 em hết luôn rồi chị Đặng Ngọc Linh ơi, chị chọn qua màu khác giùm em đi. Tím Huế em còn 1 2 3 nha cả nhà. Cam 2 hiện tại em còn tím Huế. Cam 2 bây giờ còn tím Huế không mà mấy chị chuyển qua tím Huế giùm em nha. Cam 5 thì còn màu nâu, quần là có hai túi hai bên.
còn một dạng nằm cho hai nữa nè. Quần là có hai túi hai bên, vậy là cam hai em hết rồi. Chị chọn qua màu khác giùm em đi, chị Đặng Ngọc Linh. Tiếng Quế không có size 5, tiếng Quế còn được 1, 2, 3. Còn rảnh không có chợ, 2, 3 rồi. Chiều rảnh là chiều không rảnh. Chị Lê Trương, đơn của chị Lê Trương, đi đơn luôn khỏi gọi. Đơn của chị Lê Trương là mã số 104. Chờ em một tí xíu nha mấy chị. Mấy chị có đơn nhớ để ý điện thoại giùm em mấy chị ơi. Để ý điện thoại để bên bưu tá giao hàng. Một ngày cả chục đơn mấy gọi mấy chị không có nghe máy luôn đó. Em xử lý đơn em gọi cho từng chị em đuối luôn. Quần giả váy size số 4 màu đen cho chị Maria Tiết Xương một cái, màu đỏ hết trơn rồi chị Tiết Nguyễn. Tiếng Quế 4 hết rồi mấy chị, tiếng Quế em chỉ còn 1, 2, 3 thôi. Tiếng Quế em chỉ còn được size 1, size 2 và size 3 thôi. Cam 3 còn không em? Cam 3 còn không em? Cam 3 em chốt cho chị Nguyễn Hải. Dạ. Cam 3 cho chị Nguyễn Hải. Tiếng Quế 3 của chị Lan hồi nãy có rồi. Đúng không? Ok. 170.000 một bộ áo dài. Chị Diệp với em, chị 1m58 nặng 54kg là mặc size 2. Eo 8, ngực 89, eo 77, mặc chuẩn size số 2 luôn. Size 2 là chị mặc vừa đẹp nha. Rồi cái máy em nó hết pin luôn à. Mừng. Mấy chị đừng có mua giùm nha. Khuyến khích là không mua giùm, ngay cả mẹ con hay là chị em mà cũng không mua giùm nha. Rồi chị TH mà xả cái màu cam 3, nghe thấy của chị TH xả ra giùm em. Mã số 22. Dạ không có màu đen nha chị ơi. Không có màu đen. Rồi em offline ở đây nha mấy chị. Hết rồi đó. Em offline ở đây để cho mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn nha. Các chị có đơn nhớ để ý điện thoại giùm em, đơn là em đi trong chiều nay cho mấy chị luôn. Tối nay em hẹn các chị 7 giờ rưỡi hoặc là 8 giờ em sẽ live tiếp nha mấy chị. Rồi cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha cả nhà ơi. Có gì mấy chị tua lại live mấy chị coi giùm em nha. Bye các chị.